cái này vật này rõ ràng là một khúc gỗ màu đen như mực mặt ngoài có một tầng hào quang màu vàng thật mỏng như có như không hàn lập nhanh chóng nhớ lại hắn nhận thấy mình không hề có chút ấn tượng nào cũng như chưa bao giờ gặp qua loại vật này ơ ờ, không phải đây là thái huyền cương mộc sao chu quả nhi vừa trông thấy đã có chút giật mình thất thố ngươi biết vật này hàn lập thản nhiên hỏi tiền bối đây chính là loại linh mộc chỉ có ở tiêu linh thiên của ta nó phải mọc cả trăm năm mói dài được nửa tấc một ngàn năm mới mọc được cái lá đầu tiên, lại mất cả vạn năm sau mới nở hoa. Đây là loại tài liệu vô cùng quý hiến để luyện chế pháp khí, ở tiểu linh thiên nó vốn được gọi là thần mộc. Trước đây ta có gặp qua một khối nhỏ chỉ bằng hạt đậu, đó cũng là lần đầu tiên ta được biết đến cái tên Thái Huyền Cương Mộc này. Mai mắt của chu quả nhi mở to nhìn chằm chằm vào khúc gỗ có kinh hoàng. Thật sao, ngươi dám khẳng định loại linh mộc này chỉ có ở tiểu linh thiên mà các giới diện khác không có hay là ngẫu nhiên nhận nhầm nó với loại tài liệu khác? Hàn lập nhướng mày, hắn hoài nghi hỏi lại. Theo lời kẽ của một tiền bối người nhân tộc ở tiêu linh thiên thì Thái Huyền Cương Mộc không phải từ giới diện khác truyền tói, mà nó được sinh ra bởi sự thụ phân hỗn tạp giữa nhiều loại linh mộc trong những tình huống vô cùng đặc biệt ở tiêu linh thiên mới có thể biến dị thành một gốc cây này, ở giới diện khác tuyệt đối không thể có được cây thứ hai như vậy. Hơn nữa nhân tộc của ta ở tiểu linh thiên đã từng xảy ra một trận đại chiến với nhiều tộc khác vì tranh đoạt loại cây này. Chính vì vậy nên vãn bối không thể nào nhầm lẫn Thái Huyền Cương Mộc với vật khác được. Chu Quả Nhi thành thật đáp lời, thì ra là vậy, Hàn Lập vuốt ve khúc gỗ trong tay, nhưng trong mắt hiện lên rất nhiều sao động, khuôn mặt dần dần trở lên trầm ngâm. Hàn Đạo Hữu nếu ngươi còn muốn đi ra thì thông đạo này sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu. Đúng lúc này thiếu nữ trẻ trung bình thản nhắc nhở, còn thiếu phụ áo lam giấy lên một tia sát khí trong mắt rồi quát đến chói tai. Nếu ngươi không muốn đi thì cứ vĩnh viễn không cần phải đi nữa. Cùng lúc đó, cây cờ phía trước thiếu phụ bỗng nhiên phát ra từng tràng tiếng vù vù, thông đạo trước mặt cũng run nhẹ lên, dường như có thể sụp xuống bất kỳ lúc. Đi thôi, Hàn Lập nhìn thấy vậy hai mắt co quắp lại rồi không chút do dự thốt lên một tiếng. Ngay sau đó, dưới chân hắn phát ra một tiếng ông lên, hóa thành một đoàn hào quang bay vút đi. Đoàn hào quang dọc theo thông đạo chấp động vài cái lao thẳng đến cửa rồi biến mất không thấy bóng dáng. Trông thấy hành động này của Hàn Lập, thiếu phụ áo lam cùng với thiếu nữ trẻ trung tỏ ra rất vui mừng, riêng bảo hao thánh tổ chỉ chớp chớp đôi mắt một chút còn lại nàng không hề tỏ thêm biểu hiện nào khác lúc này ngón tay của thiếu phụ áo lam khẽ điểm về phía trước nhất thời hào quang trên thân cờ màu xanh sáng rực lên thông đạo trong hư không bên kia cũng nổ vang rồi vỡ ra thành từng mảnh toàn bộ thế giới lôi điện lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu thiếu nữ trẻ trung thấy vậy liền cười với bảo hoa bảo hoa tỉ tỉ xem ra ngươi không thuyết phục được tên tiểu tử nhân tộc kia rồi cũng dễ hiểu thôi nếu là ta thì ta cũng chẳng dại gì chịu mạo hiểm như vậy. Hay lắm, hiện giờ pháp lực của tỷ đã hao cạn không thể cầm cự thêm được nữa rồi, tiếp theo sẽ do đích thân chúng ta tiên hai người đi một đoạn. Vẻ cười cợt trên mặt nàng thu lại, bàn tay trắng như ngọc cũng không hề trần chờ phất lên ma tượng phía trước. Tức thì một vầng sáng màu bạc trên thân tượng tỏa ra làm cho hư không xung quanh chấn động, tiếp đó xuất hiện thêm một hư ảnh màu bạc cao hơn 10 trượng, sau khi ngưng động lại, hư ảnh biến thành một thực thể màu bạc thật lớn. Ở bên kia Lam Bộc Thánh Tổ cũng há miệng phun ra một đoàn tinh khí, chắp động một chút rồi đoàn tinh khí nhập thẳng vào năm lá cờ nhỏ khác. Ngay lập tức năm lá cờ này phát ra từng tiếng nổ vang rồi hóa lớn cao lên hơn 10 triệu giống hệt như cây cờ ban nãy. Tất cả đồng thời xoay thành vòng tròn, ở trong điện quang chúng biến thành 6 con dao long màu xanh uyển chuyển, dương nanh múa vuốt lao thẳng đến vầng sáng màu vàng xung quang bảo hoa mà đánh. Bên trong vầng sáng màu vàng, hắc ngạc đang biến thành khổng lồ giận dữ gầm lên, hơn 10 cụm ma khí màu đen do hắn không ngừng phun ra liền biến thành 10 con rắn lớn trực tiếp nghênh đón 6 con lôi dao màu xanh. Ầm ầm u một trận nổ liên miên không ngớt, ánh sáng màu xanh va chạm với luồng xương màu đen liền nổ ong lên, hơn 10 con rắn lớn lập tức bị xé nát tanh bành. Con cá sấu lớn đau đớn hét lên, ma khí đang phun ra từ trong miệng cũng bị sặc nghẽn lại, thân hình nó ở trong làn sáng màu vàng cũng loạn choạng một trận. Hiển nhiên là trong lần giao phong vừa rồi nó đã ăn không ít đau khổ, mà lúc này sáu con gao long không còn bị ngăn cản nữa, chúng khẽ quẫy lên đã liền xuất hiện bên cạnh vầng sáng màu xanh rồi đồng loạt bổ nhào tới. Nhưng chính thời khắc này, sắc mặt của bảo hoa trầm xuống, nàng cầm một cái giản ngăn khẽ rung lên. Nhất thời chiếc giản ngắn vòng một vòng theo phía trên vầng sáng rồi lao ra tạo thành một tiếng giết choi tai. Mấy con lôi dao màu xanh đang hung hãn bổ nhào tới quầng sáng màu vàng nhất thời bị ngưng trệ, động tác của chúng trở nên chậm chạp hơn gấp trăm ngàn lần, lập tức chúng bị giam chặt lại bên ngoài sát với vầng sáng thiếu nữ trẻ trung thấy vậy liền hù lạnh rồi đưa hai tay lên bấm niệm pháp quyết ma ảnh màu bạc ở trước người phát ra từng tiếng vù vù một bàn tay màu bạc thật to cũng hiện lên rồi không biết bằng cách nào nó đã giải ra mấy trăm trượt bất ngờ xuất hiện ngay trên không vầng sáng màu vàng hào quang màu bạc sáng rực lên cánh tay như một quả núi nhỏ vỗ xuống hư ảnh bàn tay chưa thật sự đánh xuống mà đã cuồn cuộn truyền đến một cỗ sức mạnh kinh người làm cho vầng sáng màu vàng lóe lên rồi bị ép dẹp xuống Bảo Hoa đang ngồi trong vầng sáng hai mắt chấp động, bàn tay thon thả như ngọc của nàng nâng lên bắt lấy chiếc giản ngắn rồi nhẹ nhàng phất giản bắn lên không trung. Đòn này nhìn như vô cùng hời hợt không có chút uy lực nào, nhưng chiếc giản ngắn kia vừa lóe lên đã quỷ dị đánh thẳng vào trung tâm bàn tay màu bạc. Đầu tiên là một âm thanh vang lên đinh tai, tiếp đó là một vầng sáng chói mắt ngay dưới bàn tay tỏa ra giấy lên lột cơn lốc màu vàng tràn ngập ra khắp nơi, chẳng những nó đem bàn tay thật lớn này với đám dao long đang ở gần quang cầu màu vàng xé rách tanh bành mà còn thừa thế mãnh liệt hướng ra bốn phương tám hướng cuốn đi không ổn nàng đã tự bảo trấn nguyên giản nàng đã muốn liều mạng rồi ngay đến cả trí bảo đã tế luyện qua vô số năm như thế mà cũng không cần giữ lại nữa lam bộc thánh tổ cùng thiếu nữ trẻ trung nhìn thấy cảnh này liền phát hoảng thân hình bọn chúng nhanh chóng giật lùi lại rồi sau một cái chớp động đã trốn thẳng vào trong biến mây tuy vậy nhưng hai người cũng không quá mức kinh hoàng Đối với hai người này mà nói thì có đem bảo vật tự bảo cũng không thể thoát khỏi lục Việt Thanh lôi trận được, mà ngược lại còn làm cho chút pháp lực cuối cùng của bảo hoa tiêu hao sạch sẽ đi. Kể từ đó hai người không cần tốn công tốn sức để bắt giữ đại địch trước mắt nữa. Nhưng ngay lúc hai ma nữ này đang đợi cho uy lực của vụ nổ tản đi thì đột nhiên trên không trung truyền tới một tiếng nổi khiến trời long đất sụp. Tiếp đó là cả biển mây run lên, một cỗ khí thức vô cùng đáng sợ từ trên cao một mạch truyền xuống. Thế giới của lôi điện này dao động kịch liệt, trên cao liền hiện ra một vòng màu vàng to khủng khiếp giống như vầng thái dương, sau đó nó hóa thành một cột sáng khổng lồ bắn thẳng xuống. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên, nơi thiếu phụ cùng với thiếu nữ trẻ trung đứng khi nãy bị cột sáng màu vàng xuyên qua. Sau khi ánh sáng màu vàng tan hết đi, nơi đó chỉ còn lại hai cái lỗ màu trắng thật lớn. Bảo Hoa ở trong vầng sáng màu vàng thấy vậy liền khẽ mỉm cười, nàng phất tay áo lên đem chút pháp lực còn sót lại cuốn ra một mảng sáng màu hồng mờ nhạt, khi mảng sáng bay qua, thân hình của Hắc Ngạc cũng biến mất không thấy đâu. Đồng thời hư ảnh một gốc hoa thụ màu hồng cũng hiện lên phía sau lưng nàng, toàn thân nàng chìm vào quang hà màu hồng một chút rồi biến mất vô ảnh vô tung. Trên bầu trời bên ngoài tòa trận pháp lớn khủng khiếp này, Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đang phóng đi như bay. Bên cạnh hắn là một con cua màu vàng lớn tới vài trăm trượng nhìn vô cùng dữ tợn đang đứng lơ lửng. Ngoài ra trong cái miệng khổng lồ đang từ từ khép lại của nó, có thể mơ hồ thấy được một ít kim quang còn sót lại đang chấp động liên hồi. Công kích kinh người vừa rồi chính là của giả đạo nhân khi đã hiện nguyên hình dưới yêu cầu của Hàn Lập, một kích toàn lực thật sự quá mức khủng bố. chương 2137, Linh vực lại xuất hiện. Chu Quả Nhi đứng bên cạnh há hốc cái mồm nhỏ xíu, cả nửa ngày sau cũng không ngập lại được. Tất nhiên nhà đầu này không thể ngờ được rằng, Hàn Lập mới thoát ra khỏi trận pháp đã chờ mặt cho Hoàng Kim Cự giải phát động đòn công kích kinh người đến vậy. Còn Hàn Lập thì khẽ tặc lưới cười nhẹ với Hoàng Kim Cự Giải. Cảm ơn Giải Huynh đã giúp, nếu Huynh không nhìn ra chỗ sơ hở của pháp trận thì công kích vừa rồi cũng không thể có tác dụng lớn đến như vậy. Nếu đấy là lục Việt thanh lôi trận hoàn chỉnh, hoặc ta đang bị nhốt ở bên trong thì không thể làm được như vậy. Nhưng với tình hình như hiện tại thì chỉ cần nhấc tay mà thôi. Tuy vậy thì lần sau muốn ta ra tay thì không được thiếu lục dịch cho ta đâu nhé. Vẻ mặt của Hoàng Kim Cự Giải tỏ ra không mấy để ý, nó nói với cái giọng ông ông giải huynh cứ yên tâm đi không cần biết ngươi ra tay bao nhiêu lần nhưng ta tuyệt đối sẽ không đưa thiếu cho đạo hữu dù chỉ một giọt hàn lập khẽ cười đáp cũng không cần biết sau này ngươi đưa cho ta bao nhiêu lục dịch nhưng chỉ cần số lượng trước đây đã tiêu hao hết thì ta cũng sẽ lập tức dừng tay hoàng kim cự giải cũng trả lời không hề có chút khách khí nào được rồi nếu đạo hữu không muốn thỏa thuận như vậy cứ theo ước định trước đây đi nhưng số lục địch đã đưa cho đạo hữu trước đây cũng đủ để đạo hữu toàn lực tương trợ trong một khoảng thời gian rồi Hàn lập không chút nể nang, miễn cưỡng cười trả lời. Cho dù con cua này nhìn bề ngoài rất thông minh nhưng nó chỉ quan tâm đến một điều duy nhất chính là loại lục dịch thần bí kia, hơn nữa tính tình còn cố chấp lạ thường, không cách nào lung lay được. Sau khi con cua nghe xong lời này, nó lặng im không nói gì rồi xoay hai con mắt trong suốt đến lạnh lùng nhìn chầm chầm xuống ngư không phía dưới. Cái lỗ trên trận pháp bị xuyên thủng khi nãy nhanh chóng liền lại như ban đầu, mà từ xa nhìn lại, phái dưới nhanh chóng trở thành một mần xanh thẳm biển sương mù khi bên trong cũng ngay lập tức bị giấu kín hoàn toàn. Đúng lúc này, một đoàn dao động phóng đến như bay, ánh sáng màu hồng lóe lên, liền có một bóng đáng hiện ra không chút tiếng động. Khuôn mặt nàng tái nhợt, nhìn kỹ lại thì đúng là bảo hoa. Thiếu nữ này vừa mới xuất hiện chỉ nhìn thoáng qua hàn lập một lần rồi không nói không rằng móc ra một cái bình ngọc màu đỏ rực như lửa. Nàng vội vàng đốc chiếc bình ra một viên đan được màu xanh biết rồi nuốt ngay vào miệng. Nhưng không để cho hàn lập kịp nói điều gì với nàng, cảnh sát ở phía dưới cũng nhanh chóng thay đổi. Màn cấm chế đáng che đậy ở bên dưới mau tan đi, thay vào do là một biển sương mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó từ trong biển sương mù vang lên một tiếng thét thật dài, vô cùng phẫn nộ. Hai bóng người một vàng một lam nhoáng lên rồi bất thình lình hiện ra bên trên không trung biển sương. Sau khi hai bóng người này ngưng lại rõ ràng liền hiện ra dung mạo của thiếu nữ che chung và thiếu phụ mặc áo bảo màu lam. Nhưng cả hai người này đều dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn về phía Hàn Lập. Hay lắm, lúc trước ta còn muốn cho ngươi một con đường sống, thật vạn lần không thể ngờ được ngươi lại muốn chui vào chỗ chết thiếu nữ trẻ chung nói xong liền cầm ma tượng trong tay ném lên trời cao, ngay lập tức nó lại hóa thành một pho tượng ma màu bạc cao đến vài chục trường. cánh tay còn lại của à lại bấm pháp quyết, ma diễm trên người nàng bốc lên quay cuồng. sau khi ngưng động lại liền hóa thành một con thú màu đen, trông cũng không giống trâu mà cũng chẳng có điểm nào giống ngựa. toàn thân con ma thú này đều là ma diễm màu đen trên đầu nó mọc thêm ra hai cái sừng cong vút thật to bên cổ lại có vô số ma diễm hóa thành lông mai thật đài nhìn vô cùng uy mãnh còn sắc mặt của thiếu phụ áo lam đang đứng bên kia thì âm hàn đến thấu xương ngay một câu với hàn lập ả cũng chẳng thèm nói ra hai tay trà sát đột nhiên có vô số đạo quang hà màu lam từ trên người tuôn ra tiếp đó ánh sáng trong suốt lóe lên từ vị trí của ả làm trung tâm bỗng xuất hiện một tòa băng sơn cao đến mấy trăm trượng con rùa không lồ dưới chân ả cũng gầm lên mấy tiếng hình thể của nó trong màn hào quang màu lam nhanh chóng phóng to lên, rồi biến thành một con quái vật to không thua gì tòa núi băng kia. Ánh sáng màu đỏ trong hai mắt nó chấp động liên tục, hơn nữa khí thức được nó tỏa ra đáng sợ không thua kém gì so với một tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Thấy tình hình này hàn lập không đấm chậm trễ chút nào, miệng hét to một tiếng, hào quang màu vàng trên người tỏa ra rực rỡ, hắn nhanh chóng biến thành một con vượn lông vàng cao đến 6-7 trượng. Tiếp theo hai tay hắn phất vào hư không, lập tức có hai tòa núi một xanh một đen bí ẩn hiện lên. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng ở hai bên sườn lóe lên, lập tức có thêm hai bóng người cao lớn xuất hiện. Một cái màu vàng trói mắt, một người lại mặc áo bào xanh mướt, cả hai đều có khuôn mặt giống y như Hàn Lập. Đúng là Phạm Thánh Kim Thân đã cô động thành thực thể và chi tiên linh khu. Hàn Lập tự tin vào thân thể mình đã được thoát thai hoán cốt nhờ tinh linh liên và tầy linh trì, cộng thêm sự trợ giúp của hai đại hóa thân thì dư sức đối phó với một gã phân thân của thủy tổ. Còn Lam Bộc Thánh Tổ thì chỉ cần giao cho Hoàng Kim Thánh giải đối phó là được. Hắn cũng không đám kỳ vọng vào việc con cua xuất thân từ ma nguyên hải này sẽ đánh chết một vị Thánh Tổ, nhưng chỉ cầm chân thì thật sự không phải vấn đề quá lớn. Sau khi vang lên một tiếng sét chói tai, trên người Hoàng Kim cự giải tỏa ra chi chít hào quàng màu bạc. Hai cái càng không lồ của nó hơi nhoáng lên tạo thành hai tiếng oanh oanh lập tức giữ hai gọng kềm trên mỗi chiếc càng hiện ra một quang cầu màu vàng lớn đến kinh người, lại còn phát ra âm thanh vu vù Tuy hai khỏa quang cầu này chưa được bắn đi nhưng nó đã tỏa ra uy lực vô cùng đáng sợ làm cho Lam Bộc Thánh Tổ đang đứng ở xa khi cảm ứng được cũng phải tái mặt. Công kích của Ả à đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lúc này Ả à lại tỏ ra kiên sợ không đám ra tay. Hai vị đừng tưởng bở, các người muốn cùng hàn mỗ đại chiến một trận sao. Cho dù kết quả trận chiến này có thế nào đi nữa nhưng ta nghĩ hai vị cũng không có nhiều cơ hội đâu. Tốt nhất là nên để cho bảo hoa tiền bối ở lại đi. Cái miệng to dùng của cử viên do Hàn Lập biến thành nói ra với giọng vang như sấm dậy, hắn cũng cố tình nhìn thoáng qua bảo hoa phía bên này. Không biết vừa rồi đã ăn loại đan được kỳ điệu gì. Nhưng mới chỉ có một chút thời gian điều tức mà hai má nàng đã hồng hào trở lại, dao động của pháp lực trên thân nàng cũng khôi phục lại một ít. Cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội thì bọn ta cũng phải thử một lần. Tiểu bối, việc gì ngươi phải đứng ra gánh họa cho người khác, bây giờ nếu ngươi suy nghĩ lại thì vẫn còn kíp chỉ cần ngươi xoay đầu bỏ đi thì bổn tỏa chẳng những không truy cứu sự việc đã xảy ra lúc nãy hơn nữa còn nói vớ nguyên yểm hủy bỏ lệnh đuổi giết ngươi để cho ngươi được an toàn trở về linh giới nếu không cho dù sau trận chiến này mà ngươi vẫn giữ được tính mạng thì truy sát lệnh sau này cũng có phần của ta ở trong đó hai hàng lông mày của thiếu nữ trẻ trung dựng lên quát dừng tay thì không thể được nếu ta đã ra tay thì sẽ không bỏ dở giữa chừng còn về lệnh truy sát ta ư dù sao cũng đã có một cái của nguyên yểm, thêm một cái thì có nhầm nhỏ gì. Ánh sáng màu lam chấp động trong hai mắt cự viên, miệng hắn nói oang oang. Một khi hắn đã quyết định sẽ mau trở về linh giới nên chẳng có lý do gì đi sợ hãi một tên đại thủy tổ ở cái giới điện khác là ma giới này. Huống hồ cho dù bản thể của đối phương có tới thì với thần thông của hắn nếu không địch lại cũng nắm chắc được vài phần chạy thoát. Hay lắm, người đã thực sự muốn nhúng tay vào chuyện này, nếu vậy thì bổn tỏa cũng liều mạng không cần khổi hóa thân này nữa để bắt người nằm lại đây. Lam tỷ tỷ, trước tiên ngươi hãy cầm chân Hoàng Kim Thánh giải, ta sẽ thi triển bí thuật cuốn lấy những người còn lại. Chờ khi mấy đại hóa thân của ngươi tới, rồi chúng ta toàn lực giết hết bọn chúng. vẻ tàn ác hiện lên trên khuôn mật thiếu nữ trẻ trung, à quay sang nói với Lam Bộc Thánh tổ. Tốt, ta cũng đang có ý này. Cùng lắm khoảng một nén hương nữa thì mấy đại hóa thân của ta cùng với đám thuộc hạ sẽ tới đây. Lam Bộc Thánh tổ lạnh lùng đáp ứng rồi không chút do dự nhấc hai tay đặt lên tòa núi băng, hướng về phía Hoàng Kim Cự giải đẩy tới phanh, một âm thanh trong trẻo vang lên, cả ngọn núi băng vỡ vụn ra thành nhiều điểm sáng màu lam, chợt lóe lên rồi biến mất trong không trung. Ngay sau đó, khắp nơi xung quanh hoàng kim cự giải bất thình lình hiện ra vô số đốm sáng màu lam, các điểm sáng này lóe lên một cái rồi không một tiếng động biến ảo thành một ngọn núi băng đem con cua vậy chặt vào trong đó. Mà con rùa dưới chân thiếu phụ áo lam cũng há miệng phun ra một đạo khí màu trắng, sau khi mở ảo đi, đoàn khí trắng đã giống như một sợi dây thường quấn lấy xung quanh núi băng mấy vòng, đem hoàng kim cự giải buộc chặt lại. Thật ra vị Lam Bộc Thánh Tổ này không muốn chính thức đấu với hoàng kim cự giải, ả định tạm thời đem nó vây khốn trước. Thiếu nữ trẻ chung cũng thúc giục pháp quyết, mà tượng màu bạc trước người lớn lên, hai cánh tay to đồng thời vỗ về hai hướng khác nhau của Hàn Lập với Bảo Hoa. Còn quái thú bằng hỏa diễm sau lưng ả cũng há miệng phun ra một luồng hảo diễm cuồn cuộn, biến thành một vách tường bằng lửa đựng lên ngang bầu trời trong chốc lát thân hình của bảo hoa cùng cự viên đã ở bên dưới bức tường bằng lửa này. Cự viên do hàn lập biến thành thấy vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng, hai tòa cực sơn trong tay cũng lóe lên rơi hướng về không trung ném đi. Cùng lúc này, hào quang trên người hai đại hóa thân ở hai bên cũng chấp sáng liên tục, đường như tất cả sẽ cùng ra tay ngàn chặn. Nhưng vào khoảnh khắc này, bảo hoa vốn đang ở bên cạnh không tỏ ra chút thái độ gì lại bỗng nhiên than lên một tiếng nhẹ nhàng u oán Tội tình như vậy làm chi y, âm thanh u thán còn chưa tắt, bàn tay mịn như ngọc của nàng khẽ bâng quơ phất lên trước người, bờ môi như cánh đảo sinh khẽ thổi ra một đoàn phấn hồng. Cẩn thận nhìn vào đoàn sáng này thì rõ ràng nó được tạo thành từ vô số ký hiệu nhỏ li ti. Nhưng sau khi quay tròn một vòng nó lại vỡ vụn ra. Trong phút chốc, vô số ký hiệu hình đóa hoa màu hồng như mưa bay lất phát hiện lên ở xung quanh, chợt chớp chợt, chợt nháy không ngừng, cực kỳ diễm lệ. Ở trung tâm cơn mưa hoa xuất hiện một sợi xanh biếc, sau khi mở ảo đi, nó liền hóa thành một cái cây nhỏ màu xanh cỡ một thước, rồi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái cây không ngừng lớn lên. Một nhịp thở sau, một gốc cây thật lớn đã mọc lên ngay trên bàn tay của bảo hoa, gốc của nó như đã hòa cùng với nàng làm một thể, cành lá xanh biếc lạ thường, trên khắp tán cây có vô số ánh sáng lấp lánh lưu chuyển không ngừng, dường như nó đang cuồn cuộn hút lấy pháp lực từ trong thân thể của nàng. Cùng lúc, trên các tán xanh biếc chợt mờ ảo đi, ở mỗi đầu cành cũng xuất hiện nhiều đốm sáng màu hồng, sau đó lại biến áo thành như đóa hoa, chỉ trong nháy mắt khắp cây đại thụ đã chi chít nở rộ những bông hoa màu hồng. Khắp nơi trong không gian tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát. Rồi trải đầy hư không là âm thanh phạn nổi lên, chỗ chỗ đều bay đầy những nhánh hoa, trong phạm vi bán kính ngàn trượng đã trở thành một biển hoa màu hồng, nơi đây thật giống như một vùng trời đất riêng biệt vậy. Càng không thể tưởng tượng hơn nữa, cho dù là núi bàng, tay bạc, tường lửa, thì chỉ cần xảo hoa khẽ niệm thần chú rồi nói một chữ tán. Sau đó trong biển hoa bạt ngàn, Tất cả những thứ này đều lập tức tan biến đi theo lời nói của nàng. Huyền Thiên Linh vực, trong lòng thiếu nữ trẻ trung liền lặng đi, miệng ả thốt lên vài chữ, vẻ mặt cũng vô cùng kinh hoàng. Chương 2138, kinh sợ thối lui. Đây là Huyền Thiên Linh vực, quả là rất huyền diệu, ngay đến cả Băng Phong Thiên Địa của ta cũng bị phá bỏ dễ dàng. Nhưng Bảo Hoa không thể vận dụng được Huyền Thiên Hoa thụ mới đúng chứ? Chẳng nhẽ là đã nhờ vào viên đan dược ngươi mới nuốt vào lúc nãy? vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt lam bộc thánh tổ à thì thảo nói lời nói vừa rồi của lam bộc đạo hữu rất chính xác viên đan dược khi nãy đúng là đã kích phát tiềm lực của bản thân giúp ta lại có thể sử dụng huyền thiên linh vực một lần nữa sắc mặt bảo hoa rất bình tĩnh trả lời cho dù có như vậy thì đã sao nhìn bộ dáng của ngươi lúc này có giỏi lắm cũng chỉ có thể dùng huyền thiên linh vực công kích thêm một hai lần thôi sau đó chắc chắn sẽ không chống đỡ thêm được nữa khuôn mặt của thiếu nữ trẻ trung hiện lên vẻ âm trầm Bà nói lạnh lùng như băng dù chỉ một chiêu thôi cũng đã quá đủ rồi ta không tin sau khi các người bị thương nặng rồi đấu với giải huynh và hàn đạo hữu đây mà vẫn thể bình yên vô sự bao hoa cũng không thèm để ý đáp lại đừng ăn nói ngông cuồng khinh người quá đáng bảo hoa tỉ tỉ ngươi cho rằng mắt ta mù hay sao hiện giờ ngươi đã như đèn dầu sắp cạn nếu đánh ra một kích cuối cùng thì chẳng những chút pháp lực còn sót lại cũng cạn kiệt sạch mà còn tổn hại đến nguyên khí vốn đã bị thương làm cho thương tích của ngươi càng nặng thêm nữa ta thật sự không tin ngươi dám làm loại việc lưỡng bại câu thương sau này đừng quên là dù sao ngươi cũng là một thành viên cấp thánh tổ của thánh tộc nếu như pháp lực hao tổn sạch sẽ không còn chút sức phản kháng mà rơi vào tay tên tiểu tử nhân tộc này thì kết quả ra sao cũng không cần phải nói con ngươi của thiếu nữ trẻ trung co rụt lại miệng ả à nói ra những lời không mấy tốt đẹp sau khi nghe xong những lời này hai mắt hàn lập hơi nhíu lại nhưng cũng không tỏ ra chút thái độ nào lời này ta cũng muốn nói với các ngươi lục cực thì không tính chỉ là một cái hóa thân thôi. Còn Lam Bộc, đây chính là bản thể của ngươi, nếu ngươi ép ta đánh kích cuối cùng này thì ta khẳng định sẽ dùng toàn bộ huy năng của huyền thiên linh vực đối phó với ngươi trước. Chỉ cần như vậy thì cũng có ít nhất 3-4 phần cơ hội cho ngươi ngã xuống ở đây. Không biết Lam Đạo Hữu có dám đánh canh bạc này không? Bảo Hoa mỉm cười rồi quay qua thiếu phụ mặc áo bảo màu lam hỏi. Ngươi dám đe dọa ta? Sắc mặt của Lam Bộc Thánh Tổ dần trở nên âm trầm, cứ cho là như vậy đi không biết đạo hiếu lựa chọn thế nào đây muốn mạo hiểm tính mạng mình cùng ra tay với phân thân của lục cực hay là dừng tay lại để cả ta và ngươi đều được bình an bảo hoa từ từ nói tiếp thiếu phụ mặc áo bảo màu lam nghe xong liền có chút phân vân khó quyết lam tỉ tỉ chẳng nhẽ ngươi mới thấy bảo hoa phô trương thanh thế mà đã muốn rút lui sao chưa cần biết ả à thực sự có thể dùng huyền thiên linh vực đánh ra một chiêu hay không hay uy lực của nó lớn đến mức nào nhưng ta không tin rằng với sức của ta và ngươi hợp lại mà không đỡ nổi. Thiếu nữ trẻ trung thấy vẻ mặt của Lam Bộc Thánh Tổ liền kêu thầm không tốt rồi vội vàng ngắt lời. Một khi có Hoàng Kim Thánh Giải và tên tiểu tử nhân tộc này nhúng tay vào thì tỷ lệ thắng bại của chúng ta còn khoảng 5 năm mà thôi. Nhưng hiện giờ bảo hoa lại có thể xuất ra huyền thiên linh vực nên cơ hội thắng của chúng ta chỉ còn có một hai phần. Với tỷ lệ mong manh như vậy, ta nghĩ không nên dây dưa nữa mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu đúng là bản thế của ngươi tới đây thì ta sẽ đáp lại thành ý mà phiêu lưu một chuyến, nhưng chỉ có một cái hóa thân thì, hắc hắc. Thiếu phụ mặc lam bảo cân nhắc một lúc, cuối cùng sự nản trí cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Ngươi muốn thả hổ về rừng sao, chờ lúc bảo hoa khôi phục lại nguyên khí rồi phá giới tìm đến tận cửa nhà ngươi, sợ rằng khí đó mới hối hận thì đã quá muộn đi. Thiếu nữ trẻ trung quát lên trói tai, hừ, đến lúc kiếp nạn của thánh giới xảy ra, chỉ sợ không biết toàn bộ thánh giới lúc đó sẽ náo loạn thành cái gì nữa. Mà thiên kiếp tiếp theo của ta cũng gần tới rồi, chưa biết có sống sót vượt qua nổi hay không thì làm sao ta có thể lo đến việc xa xôi như vậy. Huống chỉ cho dù có giết được đám người này, sẽ không biết bao nhiêu hóa thân của ta sẽ bị mất, hay bản thân ta sẽ phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Sau này làm sao có thể đối phó được với đủ loại kiếp nạn đây? Thiếu phụ mặc lam bào hừ lạnh trả lời, nhưng nếu có thể giết chết được bảo hoa thì theo như hiệp nghị trước đây, ngươi sẽ có được phương pháp tu luyện huyền thiên linh vực cung các loại bảo vạt, đến lúc đó ngươi. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng nếu nắm chắc được phần lớn cơ hội thắng thì với những chỗ tốt này không cần ngươi nói ta cũng ra tay. Nhưng cơ hội này thật quá xa vời, như vậy đây không phải là một lựa chọn điên rồ hay sao? Thôi đi, ta đã quyết rồi, cũng đã bảo các hóa thân khác không cần tới đây. Nếu như ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định thì ngươi cứ việc tự ra tay là được. Bảo Hoa, ngươi cho ta ra khỏi huyền thiên linh vực đi lam bộc thánh tổ khoát tay chặn lại rồi xoay qua nói với bảo hoa sắc mặt của thiếu nữ trẻ trung bỗng nhiên cực kỳ khó coi quả nhiên lam đạo hữu đã lựa chọn sáng suốt bảo hoa khẽ cười gốc đại thụ màu xanh biếc trong tay khẽ run lên lam bộc thánh tổ cảm thấy quanh cảnh bốn phía thay đổi sau khi giật mình xong đã thấy thân thể mình được chuyển tới một nơi cách xa hơn ngàn trượng ở bên ngoài huyền thiên linh vực thiếu phụ mặc lam bào hơi dùng mình ả à lạnh lùng nhìn về phía hàn lập một cái sau đó rời ánh mắt sang thiếu nữ trẻ trung rồi không chút do dự quay người hóa thành một đạo cầu vồng màu lam phá không bay đi bộ dáng của ả à đúng là không thèm quan tâm đến phân thân của lục cực chút nào hay lắm bây giờ ta đã bất lợi ta cũng sẽ bỏ đi ngay lập tức bảo hoa người hãy mở huyền thiên linh vực ra đi thiếu nữ trẻ trung thấy tình thế không ổn ả à cắn răng nhìn về bảo hoa nói thả ngươi sao trong mắt bảo hoa bỗng hiện lên một tia sát khí để cho ả à đi thôi đúng lúc này ở một bên hàn lập bỗng nhiên nói vậy được, nếu Hàn Đạo Hữu đã muốn như vậy, hơn nữa chỉ là một khối hóa thân cũng không đáng là gì. bổn tọa sẽ cho nàng một con đường sống. Bảo Hoa ngạc nhiên nhìn qua Hàn Lập, cũng không biết được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nhưng đành mím cười đồng ý. Sau đó cây đại thụ trên tay nàng chợt lóe, liền hóa thành một đoàn sáng nhập vào trong cơ thể nàng, đồng thời cả một bầu trời đầy hoa ảnh màu hồng cũng biến mất không thấy bóng dáng. Thật không ngờ Bảo Hoa lại mau chóng thu lại huyền thiên linh vực như vậy thiếu nữ trẻ trung thấy vậy lại nhìn về phía hàn lập một lúc trong lòng nàng không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ hiên nhiên ả không hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này vì sao hàn lập đột nhiên nương tình cho ả chẳng nhẽ hắn muốn sau này tạo quan hệ tốt đẹp với bản thể của mình nhưng dù vậy ả cũng chẳng quan tâm nhiều thiếu nữ trẻ trung đè nén lại những hoài nghi trong lòng rồi thản nhiên cười với hàn lập sau đó liền biến thành một quầng sáng màu trang mở ảo phá không bay đi còn hàn lập với bảo hoa cũng không hề muốn ngăn cản lại lúc này trong lòng Hàn Lập đang cười khổ không thôi, nếu vừa rồi là hóa thân của thánh tổ khác, lại có cơ hội tốt như vậy thì hắn sẽ không thèm khuyên can làm gì, còn thậm chí tự hắn ra tay tiêu diệt đối phương là đàng khác. Nhưng đây lại là hóa thân của lục cựu, vì e ngại đến tình huống hiện tại của tử linh nên hắn tự nhiên không dám làm việc tùy tiện. Nếu các cố hóa thân của lục cực liên tiếp bị diệt, không chừng sẽ đến phiên tử linh bị ả bắt đi luyện chế thành hóa thân mới. Dưới tình huống vừa rồi, Hàn Lập tha cho thiếu nữ trẻ chung một mạng, biết đâu sau này nhờ vậy lại cứu được mạng nhỏ của tử linh. Giải huynh, chúng ta đi thôi. Tuy hai người kia đã đi rồi, nhưng chẳng may họ đổi ý quay lại, lúc đó bảo hoa tiền bối cũng không thể dùng thêm viên thiên hồn đan thứ hai đâu. Hàn lập quay sang nói với Hoàng Kim cự giải, con cua lớn khẽ gật, trên người phát ra một tiếng nổ lớn, rồi ngay trong vô số đạo điện quang màu bạc thân hình nó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của giải đoạn nhân. Chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện bên một góc cái phi xa. Người cũng biết đến thiên hồn đan, bảo hoa nghe vậy liền có chút bất ngờ. Tất nhiên ta biết loại kỳ dược này, thậm chí đã từng muốn luyện chế một hai viên đem theo phòng thân, nhưng đáng tiếc là thiếu mất vài loại tài liệu không thể tìm kiếm được nên đành phải từ bỏ ý định. Nhưng về dược tính của hồn đan ta lại hiểu được vài phần. Lúc nãy sau khi tiền bối vận dụng huyền thiên chỉ bảo hóa giải công kích xong liền không thể đánh tiếp chiêu thứ hai. Lời nói vừa rồi với hai ả à kia chẳng qua chỉ là khoa trương nói không thành có mà thôi. Hàn lập cười hắc hắc đáp viên thiên hồn đan lúc nãy không phải do ta luyện chế mà trong lúc tình cờ thu được một viên còn có thể đánh ra kích thứ hai hay không thì sao đạo hữu không tự mình đoán đi bảo hoa không hề bị kích động bởi lời nói của hàn lập chỉ thản nhiên đáp lại sau đó thân hình nàng khẽ mơ hồ nhưng lại nhanh như chớp đã hiện ra bên trên phi xa hơn nữa chỉ có cách hàn lập có gang tấc dường như chỉ cần nhấc tay là có thể chạm được vậy trong lòng hàn lập rất kinh hoàng nhưng trên mặt không hề tỏ ra chút khác thường nào cũng không hề tránh né Hắn hơi nhún chân xuống một chút. Ngay lập tức chiếc phi xa nhoáng lên, liền hóa thành một hư ảnh mơ hồ bắn đi, rồi nhắm thẳng về cuối chân trời mà bay mất. Một ngày sau, chiếc phi xa đang trôi nổi lơ lửng ở tầm thấp trên một biển rừng bí ẩn bạt ngàn, Hàn Lập vẫn đứng trong phi xa vẻ mặt ngưng trọng suy nghĩ. Bên cạnh hắn là Chu Quả Nhi và Giải Đạo Nhân, còn bóng dáng của Bảo Hoa đã biến đâu mất tích. Tiền bối, tư liệu mà Bảo Hoa tiền bối đưa lúc nãy có phải là thật không? Có thật như vậy sẽ tìm được lối vào của Tiểu Linh Thiên chứ? Chu Quả Nhi nhìn Hàn Lập không chớp mắt, cuối cùng nàng không nhịn được cành nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên là thiếu nữ này đang nhớ đến quê hương của mình. Việc này thực không giả, mà lấy thân phận của nàng cũng chẳng cần dở trò lừa gạt làm gì. Hàn Lập thở nhẹ, miễn cưỡng trả lời, thật hay quá, nếu vậy sau này vãn bối có thể trở về quê cũ rồi. Nhưng mà, tiền bối thực sự để cho nàng cứ vậy bỏ đi sao? Đầu tiên Chu Quả Nhi vui mừng quá đối cười lên khanh khách, nhưng nàng như sực ra điều gì lại hỏi không cho nàng rời đi chẳng nhẽ người tưởng ta có thể cùng đưa nàng trở về linh giới được sao khóe mắt của hàn lập nhảy dựng nhưng hắn lại bâng quơ trả lời nhưng tiền bối nhìn bộ dáng của nàng như vậy thì người cũng có thể mạnh mẽ bắt nàng lưu lại chu quả nhi mở tròn xoe đôi mắt liều lĩnh đoán mò khụ người tưởng ta chưa nghĩ đến việc này sao chỉ là ta không nắm chắc thôi trước đây dù sao đối phương cũng là thủy tổ của ma giới ai mà biết được trong tay nàng còn có biện pháp bảo mệnh nào chưa xuất ra ta còn muốn bước tiếp con đường trường sinh nên không hứng thú cả hai cùng chết với một gã ma tộc. Hàn lập cười bất đắc dĩ trả lời, chú thích, sao lưỡng bại câu thương, hai bên cùng thua thiệt, chương 2139, dị biến trong thông đạo. Sau khi nghe Hàn lập nói như vậy, ban đầu Chu quả nhi còn tỏ vẻ không tin lắm, nhưng biết được sự kiêng kỵ trong lòng Hàn lập, cuối cùng nàng chỉ biết lè lưỡi rồi không hỏi thêm gì nữa. Ta để cho bảo hoa đi thật ra là có mưu kế để tránh việc gặp phải tai họa sau này. Tuy Lam Bộc Thánh Tổ với Lục Cực đã rút lui nhưng sau khi bọn chúng chuẩn bị kỹ càng thì có đến 8, 9 phần sẽ quay trở lại. Nhưng chỉ cần đại địch của bọn họ là vị Bảo Hoa này còn sống thì cho dù có căm hận chúng ta đến mức nào thì chúng cũng không thể đi tìm chúng ta trước được. Mà sau khi Bảo Hoa thoát nạn thì nàng sẽ càng thêm cẩn thận. Bọn Lục Cực muốn thành công sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hàn Lập nhẹ nhàng nói, "Thưa dịp đám người ma tộc này còn đang tranh chấp lẫn nhau thì đây chính là thời cơ tốt để chúng ta trở về linh giới." đúng là hàn tiền bối đã suy tính rất cẩn thận quả nhi rất khâm phục a à. chu quả nhi nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên giải đạo nhân đứng nghiêm nghị ở một gốc phía xa trên mặt không có một chút biểu cảm lại càng không có ý kiến gì đi thôi tuy rằng ta suy đoán đám người lục cực đang cùng nhau đuổi theo bảo hoa nhưng không thế không đề phòng các ả đột nhiên nảy ra ý nghĩ đâm ngược lại sau lưng đem chúng ta biến thành mục tiêu truy đuổi của họ hàn lập lạnh lùng nói tiếp theo đột nhiên đem pháp lực trong cơ thể vận chuyển dưới chân bóng xuất hiện một vòng hào quang. Phi xa bên dưới run lên, đem đám người Hàn Lập chạy như bay tới phía bìa rừng. Cùng lúc đó, ở một nơi cách chỗ Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, Bảo Hoa đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, sắc mặt hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường, nét mặt hết sức bình tĩnh, không có một chút nào giống với người đang bị trọng thương. Phía sau nàng là Hắc Ngạc, trên người đang mặc một bộ chiến giáp màu đen. Hơi thở của hắn có chút suy nhược, sắc mặt hơi xanh sao nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích trông như một cây cột đá hai người đứng trên đỉnh núi đã nửa canh giờ mà vẫn chưa có ý rời đi, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Tiếp tục thêm nửa canh giờ sau, bỗng phía chân trời có gợn dao động. Một cơn lốc màu vàng cuốn mạnh lên, hướng đỉnh núi bên này cuồn cuộn tiến tới. Bảo Hoa nhìn thấy tình hình này rốt cuộc thần sắc mới khẽ động. Cơn lốc tan đi, một bóng người bị mờ mờ trong làn hào quang màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh núi. Bái kiến Bảo Hoa đại nhân, thuộc hạ vừa nhận được tin liền chạy suốt ngày suốt đêm đến đầy, nương vân muộn một ngày, nhiều chút nữa khiến cho đại nhân nguy hiểm đến tính mạng, thật sự là tội đáng muốn chết. Bóng người trong vầng sáng màu vàng vừa hiện ra lập tức tại không trung hướng về phía bảo hoa làm lễ tham kiến, nói với vẻ hết sức sợ hãi. Việc này cũng không trách ngươi được, ban đầu ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn dặn đò, cũng không nghĩ sẽ rơi vào bẫy của lục cực và lam bộc. Bây giờ sợ rằng phải tới chỗ của ngươi ở lại, tạm thời tránh né sự truy tìm của lục cực và lam bộc. Nhưng mới mấy năm nay không gặp, tu vi của ngươi cũng tiến bộ không ít. Cách cảnh giới thánh tổ chỉ còn một chút nữa thôi, ánh mắt bảo hoa đảo qua qua bóng người màu vàng nhẹ nhàng nói. Năm đó nếu không được đại nhân giúp đỡ và thu nhận, thuộc hạ đã sớm chết không toàn thây, nào có thể thu luyện đến cảnh giới như ngày hôm nay. Bây giờ có thể được phục vụ cho đại nhân, thật đúng là chuyện thuộc hạ cầu cũng không được. Lục cực cùng lam bộc thánh tổ cho dù là cáo giả, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến ta. Dù sao thì năm xưa ta cũng là một trong số rất ít các ma tôn biểu lộ thái độ thù địch với ngài hơn nữa ta vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với Lam Bộc Thanh Tổ. Bóng người trong ánh sáng vàng cúi đầu, cung kính nói. Thấy người tự tin như vậy thì là tốt rồi, xem ra ta gọi ngươi tới đúng là không sai chút nào. Được rồi, chúng ta lập tức đi đến động phủ của ngươi. Hai người nhóm lục cực và Lam Bộc sẽ không dễ dàng dừng tay, nhất định sẽ tiếp tục tìm ta. Bảo Hoa mỉm cười rồi dành mạch dặn dò. Vâng thưa đại nhân, mời người hãy lên ma thuyền nghỉ ngơi trước trên đường dù có cờ gặp những kẻ mà ngài vừa nói thì đã có thuộc hạ ứng phó bóng người trong làn sáng vàng sau khi nói xong liền giơ một tay lên lập tức thả ra một chiếc thuyền bay cỡ vừa bảo vệ này trắng nõn như ngọc tinh tế lạ thường rất đáng chú ý nhất chính là ma văn màu vàng in trên thân thuyền điều này ngầm chứng tỏ thân phận của chủ nhân nó bảo hoa nhìn thoáng qua chiếc thuyền nàng rất hài lòng gật đầu gót ngọc khẽ động liền mang theo hắc ngạc bay vào trong thuyền cùng tiến vào khoang rồi ngồi xuống nhắm mắt tĩnh dưỡng Mặc dù đại chiến đã qua đi một thời gian, nhưng hai người đều tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, tự nhiên muốn dành hết thảy thời gian tiến hành điều dưỡng cơ thể. Chỉ một cái chớp mắt bóng người được che bởi làn hào quang màu vàng đã đứng trên mui thuyền, ngay lập tức chiếc thuyền phất ra tiếng ù ù rồi hóa thành một đạo bạch quang phá không bay đi, chớp động vài cái đã biến mất tại cuối chân trời. Gần nửa ngày sau trên đỉnh núi nhỏ chợt hiện lên vài trận dao động, trong hư không bất ngờ xuất hiện thêm năm người khác. Hai người trong đó đúng là Lam Bộc Thánh Tổ cùng vị hóa thân của Lục Cực, là một thiếu nữ trẻ trung. Hai người đứng bên cạnh Lam Bộc Thánh Tổ cũng là hai thiếu phụ ngoài 30 tuổi. Một người mặc áo bào màu hồng, người còn lại mặc áo bào màu vàng, khuôn mặt của cả hai đều có vài nét hao hao giống với Lam Bộc. Phù Đạo Hữu không cần phải lo lắng, tuy lúc trước bảo hoa sử dụng được Huyền Thiên Linh vực, nhưng cũng kể từ đó làm cho nguyên khí của ả tổn thương càng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn pháp lực tuyệt đối không thể khôi phục lại được. Chỉ cần ả không phá giới trốn khỏi thanh giới chúng ta, còn đủ có trốn đi đâu cũng không cần phải sợ. Lúc này nhất định ả đã được người mới tới đâu đi. Nếu có thể tới đây nhanh như vậy thì nhất định không phải là tình cờ ngẫu nhiên, mà hơn nửa phải là ma tộc cao dai ở gần khu này. Chúng ta chỉ cần phái một đám người đi kiểm tra, chắc chắn có thể tìm ra vị trí của ả. Lam tỷ tỷ nói đúng lắm, phù đạo hữu là thủ hạ rất đắc lực của ta hơn nữa thần thông của hắn cũng không kém ta bao nhiêu, ngoài ra còn có thêm hai hóa thân của tỷ ở đây cho dù có thế nào đi nữa nhưng bảo hoa cũng khó có thể thoát khỏi tay chúng ta. Hiện giờ không cần biết phải hủy diệt cái gì trên thế gian này, Lam tỷ tỷ, người muốn kiểm tra ai, nếu cần cứ giết luôn đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trong mắt thiếu nữ trẻ trung giấy lên nỗi căm hận, tất nhiên là phải kiểm tra vài tên trước đây có quan hệ sâu xa với bảo hoa, bọn họ là mối nghi ngờ lớn nhất. Thiếu phụ mặc áo Lam không lưỡng lự trả lời, hẳn là ả à, đã nghĩ đến tình huống này rồi. Lam tỉ tỷ, ta muốn nhờ ngươi cho một ít thủ hạ đem các truyền tống trận trong những thành thị gần đây đóng hết lại. Không có truyền tống trận, cho dù trong lúc túng quẫn bảo hoa tự mình phi độn thì cũng không thể chạy xa được. Hai mắt của thiếu nữ trẻ trung chấp động nói, cách này có thể làm được, ta sẽ lập tức ra lệnh ngay. Các thành trì xung quanh đây nằm trong tay những người có quan hệ với ta, tin là bọn họ sẽ nghe theo. Tất nhiên nếu có lệnh của một vị thủy tổ như ngươi thì tất nhiên họ càng không dám cãi lời. Thiếu phụ mặc lam bào thản nhiên nói, không thành vấn đề, ta sẽ cùng ngươi truyền lời đến các chủ thành ở gần đây. Thiếu nữ trẻ trung nhanh chóng đáp ứng, tốt lắm, không lên chậm trễ nữa, bắt đầu làm thôi, ở Đồng La Sơn cách đây không xứ có một cái động phủ của một gã ma tôn rất đáng nghi. Trước tiên kiểm tra chỗ cua hắn đã, hy vọng rằng đám người bảo hoa được giấu ở trong đó. Thiếu phụ mặc lam bảo không muốn chậm trễ hơn nữa, giọng nói cũng trở lên lạnh băng. Tiếp đó tay áo của nàng vung lên quét ra một mảng mây màu lam, ngay lập tức bóng dáng của năm người cũng biến mất trong hư không. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm chẳng mấy chốc đã qua. Tại một nơi có nhiều đồi núi màu vàng nói dài liên miên bất tận ở ma giới, có một bức tường cao tới hơn trăm trượng hiên ngang sừng sững vây quanh, một sườn ngọn núi. Bức tường đồ sộ này bao một vòng rộng chừng 10 dặm, nhìn nó giống như một tòa thành loại nhỏ vậy. Trên bờ bức tường có thể thấy như ẩn như hiện một đội lính tuần tra được trang bị vũ khí rất đầy đủ. Mà khắp nơi trong không trung cũng có đủ loại hào quang chấp động, rõ ràng nơi đây đã được bố trí rất nhiều loại pháp trận cấm chế. Mà trên không trung còn có một phiến ma vân đang lơ lửng bất động, thỉnh thoảng từ đó còn truyền ra những dao động mạnh đến kinh người. Hàn tiền bối, liệu có gì nhầm lẫn không? Theo như người nói thì nơi này không được phòng bị nghiêm ngặt, lẽ ra phải không có nhiều ma tộc đóng quân ở đây mới đúng chứ? Chu Quả Nhi đang đứng cách đó hơn trăm dặm trên một ngọn núi nhỏ, nàng đang há hốc miệng nhìn vào một cái gương đồng trước mặt. Chiếc gương đồng tỏa ra từng trận hào quang chấp động. Nó đem các cảnh tượng đang liên tục thay đổi ở một vùng rộng lớn gần đó chiếu rõ. Mà phía sau thiếu nữ trẻ chung là một gã nam tử thấp bé lùn tịt, trên người khoác áo bào của đạo gia, dưới cầm là tròn đâu dài nửa thước, trên lưng còn đeo thêm một thanh kiếm gỗ màu đỏ thấm. Bóng dáng năm người vừa mới hiện ra thì Lam Bộc Thánh Tổ đã phất tay lên tỏa cô ánh sáng trắng loá, sau đó lại có một vật bay ra, chớp động lên rồi hóa thành một con chim nhỏ toàn thân trắng như tuyết. Con chim nhỏ bay một vòng quanh đỉnh núi cái mũi của nó mấp mấy liên tục rồi lại bay về trước mặt của thiếu phụ mặc lam bào, hót lên những tiếng thật to quái đi. Đúng là lúc trước bảo hoa đã dừng lại ở nơi này, hơn nữa ngoài hắc ngạc ra còn có thêm một người thứ ba tới. Lam bộc thanh tổ thu con chim nhỏ lại rồi trầm giọng nói. Còn có thêm một người nữa tới, chẳng nhẽ tiểu tử nhân tộc đã chia tay với bảo hoa trước kia lại âm thầm quay lại. Thiếu nữ trẻ trung trầm mặc nói, không phải, nếu là khí thức của tiểu tử đó thì nhiếp linh điêu đã nhận ra ngay. Người mới xuất hiện này chắc chắn đã dùng bí thuật nào đó giấu đi khí thức của mình, nhưng hắn đã quá coi thường thần thông của nhiếp linh điêu này rồi. Con chim này còn nhận ra trong khí thức của người kia để lại có một chút quen thuộc, hẳn là người ta đã từng gặp qua. Làm bộc thánh tổ cười lạnh, làm tiền bối, nếu như vậy thì người này chắc chắn thuộc thánh tộc chúng ta, ngoài ra còn là thủ hạ cũng được bảo hoa bí mật giấu lại, chỉ sợ chúng ta gặp chút phiền phức rồi. Người nói lời này chính là gã lùn đeo kiếm gỗ sau lưng. Tuy gã nam tử có dáng vẻ lùn tịt, lại còn đưa tay lên vân vê tròm dâu tỏ vẻ đắc ý, nhìn thật sự rất buồn cười. Nhưng những người khác lại không hề tỏ vẻ cười nhạo, hơn nữa thiếu phụ mặc áo bảo màu lam đối với hắn còn rất tin tưởng. chương 2140, xâm nhập, đúng là quái lạ, theo lời của lũng gia lão tổ và những người ở linh tộc đã nói thì cái thông đạo này không được ma tộc coi trọng. Nhưng hiện tại lại biến thành bộ dạng như vậy, có thể là bọn họ đã không nói sự thật, muốn lừa gạt chúng ta hoặc là ma tộc nơi này không biết đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn đột nhiên canh phòng cẩn mật nơi đây hơn theo ta nghĩ đến phần lớn xảy ra vào khả năng thứ hai hàn lập ở bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng trong gương đồng thản nhiên nói hàn tiền bối sao lại khẳng định là như vậy chu quả nhi nghe xong lời hàn lập vừa nói nhất thời không hiểu kinh nạc hỏi giải đạo nhân đứng một bên chắp hai tay sau lưng chăm chú nhìn về phía cứ điểm của ma tộc đường như hắn có thể từ khoảng cách này nhìn xuyên qua không gian thấy hết tất cả mọi thứ ở cứ điểm gần như ngay trước mặt vậy. Rất đơn giản, bức tường phía trước cứ điểm mặc dù cao lớn nhưng nhìn những viên gạch trên đó thì rõ ràng là thời gian thi công mới có vài chục năm về trước. Mà khi đó bọn ta đã sớm tiến vào ma giới, nên không thể là đo bọn họ gài bẫy. Hàn lập hai mắt híp lại, chậm rãi trả lời. Thì ra là thế, vãn bối nhất thời sợ ý, lại không có chú ý tới điểm này. Chẳng qua tiền bối mới tới nơi này đã gặp chuyện không như ý, chúng ta có nên tìm cái thông đạo khác hay không? Chu Quả Nhi lại hơi lo lắng hỏi, không cần, thông đạo gần đây nhất cũng khó có thể tìm ra ngay. Mà thời gian càng kéo dài thì phiền toái càng nhiều, như bình thường cho dù cứ điểm này có to lớn thì cũng chỉ có vài tên ma tôn chấn giữ mà thôi. Dựa lực lượng bọn họ làm sao ngăn được ta, điều phiền toái duy nhất chính là mấy cái pháp trận được bố trí xung quanh kia. Nếu bị mấy cái cấm chế này giữ chân, thì việc thoát thân có đôi chút khó khăn. Hàn Lập nhìn bốn phía của cứ điểm mơ hồ chấp động các loại ánh sáng của cấm chế, nhíu mày nói. Lúc trước bọn họ tiến vào ma giới là cùng với đám người linh tộc. Hơn 10 tên hợp thể kỳ cùng ra tay mới có thể một hơi bài trừ các loại cấm chế, xâm nhập vào trong thông đạo. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, lại thêm cứ điểm trước mắt so với chỗ sông vào lúc trước còn lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên cấm chế cũng càng thêm huyền diệu. Chu Quả Nhi không giấu được sự thất vọng, mặt mày trở nên ủ rột nhưng tất nhiên là nàng cũng không thể đưa ra được biện pháp gì. Nếu ngươi cảm thấy mấy cái pháp trận này có chút phiền phức thì bản thân ta có một môn bí thuật, có thể giúp ngươi trong nháy mắt đem chúng bài trừ hết. Ngay lúc đó, giải đạo nhân đột nhiên quay đầu lại nói. Cái gì, giải huynh còn có thần thông loại này, nếu thật như thế, hàn mỗ vô cùng cảm kích, hàn lập nghe thấy vậy, tự nhiên quá đỗi vui mừng. Không cần cảm tạ như vậy, tuy nhiên thi triển thuật này cực kỳ tiêu hao tiên linh lực. Chỗ cống phẩm lúc trước ngươi đưa cho ta, lần này ra tay chắc sẽ tiêu hao hết gần nửa. Có muốn ta xuất thủ tương trợ hay không, người suy nghĩ cho kỹ đi rồi nói sau. Khuôn mặt giải đạo nhân không chút biểu cảm trả lời, việc này không thành vấn đề, ta nghĩ quan trọng nhất là chúng ta trở về được linh giới. Còn chỗ cống phẩm cho những lần ra tay kia, dù có tiêu hao hết cũng không hề gì. Lúc đầu Hàn Lạp hơi ngơ ngác, nhưng lập tức không lưỡng lựa nói. Có cái bình nhỏ thần bí kia trong tay, hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tiếc chút cống phẩm tốt nếu đã như vậy chừng nào ngươi bắt đầu hành động thì ta liền xuất thủ ngoài ra bởi vì uy lực của thần thông này vô cùng kinh người trong một thời gian sau khi ta ra tay tu vi sẽ giảm xuống một cảnh giới nếu chẳng may gặp phải cường địch khác ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình không có khả năng giúp ngươi được nhiều giải đạo nhân gật đầu còn nói ra vài câu khiến cho hàn lập dùng mình đám cao dai ma tộc bình thường bản thân ta có thể dọn sạch còn bậc thánh tổ của ma tộc thì không dễ dàng gì gặp được ở đây hàn lập suy nghĩ kỹ càng một chút lại lần nữa khẳng định trả lời người biết vậy là được rồi giải đạo nhân gật đầu rồi không nói thêm nữa phía sau hàn lập mỉm cười bắt đầu tính toán trình tự tấn công ê cuối ngày ánh sáng mặt trời ảm đạm dần trên bức tường vây quanh cứ điểm sáng lên từng đoàn quang cầu màu trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất hàn lập đưa thần niệm ra xa dò xét tình hình cứ điểm phát hiện so với ban ngày cũng không có gì quá khác biệt bỗng nhiên hắn ngay lập tức đứng dậy miệng thốt ra hai chữ hành động. Tay áo của giải đạo nhân rung lên, lập tức một mảng ánh sáng màu bạc thật lớn phun ra, đem vùng xung quanh hàn lập cùng chu quả nhi bao tròn lại. Hình ảnh ba người chợt lóe lên rồi biến trong mất làn hào quang màu bạc. Một thời gian ngắn sau, cách cứ điểm to lớn mấy chục dặm, trên không trung đột nhiên có quang hàm màu bạc chấp động, ba người hàn lập hiện ra không một tiếng động. Hàn lập vừa xuất hiện, không nói lời nào, một tay giơ lên, cái phi xa màu đen liền hiện ra trước mặt. Chu Quả Nhi lập tức ngoan ngoãn bay lên phía trên, mà giải đạo nhân ở bên trong lập tức khoanh chân ngồi xuống, đưa tay đánh một chảo vào hư không. Trong tay cùng lúc hiện ra hai cây lệnh bài một vàng một bạc. Tiếp theo, linh lực trong tay chuyển động cực nhanh, sau đó những chiếc lệnh bài đều biến ảo thành hai đoạn hào quang một vàng một bạc. Ngay lập tức, giải đạo nhân đem khí tức trên cơ thể thu lại toàn bộ, nhưng trên mình lại quỷ dị hiện ra một tầng linh văn màu xanh lá cây, hầu như nó trải kín các nơi trên cơ thể, nhìn vào thật vô cùng kỳ lạ. Mà hai khối lệnh bài vừa biến thành hai khối hào quang màu vàng và bạc lúc này bắt đầu ngân lên những tiếng phản âm, nhất thời giữa chúng tràn ra từng đợt quang hà hai màu, rồi đan xen lại với nhau ngay trên đỉnh đầu của giải đạo nhân. Một khối quang cầu hai màu vàng bạc đường kính khoảng một trượng nhanh chóng ngưng tụ trong không trung, rồi điên cuồng lớn lên với tốc độ chóng mặt. Biến động lớn như vậy tự nhiên khiến cho các vệ sĩ ma tộc trên tường phát hiện ra, lập tức có một đám đứng trên khúc tường gần nhất hét lên những tiếng chói tai sau đó từ hai bên trái phải có đến ba bốn mươi tên lao lên trời nhắm thẳng phía Hàn Lập bay tới. Hàn Lập thấy vậy chỉ khẽ nhíu mày, nhưng lại không hề nhúc nhích, hoàn toàn không muốn ra tay ngăn cản. Một lúc sau đám vệ sĩ ma tộc đã bay đến gần đó. Cầm đầu đám ma tộc này là một gã có thân hình cao lớn hơn hẳn những tên khác, hắn quát lớn. Ngươi là ai, không biết nơi này là khu vực cấm, cho dù là ai cũng không thể bén mảng tới sao. Đám ma tộc ai nấy đều tỏ ra hùng hổ như muốn nhai sống Hàn Lập khu vực cấm, không thể bén mảng tới. Tiếc thật, bọn ta không chỉ muốn nghỉ lại đây một lúc, mà còn muốn vào thăm cứ điểm của các ngươi nữa đấy. Hàn lập cười nhẹ rồi nhìn lướt qua tên chỉ huy phía sau băng cua hỏi. Cái gì, ngươi dám nói vậy sao? Ủa, tên kia đang làm cái gì thế? a à, tu vi của các ngươi là, tên ma tộc cầm đầu nghe vậy liền tỏ ra giận dữ. Nhưng khi thần niệm của hắn đảo qua Hàn Lập cùng với giải đạo nhân thì lập tức kinh hãi. Nhưng không chờ cho đám ma tộc này kịp phản ứng, thân hình hắn khe run lên, ngay lập tức hai đám hào quang một vàng một bạc phía trước mặt liền biến mất trong hư không, mà khối quang cầu không lổ trên đầu lại phát ra một tiếng ẩm vang, rồi tự động nổ tung giã. Vô số điểm sáng từ giữa vụ nổ của khối quang cầu bắn ra, nhìn kỹ lại thì đúng là những ký hiệu mà vàng hoặc bạc lớn như hạt đậu. Muôn ngàn ký hiệu dày đặc như mưa chiếu sáng rực cả một mảng bầu trời, rồi xé rách hư không nhắm thẳng về phía cứ điểm của ma tộc ùn ùn kéo đến. Phía trước đó không xa có một đám vệ sĩ ma tộc vừa vặn đứng ngay trên đường đi của những ký hiệu, vô số tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, sau đó trong nháy mắt thân thể của chúng bị xuyên thủng lỗ chỗ rồi hóa thành một làn khói nhẹ tan biến giữa trời đất. Cách cứ điểm khoảng gần 10 dặm nơi đám mưa ký hiệu đang bay tới bỗng hiện lên tầng tầng lớp lớp trận pháp đủ mọi loại màu sắc, lớn nhỏ khác nhau, sóng gió cũng đấy lên khắp nơi trong không trung. Mà không biết các ký hiệu màu vàng và bạc này mang theo loại uy lực khủng khiếp gì nơi nào cơn mưa ánh sáng lướt qua thì các loại cấm chế nơi đó liền giống như cỏ mục trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Chỉ trong nháy mắt, cấm chế vốn răng ngập trời đã bị khiếm khuyết mất một mảng, cũng không còn bất cứ trận pháp bảo vệ nào nguyên vẹn nữa. Nhưng về giải đạo nhân, sau khi phóng ra hai quang cầu màu vàng và bạc thì sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức trên người cũng giảm đến 89 phần, thực lực hắn cũng giảm xuống thấp hơn một chút so với cảnh giới đại thừa, đúng như những gì đã nói lúc trước. Chúng ta đi thôi, Hàn Lập thấy cảnh này liền không do dự quát một tiếng, lóe lên một cái liền tiến vào phi xa. Giải đạo nhân cũng đứng thẳng dậy, nhoáng lên một cái đã mơ hồ xuất hiện bên trong đó. Hàn Lập hít sâu một hơi, khắp người lượn lờ bao phủ một làn hào quang màu xanh, một bên hắn điều động pháp lực trong cơ thể, đồng thời giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết, miệng khẽ hô một chữ nhanh. Chiếc phi xa rung lên, truyền ra một tiếng nổ chói tai, rồi biến thành một đạo hào quang màu xanh bắn đi. Tốc độ cực nhanh, nhìn lên nền trời chỉ kịp thấy một tia sáng màu xanh mới lóe qua đã biến mất những cấm chế còn sót lại bên ngoài khu cứ điểm hoàn toàn không thể ngăn cản được đạo hào quang màu xanh chỉ sau vài cái chấp động giải hào quang đã bay đến không trung bên trên khu cứ điểm sau đó nhắm thẳng vào phía đám ma vân đang lơ lửng bắn đi cả khu căn cứ trở nên náo động vô số giáp sĩ từ các nơi bay ra phóng loạn trên trời nhưng với thực lực của đám ma tộc này thì có đến hơn nửa không nhận ra sự tồn tại của hàn lập chỉ có vài tên cao giai có cấp bậc hóa thần hoặc luyện hư mới nhìn thấy. Chúng liền kinh hoàng phóng như bay đến chặn lại, nhưng chỉ với tốc độ của bọn chúng thì sao có thể cản được phi xa đang được hàn lập điều khiển phóng đi như bay kia. Mà đúng lúc này trong khu cứ điểm bỗng xuất hiện thêm mấy đạo khí thức cực kỳ mạnh mẽ, tiếp theo đó là một đoàn lửa màu xanh, một cơn lốc màu đen và hai đạo cầu vồng màu đỏ từ các hướng khác nhau trong khu căn cứ bay đến. Cuối cùng thì những tên có cấp bậc ma tổn ở khu cứ điểm này cũng đã ra tay nhưng Hàn Lập lại không thèm để ý, chiếc phi xa vẫn phóng đi như bay chi chớp mắt đã đến trước đám ma vẫn đang lơ lửng trên không trung. Hắn không hề do dự đưa hai tay ra trả sát rồi dương lên trời. Một tiếng sấm vang lên, vô số đoàn lôi cầu màu vàng từ hai tay hắn tuôn ra rồi nhập vào đám mây đen. Ngay sau đó, từng tràng nổ liên miên vang lên, trong đám mây đen hiện ra từng giải điện màu vàng chấp lóe. Ma vẫn nhìn có vẻ dày đặc nhưng khi gặp phải các giải điện màu vàng đang chấp lóe thì không hề ngăn cản được chút nào chỉ vừa tiếp xúc đã bị đánh tan đi, để lại cả một vùng trống rỗng trong hư không. chương 2141, thuyền lớn trong thông đạo. Nhóm người Hàn Lập không hề chậm lại, phi xa khẽ chấp động đã chạy như bay về trung tâm của Ma Vân. Làn xương mù màu đen ta đi, liền để lộ ra một thông đạo không lô có đường kính lớn gần một dặm. Mà đúng lúc này từ trong làn xương mù ở bên sườn Ma Vân chuyển đến hai âm thanh lạnh thấu xương. Đường này không được đi, cốt cho ta, tiếng nói vừa dứt, tại phía bên này thông đã vang lên tiếng sét đánh chói tai lập tức nơi đó lóe lên đạo sét màu đen lớn hơn 10 trượng sau đó liền biến ảo thành một con dao long bằng điện hung hăng lao đến còn ở sườn bên kia lại vang lên một tiếng rít thật dài theo đó một hư ảnh cửa kiếm màu xanh chui ra từ trong sương mù nó rít lên rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh chém tới hàn lập đang đứng trong phi xa thấy vậy khuôn mặt khẽ biến tuy rằng hai kẻ mới ra tay còn đang lẩn trốn trong sương mù nhưng uy lực của hai chiêu này thực sự qua kinh người rõ ràng nếu đem so sánh với hai người này thì những ma tôn khác không thể sánh bằng. Nhưng chỉ với hai đòn công kích này thật không đáng để hắn nhìn đến, hắn nhấc một tay lên, lập tức từ đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một lưỡi kiếm khí màu xanh. Cánh tay còn lại phát ra một tiếng sấm, hào quang màu vàng chợt lóe, một tia chớp màu vàng bắn ra. Tia chớp cùng với đạo kiếm khí mới hiện ra trên tay bên kia, cả hai hóa thành một cơn lốc lao đi. Oanh, oanh, hai tiếng nổ chói tai vang lên, tia chớp với tia chớp, kiếm quang với kiếm quang, bốn thứ vừa chạm vào nhau liên tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt đi rồi tất cả đều tan biến không thấy bóng dáng. Có vẻ bốn thứ này ngang ngửa nhau, Hàn Lập thấy vậy liền ngẩn mặt ra, còn hai gã ma tộc đứng ở hai bên sườn thông đạo cũng chấn động. Phải biết rằng đây là hai tên cao dai ma tộc, đòn công kích vừa rồi của chúng nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng lớn tia chấp màu đen kia được xưng là một trong bốn đại thần thông của ma giới nó ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ nếu các loại pháp khí bảo vật bình thường vừa bị đánh phải liền lập tức bị ăn mòn tan nát còn đạo kiếm quang màu xanh vừa rồi cũng là bản mạng thần thông đã được gã ma tộc kia tu luyện cả vạn năm chỉ dựa vào sự sắc bén nó đã chém nứt không biết bao nhiêu phi đao phi kiếm giờ đây hai tên này đồng thời công kích thế nhưng lại bị hàn lập sử dụng thủ đoạn y hết hóa giải điều này làm cho hai tên ma tộc vốn luôn tự tin vào thần thông của mình trở nên hoảng sợ. Tuy vậy Hàn Lập cũng không muốn dây dưa với bọn chúng nữa, chiếc phi xa vốn đang ở dưới chân khẽ run lên, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh thật dài phóng thẳng về phía cửa thông đạo. Ngươi dám, muốn bỏ chạy sao, hai tên gã ma tộc thấy vậy liền không hẹn mà cùng nhau nổi giận, chúng đem nỗi kinh ngạc trong lòng quăng lên chín tầng mây rồi nháy mắt đã ra tay. Đúng lúc này trong màn sương đen vang lên ngàn vạn tiếng sấm, theo đó là vô số giải trước màu đen bắn ra Mà bên còn lại cũng vang lên tiếng xé gió thật lớn Một đạo kiếm quang so với lúc nãy còn lớn hơn đen 4-5 lần Và ánh sáng rực rỡ như mặt trời chém tới Gần như hai người đánh ra cùng một lúc Ngoài ra mục tiêu của chúng lại không phải là hàn lập Mà trực tiếp hướng tới cửa của thông đạo bay tới Ngay sau đó cửa của thông đạo đã bị hai đạo công kích chắn kín bưng Muốn cho phi xa bay vào đó thì nhất định phải phá được sự ngăn cản của hai người này Thấy cảnh này Hàn Lập đang đứng một bên phi xa chẳng những không giận mà còn cười rộ, hắn gầm nhẹ, hào quang màu vàng tỏa ra quanh mình, thân hình cũng nhanh chóng biến thành một cự viên lông vàng cao đến mấy trượng. Năm ngón tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm thật lớn, cánh tay hơi nhoáng lên rồi vận mười thành sức lực đánh bình bịch về phía kiếm quang và sấm chấp phía trước. Với sức lực của Hàn Lập khi đã biến thành sơn nhạc cử viên toàn lực đánh ra, uy lực tự nhiên không thể coi thường, chỉ sợ ngay cả người có tu vi đại thừa cũng không đám đón đỡ trực tiếp vô số quyền ảnh ngưng tụ lại như thực chất, to như những quả núi nhỏ đồng loạt lao tới. Không gian phía trước trở nên nhộn nhạo rồi vặn vẹo kịch liệt, không khí cũng như bị ép đặc lại. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, vô số tia chấp và đạo kiếm quang đang chặn ở phía trước kia bị những đạo quyền màu vàng đánh lên liền vỡ vụn ra thành muôn vằn mảnh nhỏ, rồi xé rách toạc ra tạo thành một con đường để đi về phía trước. Phi xa khẽ nhoáng lên rồi quỷ dị lướt tới, sau đó mất hút vào bên trong thông đạo, theo đó trong thông đạo chỉ còn những đám mây năm màu chớp nháy cùng với từng trận đạo động truyền tới, còn bóng dáng của Phi Sa đã biến mất tăm. Lúc này ở kia sườn của Ma Vân, từ trong sương mù bay ra hai bóng người. Hai người này nhoáng lên một cái đã xuất hiện trong không trung trước cửa thông đạo rồi nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong đó, vẻ mặt ai nay đều kinh hoàng. Hai tên ma tộc này, một người có khuôn mặt thanh tú, trên đầu có một cái sừng, khoác bộ áo bao màu tím. Người còn lại có làn da ngăm đen, mái tóc đỏ như lửa, toàn thần trùng kín một bộ chiến giáp màu trắng. Làm thế nào bây giờ, bọn chúng đã chui vào bên trong, chắc sẽ gặp phải đại nhân trên đường quá. Tên ma tộc có làn da ngăm đen, dung mạo khoảng ngoài 40 nói. Chắc sẽ không đúng lúc như vậy đâu. Đại nhân nói hôm nay sẽ từ linh giới trở về, nhưng cũng không nói rõ khi nào, có lẽ đến tới cũng nên. Tên ma tộc còn lại cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đúng là nghĩ một đàng nói một nẻo. Nếu được như vậy thì tốt rồi, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thoát khỏi việc bị khiển trách đâu. Mà tên vừa rồi là ai, tự nhiên lại xông vào thông đạo, hắn không sợ các thánh tổ đại nhân nổi giận sao? Tên ma tộc có làn da ngăm đen khẽ thở dài, khuôn mặt không giấu nổi vẻ nhăn nhó. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ai thì không biết, nhưng người vừa rồi có thần thông sâu không tưởng được, chỉ cần khẽ phẩy tay đã hóa giải được pháp thuật của ta và ngươi thì tuyệt đối không thể là loại ma tôn bình thường, nhưng cũng không phải vị thánh tổ đại nhân nào mới là a? À. Gã ma tộc mặc áo tím suy nghĩ một chút, ánh mắt phức kiện lên vẻ nghi hoặc. Thánh tổ nào đó, điều này thì không thể xảy ra. Cho dù thần thông người đó có lợi hại đến mấy nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Huống chi nếu là thánh tổ thật sự thì cần gì phải xông vào, chỉ nói ra vài câu là ta với ngươi đành phải ngoãn ngoãn nhường đường thôi. Tên ma tộc da đen nghe vậy liền lắc đầu rụt cổ. Nếu không phải là vị thánh tổ nào đó thì có thể là mấy tên ma tôn nổi danh chỉ có tu vi kém mỗi đại thừa nhưng lợi hại như người vừa nãy thì thật không có khả năng. Mà nếu đúng là có người như vậy thì chẳng nhẽ ta với ngươi không nhận ra hay sao? Thôi, hãy quay lại hỏi mấy tên tôn giả khác dưới cứ điểm để xem bọn hắn có nhận ra điều gì không? Tên ma tộc áo tím trầm ngâm một lúc rồi nói, cả ta và người đều không nhận ra thì chỉ sợ ngay cả bóng dáng người đó lũ rác rưởi bên dưới cũng không nhìn thấy, hỏi chúng liệu có tác dụng gì đây? Tên ma tộc da đen nhìn thoáng qua mấy đạo hào quang sáng chói đang bay đến nơi này, hai mắt nhíu lại tỏ vẻ khinh thường. Nhưng cho dù thế nào, hỏi vài câu cũng chẳng mất gì, không chừng lại có thể thu được một vài manh mối. Tên ma tộc da đen lại suy nghĩ lại, ngay trong khoảnh khắc hai tên ma tộc nói chuyện, vài đạo hào quang kia đã bay đến gần bên cửa thông đạo rồi chợt tắt đi, bên trong hiện ra vài tên ma tộc cao dài có vóc dáng khác nhau, bọn chúng đều cung kính hướng phía hai tên bên này cúi chào. Tên ma tộc da ngăm đen không nói lời nào, hắn giơ tay hoa lên không chung. Trong hư không giấy lên vài trận giao động, một làn quang hà màu xanh biếc hiện ra, sau đó biến ảo thành hình dáng của ba người nhóm Hàn Lập. Các người có ấn tượng gì với ba người này không? Có biết họ là ai không? Tên ma tộc da đen lạnh lùng hỏi. Một lúc lâu sau có một gã nam tử hương mặt gầy đét bước lên, cung kính nói. Thưa hai vị đại nhân, dựa trên sự lợi hại của hai người này thì có thể đoán là họ không phải người của thánh giới của chúng ta, mà đến từ linh giới, là tu sĩ của nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc, tên ma tộc da đen nghe vậy liền tỏ ra ngẩn ngơ, hắn hơi giật mình còn tên mặc áo tím bên cạnh vẻ mặt cũng hơi động đúng vậy hai vị ở đây đóng cửa tu luyện đã lâu nên không biết việc này cũng là điều dễ hiểu nhưng trên thực tế những chuyện liên quan đến hai người này đã được truyền đi khắp thánh giới thậm chí có người đồn rằng đã có thánh tổ đã bị họ đánh bại một phụ nữ ma tộc khác vội giải thích thêm có chuyện này sao các ngươi hãy kể tỉ mỉ một chút cho ta nghe sắc mặt hai tên ma tôn nghe vậy liền giật mình nhưng có vẻ chúng vẫn không tin tưởng lắm Chuyện này xảy ra từ vài năm trước, gã ma tộc gầy đét bắt đầu kể lại những tin đồn có liên quan đến Hàn Lập mà hắn nghe được. Hai tên ma tôn đứng nghe, vẻ mặt chúng theo đó cũng biến đổi không ngừng. Không gian bên trong thông đạo, chiếc phi xa được một quầng sáng thật dày tạo bởi vô số ký hiệu màu sắc khác nhau bao phủ kín mít, từ trên đó tỏa ra từng trận giao động mà lao về phía trước phóng đi. Hàn Lập đã khôi phục lại thân hình vốn có đang đứng trước mũi phi xa, tuy đáng người hắn vẫn cứng nhắc nhưng trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ thoải mái hơn trước chỉ cần đi vào thông đạo thì mấy canh giờ sau sẽ trở về linh giới. Tuy cửa ra của thông đạo nằm trong khu vực của mục tộc, nhưng điều này cũng không hề gì, chỉ cần được trở về quê cũ thì Hàn Lập cảm thay rất hưng phấn. Thời gian trôi qua từng chút một, chiếc phi xa không hề bị cản trở, hơi lắc lư bay đi. Hàn Lập còn đang tính toán thời gian còn lại để đi hết thông đạo thì bỗng nhiên không gian phía trước chuyển đến từng đạo dao động. Bất ngờ, một chiếc thuyền lớn toàn thân đen xì, dài đến hơn trăm trượng hiện ra, trên thuyền có chi chít các vệ sĩ của ma tộc đang đứng nó cũng đang hướng về phía bên này bay đến không ổn trong lòng hàn lập trầm xuống hắn đem pháp lực trong thân thể vận động sắc mặt cũng có chút ngưng trọng tuy rằng trong khu vực thông đạo này có vô số lốc xoáy không gian vô cùng kịch liệt lúc bình thường không thể dễ dàng đấu pháp nhưng chẳng may đối phương lại phớt lờ chủ động ra tay nếu vậy hắn cũng không thể nào bó tay chịu trói mà không phản kích lại mà nhìn khí thế của chiếc thuyền lớn kinh người thế kia, chỉ sợ chủ nhân của nó cũng không phải loại ma tôn bình thường của ma tộc. Trong lòng hắn bắt đầu cẩn thận hơn vài phần, cả chiếc phi xa và cửa thuyền đều phóng với tốc độ cực nhanh. Chỉ một nhịp thở sau, cả hai đã tiến sát lại với nhau, từ bên này có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đứng bên kia. chương 2142, về đến mộc tộc. Hàn lập lặng im không nói gì, trên chiếc thuyền lớn bên kia trở đầy các vệ sĩ ma tộc mặc chiến giáp màu bạc, trên vai phất với áo choàng đỏ như lửa, tu vi bọn chúng thấp nhất cũng đã là hóa thần kỳ. Chỉ tính mỗi phía mũi thuyền đã có hơn trăm tên ma tộc đang đứng, thỉnh thoảng còn có vài tên ma tôn lẫn vào trong đó. Đám vệ sĩ ma tộc há mồm trợn mắt nhìn qua phía Hàn Lập, tất cả bọn chúng đều cực kỳ kinh ngạc, trong nhất thời không sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Theo kế hoạch ban đầu, cái thông đạo này bị trưng dụng nguyên một ngày hôm nay mới phải. Đúng ra chỉ có một mình cự thuyền của bọn họ mới được đi lại vậy tại sao bây giờ lại có thêm một chiếc phi xa đang lao như bay phía trước? Chỉ cần một cái nháy mắt nữa là phi xa sẽ bay ngang qua chiếc thuyền lớn, vậy mà đám ma tộc trên đó vẫn chưa kịp có phản ứng gì. Nhưng bỗng nhiên từ bên trong khoang thuyền truyền ra một âm thanh cực kỳ giả nua. Hừ, thì ra là người của linh giới. Nếu đã đến đây thì đừng vội về như vậy, theo ta quay lại thánh giới một chuyến đi. Vừa dứt lời, từ trong khoang thuyền truyền ra một cỗ sát khí đậm đặc như thực chất, tiếp đó không gian bên trên dao động rồi hiện ra một khe hở tỏa hào quang màu trắng sáng rực. Tiếng quỷ gào thê lương vang lên, một bàn tay bằng xương trắng thật lớn chui ra từ trong khe hở giữa không trung rồi hung hăng đập xuống. Năm ngón trắng hiếu trên bàn tay còn chưa tới, mà từng đạo sát khí màu xam âm u đã từ trên đó cuộn thành một vòng rồi lao đến trước. Quần sáng bảo vệ bên ngoài của phi xa vừa chạm phải cổ khí xám đã vỡ vụn, không thể ngăn cản được chút nào. Hàn lập đang đứng trong phi xa thấy vậy khuôn mặt liền trở nên méo mó hắn không chút do dự gầm lớn, hào quang màu vàng quanh người sáng rực, cơ thể lớn lên biến thành một con cự viên lông vàng cao đến mấy trượng. Cự viên giơ hai nắm đấm màu vàng to tướng lên trời hung hăng đập tới. Quyền ảnh màu vàng chợt lóe lên, âm âm âm, làn sát khí màu xám trắng vừa chạm với quyền ảnh đã bị ép cho tản ra. Nhưng đạo quyền ảnh vốn đang có màu vàng rực rỡ ảm đạm đi rất nhiều, độ lớn cũng thu nhỏ lại gần một nửa. Ánh sáng lạnh ngắt chợt lóe lên trong mắt giải đạo nhân đang đứng bên cạnh, hắn liền há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu vàng. Đạo ánh sáng này nhoáng lên rồi hòa với quyền ảnh đánh vào lòng bàn tay khổng lồ bằng xương trắng tại cùng một thời điểm. Một âm thanh như chuông vỡ vang lên, hai đạo hào quang màu vàng ở dưới lòng bàn tay nổ tung ra rồi đan vào nhau thành một thể, tạo thành một vầng mặt trời vàng rực thật lớn, xoay chuyển không ngừng. Bàn tay khổng lồ bằng xương trắng kia đủ có chiêu uy lực lớn đến cỡ nào, nhưng khi va chạm với vầng mặt trời màu vàng bên dưới liền bị chặn lại. Cùng lúc đó khắp nơi trong không trung giấy lên từng đợt dao động kịch liệt, từng tràng âm thanh ông ông cộng hưởng với nhau vang lên. Thậm chí có một số chỗ đã bắt đầu vặn vẹo muốn sụp đổ, xem ra thông đạo này có vẻ không chịu nổi nữa. Đám ma tộc đang đứng trên chiếc thuyền lớn thấy vậy liền thất kinh, không ít kẻ bắt đầu sợ đến toát mồ hôi hột. Một khi thông đạo này sụp xuống thì cả đám bọn họ không thể chạy. Đi đâu được, nhưng đúng lúc này, trong khoang thuyền lớn bỗng truyền ra một tiếng hử lạnh lùng. Năm ngón trên bàn tay bằng xương hợp lại, nhìn giống như một thanh đao hướng về quầng hào quang chém tới. Phốc, vầng hào quang màu vàng bên dưới vừa bị bàn tay bằng xương chém lên thì lập tức tan biến. Hàn lập thấy vậy, trong lòng như hít phải một ngụm khí lạnh. Nhưng lúc này, hắn đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể điên cuồng chút xuống phi xa dưới chân. Vèo, chiếc phi xa khẽ rung lên, lập tức biến mất. Ngay sau đó, không gian ở một nơi cách chỗ cũ hơn trăm trượng bỗng nổi lên dao động, chiếc phi xa lóe lên rồi hóa thành một đoàn hào quang màu xanh bắn đi bàn tay màu trắng bên này rung lên sau đó nó phát ra một tiếng chầm đục rồi vỡ ra đám ma tộc thấy vậy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau một lúc đi thôi không cần để ý đến bọn chúng lo việc của chúng ta quan trọng hơn một lúc sau trong khoang thuyền truyền ra một âm thanh già nua lạnh lẽo không hề mang chút tình cảm nào vâng thưa đại nhân trên mũi thuyền nổi lên một trận xôn xao ngay lập tức có một đám người bắt tay vào việc của mình thưa thôn thiên đại nhân chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng đi như vậy sao hay là phái vài người đi bắt họ trở về. Gã thiếu niên ma tộc vóc dáng khoảng 12, 13 tuổi đang ngồi trong khoang thuyền, tỏ vẻ không cam lòng, hắn nhìn về ông lão tóc bạc đang ngồi trên ghế thái sư hỏi. Bỏ đi, việc chính của ta quan trọng hơn, mấy con sâu nhỏ này để ý làm gì. Hơn nữa trừ khi là ta đích thân ra tay, còn những kẻ khác không hề có khả năng làm được việc này đâu. Ông lão đầu bạc khoác trên mình một bộ áo bào, hai tay dài quá đầu gối nhẹ nhàng trả lời. Bọn họ lợi hại như vậy sao? nhưng lúc trước thôn thiên đại nhân còn chưa dùng hết bản lĩnh thực sự mà tên thiếu niên có khuôn mặt thanh tú trên má còn có vài đạo ma văn hắn nghe ông lão nói vậy liền trở nên giật mình ha ha đúng là ta chưa dùng đến bản lĩnh thực sự nhưng hai người bọn chúng cũng đâu có sử dụng hết thần thông nếu phải ra tay thực sự ta cũng không thể vừa gặp đã dễ dàng bắt được chúng ông lão tỏ ra rất cương chiều với tên thiếu niên trước mặt mỉm cười giải thích bọn chúng có thần thông lớn như vậy xem ra nhất định phải rất nổi danh trong dị tộc hai con mắt của gã thiếu niên khẽ chấp hắn hơi suy nghĩ rồi nói người có thể lần vào thánh giới chúng ta rồi bình yên quay về tất nhiên không thể là kẻ yếu được nhưng nếu không phải là chúng ta đang ở trong thông đạo không thể thoải mái vận động pháp lực thì sao ta có thể buông tha cho họ được âm thanh của ông lão mang chút lạnh lùng trên mặt cũng chợt lóe lên một tia tàn ác tất nhiên rồi nếu gặp phải lão tổ ở bên ngoài thông đạo thì mấy tên dị tộc vừa rồi chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mà thôi. Tên thiếu niên vội vàng nịnh hót, ông lão nghe vậy liền cười khà khà, hai mắt nhíu lại, khẽ vân về tròm dâu, dường như lão ta rất thích thú được nghe những lời tên thiếu niên nói vừa rồi. Nhưng trong lòng lão lúc này cũng đang mê hoặc, nếu đã không nhớ ra, như vậy chắc mấy tên vừa rồi là nhân vật không quan trọng nào đó. Thôi bỏ đi, có gì đợi lúc về đến thánh giới rồi đó hỏi cũng chưa muộn trong lòng ông lão đầu bạc âm thầm cân nhắc, ba bốn canh giờ sau, ở một đầu khác của thông đạo có một đội vệ sĩ ma tộc đang tuần tra qua lại. Trên mặt đất phía dưới có ba tòa thấp hình tam giác xếp với nhau tạo thành một chữ phẩm. Đột nhiên trong thông đạo giấy lên vài trận giao động, một đoàn hào quang đang bao lấy một vật gì đó từ giữa thông đạo bắn ra, rồi vọt qua đầu một đội tuần tra gần đó bay vút đi. Ngay lập tức các đội ngũ tuần tra ở gần đó trở nên kinh hãi, từng chàng còi báo động bỗng chốc vang lên, Vô số tên ma tộc từ khắp nơi cũng hùng hổ bay tới. Cùng lúc này, những cái tháp lớn ở bên dưới cũng bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang, trên vách đá bên ngoài liền hiện ra những ổ cửa lớn nhỏ khác nhau. Vô số ma tộc từ trong các ổ cửa chen nhau bay ra. Nhưng tốc độ của phi xa cực nhanh, căn bản nó nằm ngoài sự tưởng tượng của đám vệ sĩ ma tộc. Chỉ nghe âm thanh vèo vèo vang lên, bóng dáng của chiếc phi xa đã hiện lên ở cuối chân trời, lại chấp động lên một cái rồi biến mất không thấy tăm hơi đến tận lúc này mới có vài tên ma tôn từ trong những tòa tháp lớn lao ra gào lên giận dữ đúng rồi nơi này đúng là lãnh thổ của mộc tộc năm xưa ta từng đến mộc tộc một lần đối với cảnh tượng độc đáo ở nơi này ta không thể lẫn vào đâu được trong không trung cách đó mấy vạn dặm chiếc phi xa vẫn một mạch bay đi hàn lập đứng bên trong quan sát những gốc cây cao hơn trăm trượng mọc chi chít tạo thành rừng rậm phía dưới hắn xúc động nói một hơi đây là linh giới đúng là linh khí ở đây thật nồng đậm so với tiểu linh thiên của chúng ta thì còn đặc hơn nhiều chu quả nhi rất hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh trong tiểu linh thiên cũng có không ít tu sĩ của nhân tộc lưu lạc ở đó nhưng họ chưa bao giờ nói đến quê hương của mình ở giới điện khác cho các đệ tử nghe thật có chút xúc động khó nói lên lời linh giới mặc dù rất tốt nhưng nhân tộc của chúng ta ở linh giới chỉ là một tộc bình thường thôi hơn nữa hiện giờ đang rất nguy khốn không tốt như những gì ngươi nghĩ đâu hàn lập thu ánh mắt trở lại rồi khẽ lắc đầu Mặc dù vậy thì linh giới thực sự thích hợp cho nhân tộc chúng ta tu luyện, hơn tiểu linh thiên. À, khi nào thì tiền bối định tới tiểu linh thiên vậy, lúc đó nhớ cho vãn bối đi theo với nhé. Chu Quả Nhi vội vàng cười hì hì, việc này thì ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó nếu ngươi không nói nhưng ta cũng mang ngươi đi theo. Dù sao ta không biết chút gì về tiểu linh thiên cả, cần phải có một người theo dẫn đường. Hàn Lập nhanh nhỏ đáp ứng, vậy vãn bối xin cảm ơn tiền bối. Chu Quả Nhi mừng rỡ, nàng vội vàng chỉnh đốn trang phục cúi xuống thi lễ hàn lập gật đầu không nói gì nữa hắn tiếp tục điều khiển phi xa hướng về phía trước lao đi với tốc độ mà hàn lập dùng toàn lực điều khiển tất nhiên sẽ không phải lo lắng việc có người đuổi theo phía sau nhưng lúc này sau khi đã bay được hơn nửa ngày đường hàn lập quan sát khung cảnh hai bên vẻ mặt cũng dần trở nên ngưng trọng tuy rằng phía dưới vẫn là rừng rậm cổ thụ bạt ngàn nhưng trong đó thỉnh thoảng lại có một số cây màu lá trở nên xanh thấm So với những cây lá màu xanh mướt mọc xung quanh thì khác biệt hoàn toàn. Theo hướng bay của Phi Sa, loại cây đặc biệt này càng ngày mọc càng nhiều, thậm chí có nơi mọc hơn một nửa là loại cây lá màu xanh thẫm này. Trong những mảng rừng rậm kiểu như vậy còn tràn ngập một tầng tử khí màu đen kỳ quái. Tuy nó rất loãng đến mỏng manh nhưng khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy Chu Quả Nhi chưa đi đó biết đây nhiều nhưng khi nàng nhìn thấy đám cây cối dọc đường, vẻ hưng phấn trên mặt nàng cũng từ từ lắng xuống thay vào đó là nét kinh ngạc bất an. Hàn tiền bối, loại cây kia thật giống với cây cối mọc ở ma giới. Hơn nữa trong làn sương mù này còn ẩn chứa ma khí. Chuyện này nghĩa là sao vậy? Sau khi phi xa bay thêm được một đoạn, rốt cuộc chu quả nhi không giấu nổi nỗi nghi vấn trong lòng. Ta cũng không rõ, chắc là lũ ma tộc đã dở trò gì đó. Hơn nữa chúng ta đã bay lâu như vậy mà chưa gặp được người mộc tộc nào, chuyện này thật quái lạ. Thực lực của mộc tộc tuy không bằng nhân tộc, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Sắc mặt của Hàn Lập biến hóa một hồi mới cẩn thận trả lời. chương 2143, Mộc Tộc Kinh Biến Chẳng lẽ người của Mộc Tộc đã bị ma tộc tiêu diệt sạch sẽ cho nên mới nhìn không thấy một ai? Chu Quả Nhi mặt liền biến sắc, có một chút lo lắng nói. Tiêu diệt sạch sẽ thì không có khả năng, dân số Mộc Tộc có tới trăm ngàn ức, còn có không ít tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù không địch lại ma tộc, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy được. Huống hồ một tộc cùng nhân tộc chúng ta cùng vài tộc khác kết thành hiệp ước đồng minh nên những tộc đó không thể trơ mắt ra mà nhìn một tộc bị giết sạch sẽ như vậy. Chẳng qua có thể là khu vực này thế lực của ma tộc chiếm thượng phong nên dân chúng một tộc sống nơi đây đã rút lui tất cả khỏi đây rồi. Hàn lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời. Tiền bối nói rất có lý, chỉ cần chúng ta đi xa cái không gian thông đạo kia hơn chút nữa, ta nghĩ chắc có thể tình cờ gặp được người của một tộc. Chu Quả Nhi nghe cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Hàn Lập không nói gì nữa, tiếp tục thúc giục Phi Sa chạy tiếp. Trong lòng có chút buồn bực, ba ngày sau, trước mặt hai người là một mảng rừng minh mông. Phi Sa ngừng lại, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Cách Phi Sa hơn trăm trưởng có bảy tám tên cao dai ma tộc chặn ở phía trước. Mấy tên ma tộc này sau lưng đều mọc lên một đôi màu cánh màu xanh với những sợi gân màu đỏ. Trên người chúng phủ một lớp lông chim, hai mắt đỏ đậm, hình dáng trông rất dữ tợn. Mà mấy tên ma tộc phía sau toàn là ma cầm hai đầu mỗi con lớn gần một trượng, toàn thân nhiều màu sặc sỡ, đầu có một cái sừng đen nhánh như sừng tê giác. Tổng cộng có chừng năm sáu trăm tên bộ dáng khác nhau. Đây là nhóm thứ mấy? Hàn Lập đứng ở phía trước phi xa, mặt không chút biểu cảm hỏi một câu. Tiền bối, là thứ bảy. Chu Quả Nhi cẩn thận trả lời. Hừ, xem ra cao dai ma tộc phụ trách nơi đây còn chưa chịu đủ giáo huấn. Vậy dã hết đi, chắc là giải quyết hết đám này thì ta có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Tiếp theo, hai tay áo hắn bỗng nhiên rung lên, từng đạo ánh sáng xanh dài gần một tấc từ đó tuôn mạnh ra. Chính là 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm, hàn lập một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng mấy cái tiểu kiếm màu xanh điểm một cái. Tức thì trên tiểu kiếm phát ra tiếng long ngâm, tiếp sau đó tất cả tiểu kiếm một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Nhất thời, trên trời chi chít chừng hơn một ngàn khẩu tiểu kiếm màu xanh. Ở phía đối diện, Cao dài ma tộc nhìn thấy điều này đều vô cùng sợ hãi, nhưng dường như có mệnh lệnh nghiêm khắc trong người nên chúng cũng không có ý thối lui chạy trốn. Ngược lại, trong tay chúng hắc khí cuồn cuộn, biến hóa ra binh khí kiểu dáng khác nhau. Đồng thời sau khi miệng phát ra một tiếng giống, liền biến thành cỗ gió đen thẳng hướng phi xa đánh tới. Mà sau đó năm 600 tên ma cầm cùng lúc vỗ vỗ hai cánh, phát ra tiếng kêu cực kỳ ồn ào như ong vỡ tổ bám theo phía sau những tên cao dài ma tộc. Đù, Hàn lập thấy vậy sát ý chợt lóe lên trong mắt, miệng lạnh lùng phát lệnh. Những tiểu kiếm màu xanh đồng thời run lên, sau đó lập tức hóa thành đạo kiếm quang dài gần một trượng bắn ra. Suy suy trong phút chốc tiếng xé gió nổi lên khắp trời. Sau một cái chấp động liền đem vài tên cao dai ma tộc cùng mấy trăm ma cầm bao phủ tất cả vào trong đó. Lúc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mảng lớn mưa máu cùng vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi từ trên cao xuống những tên cao dai ma tộc cùng ma cầm trong nháy mắt liền bị hơn ngàn đạo kiếm quang chém giết sạch sẽ. Hàn lập tay áo một lần nữa rung lên, phía xa kiếm quang vụt qua sau rồi ảo ảo bắn quay về, chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Lúc này, trên một khoảng không gian, ngoại trừ mùi máu tanh nồng đậm, không còn một thứ gì sống sót. Ánh mắt Hàn lập thoáng quét qua phía sau, không nói lời nào, khẽ thúc phi xa dưới chân biến thành một đoàn ánh sáng xanh phá không bay đi. Lộ trình phía sau, quả nhiên giống như Hàn lập dự đoán, không có một ma vật nào nữa xuất hiện. Nhưng mà dọc đường bay của phi Sa những cái cây to màu xanh đen lại thỉnh thoảng xuất hiện. Giống như khắp một tộc đều có loại cây mang ma tính này. Càng làm cho Hàn Lập kinh ngạc chính là cho dù đã bay xa như thế mà vẫn không gặp được bất kỳ một người nào của một tộc. Giống như một tộc thật sự đã biến mất. Một tháng sau, Phi Sa đi ngang qua khu vực cạnh một cái sơn cốc, Hàn Lập rốt cục đã phát hiện ra một bộ lạc nhỏ của một tộc đang bị hơn một ngàn tên ma tộc vây công cái bộ lạc mộc tộc này có đến hơn vạn người nhưng thật sự có năng lực tác chiến cũng chỉ có hai ba ngàn người mà thôi họ đang bị hơn ngàn tên ma tộc đuổi giết thất bại thảm hại chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt hết hàn lập mừng rỡ không chút do dự liền thi triển thủ đoạn xét đánh đem tất cả lũ ma tộc giết chết trong một chiêu cứu những người mộc tộc này sau đó hắn không chờ cho mấy người mộc tộc biểu lộ sự sợ hãi liền trực tiếp nói ra thân phận nhân tộc của mình kể từ đó nhiều mộc tộc đã biết rõ thân phận hắn đã từ miệng của trưởng lão bộ lạc một tộc này biết được hết thảy sự tình phát sinh ở một tộc linh vực mấy năm gần đây. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra vấn đề, nguyên lai là năm 6 năm trước, trải qua trận quyết chiến, liên quân các tộc cùng với đại quân ma tộc hình thành lên cục diện rằng co. Ma tộc lại đột nhiên hoạt động bí mật, vụng trộm đem rút đi gần nửa số quân chủ lực trong trận chiến với hai tộc nhân yêu. Rồi thông qua không gian thông đạo đưa đến một tộc, đột nhiên phát động tập kích bất ngờ đại quân ma tộc mãnh liệt như thủy triều đánh sâu vào lãnh địa của mộc tộc. Vốn là mộc tộc còn có thể cùng ma tộc rằng có bất phân thắng bại, nhưng đại quân mộc tộc có thời điểm đánh 7 trận thua cả 7, đem phân nửa quân đội chôn vùi trong đó. Bởi vì chuyện này vô cùng bất ngờ nên liên minh các tộc khác nhất thời không kịp tiến hành giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, mộc tộc đại trưởng lão cũng phải tự mình ra tay chống địch. Nhưng đã có một thứ xảy ra mà tất cả các tộc đều tuyệt đối không nghĩ tới. Một tộc đại trưởng lão vừa xuất hiện ở phía trước nơi hai tộc đang giao chiến, liền bị ba gã ma tộc thánh tổ đã sớm mai phục ở đó cùng nhau vây đánh. Ba gã ma tộc thánh tổ này mặc dù không giống như nguyên yểm, lục cực là thủy tổ cấp bậc khủng bố, nhưng lần này xuất hiện cũng không phải là hóa thân mà là bản thể hàng thật giá thật. Chó nên vừa ra tay liền đem một tộc đại trưởng lão đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ ngay tại chỗ. May mắn là khi thấy nguy cơ trước mắt, Mộc tộc đại trưởng lão liền kêu gọi ra một gốc cây thông linh thánh thụ mà mộc tộc đã cung phụng không biết bao nhiêu vạn năm. Nhờ lực lượng của cái cây này mới miễn cưỡng thoát được một cái mạng nhỏ từ trong tay ba gã ma tộc thánh tổ. Nhưng pháp lực toàn thân cũng giảm đi 89 phần 10, thực lực đã không còn ở đại thừa kỳ. Mà đã không có mộc tộc đại trưởng lão làm chỗ dựa, sĩ khí của binh lính mộc tộc liền rơi xuống cực hạn. Không còn lực lượng để chống lại sự xâm lấn của ma tộc, ngắn ngủn trong gần một năm, mộc tộc liền chết 78 phần 10 lính. Ngay tại thời điểm đó, quân cứu viện của các tộc khác cuối cùng cung đã đến được một tộc. Nhưng dưới sự uy hiếp của ba gã ma tộc thánh tổ, quân cứu viện cùng với số quân sót lại của một tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được phần lãnh thổ còn lại của một tộc, không thể khôi phục được diện tích ban đầu. Vốn là các bộ lạc một tộc sống giải rác đều ào ào rút xuống những khu vực được bảo vệ. Nhưng có một số bộ lạc nhận được tin tức khá muộn hoặc là hành động vô cùng chậm chạp. Vì thế nên bị đại quân ma tộc trực tiếp ngăn lại ở trong khu vực bị chiếm đóng. Rơi vào đường cùng, những bộ lạc này đành phải ẩn thân tại một số nơi thật xa, tạm thời sống lay lắt qua ngày. Gửi hy vọng vào một ngày nào đó binh lính các tộc sẽ đánh trở về. Nhưng mà mấy năm nay, mà tộc liên tục tìm kiếm và tiêu diệt, số bộ lạc còn có thể tồn tại quả thực không nhiều lắm. Đây là lý do vì sao Hàn Lập sau khi từ thông đạo đi ra không thấy người của một tộc. Cái bộ lạc nhỏ mà Hàn Lập vừa cứu vốn cũng là thành viên của một bộ lạc một tộc lớn. Sau khi bị phát hiện mới chia lẻ ra từng tốp nhỏ chối chết chạy ra nên mới biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng đám người mục tộc này lại bị ma tộc phát hiện một lần nữa. Nếu không là vừa đúng lúc gặp được Hàn Lập thì chỉ có kết cục bị giết hoặc bắt làm nô dịch. Tiền bối, tất cả những lời vãn bối nói ra đều là sự thật. Mong rằng tiền niệm tình đồng minh có thể giúp đưa bọn ta đến nơi được bảo hộ không. Lão giả đứng đầu tiểu bộ lạc mục tộc này là một gã luyện hư kỳ, sau khi kể hết sự tình liền hướng về phía Hàn Lập mà đau khổ cầu xin. Hàn Lập đưa ánh mắt quét qua mấy người phía sau, thấy trong bọn họ phụ nữ và trẻ em người già chiếm tới 2 phần 3. Không khỏi trầm ngâm một chút, lúc sau mới chậm rãi nói, mang các người cùng đi, ta tất nhiên không phải không có khả năng. Nhưng có chuyện quan trọng mà ta nên nhắc nhở các ngươi trước. Ta trên đường tới đây đã đánh chết vài tốt ma tộc, nên ma tộc bên kia hẳn là đã sớm chú ý tới ta. Cao dai ma tộc tìm tới cửa, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó các ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Các ngươi nhiều người như vậy, một khi bắt đầu chiến đấu, ta lại không thể bảo vệ toàn bộ các ngươi. Cái gì, có chuyện này sao? Đã như vậy, vãn bối cũng không ép buộc, nhưng hy vọng tiền bối có thể đem tình cảnh của chúng ta nói cho các vị tiền bối của lực lượng đồng minh. Hy vọng các tộc sẽ sớm phát ra đại quân, cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ. Nếu thật như có ngày đó, bọn người vãn bối sẽ vô cùng cảm kích. Lão giả mộc tộc lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, Mặt lại đầy cầu khẩn, hướng Hàn Lập trịnh trọng thi lễ mà nói ra. "Tốt, chuyện này không có vấn đề, ta sẽ gửi tin nhắn này giúp các ngươi, nhưng hiện tại ta cũng không rõ sự phân bố của đại quân ma tộc. Bộ là các ngươi có tư liệu cùng bản đồ về phương diện này không?" Lần này, Hàn Lập đáp ứng hết sức dứt khoát, cũng hỏi ngược lại một câu. "Bọn người vãn bối mặc dù trốn đông núp tây, nhưng mà tư liệu vẫn có một chút. Chẳng qua là không kỹ càng lắm, chỉ có đại khái mà thôi." Một tộc trưởng lão vội vàng trả lời, đại khái cũng được rồi. Hàn lập mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi hắn theo một tộc trưởng lão tới nơi lấy được tư liệu cùng bản đồ liền liền lập tức phi độn mà đi. Mà bọn người một tộc người tự nhiên cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ cũ nữa, cũng lập tức hướng tới một nơi trú ẩn dự phòng mà rời đi. Hơn 10 ngày sau, Hàn lập thúc giục phi xa bay qua phía trên một cái hồ nước xanh biếc. Đột nhiên phía dưới mặt hồ nước mảy may không một chút dấu hiệu, bất ngờ tách ra làm hai một bàn tay không lồ màu xanh từ đó phóng ra như một tia chấp nắm gọn phi xa trong lòng bàn tay. Bàn tay không lồ năm ngón chỉ dùng một chút sức, liền nghe được tiếng nổ vang lên, phi xa trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn lửa xanh. chương 2144, lại đấu với nguyên sát. Ngay lúc đó, phía trên phi xa khoảng hơn 20 trượng, trong hư không thoáng chút dao động rồi ba bóng người lại hiện ra không chút tiếng động. Rõ ràng chính là ba người hàn lập hóa ra trước khoảnh khắc phi xa bị đánh lén hàn lập đã có phản ứng hắn lập tức thi triển thuật thuấn đi đem cả ba người chạy ra khỏi phi xa giờ phút này hàn lập đứng ở trên cao thần sắc ngưng trọng nhìn lại xuống phía dưới mặt hồ kẻ địch phía dưới có thể che giấu được hắn cùng giải đạo nhân nên chắc chắn thần thông rất to lớn xem ra lúc này kẻ mạnh thực sự của ma tộc đã tìm tới cửa ngay tại thời điểm hàn lập còn đang cân nhắc bàn tay xanh biếc khổng lồ lại phanh một tiếng trực tiếp tan biến ra thành bọt nước từng giọt một lần nữa rơi trở về hồ nước. Cùng lúc đó, phía dưới mặt hồ đang kịch liệt quay cuồng ở bên trong, một tòa điện lớn cao khoảng 10 trượng ở trong nước từ từ chui lên. Cái điện này toàn thân trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, trông giống như là dùng nước trong hồ trực tiếp ngưng kết mà thành. Đứng ở cửa chính của đại điện là một cổ gái trên người mặc chiến giáp màu xanh biếc, làn da hơi đen, hai đầu lông mày ẩn chứa một cỗ khí chất thanh thoát, hai mắt lạnh như băng nhìn Hàn Lập trên không trung. Khí tức trên người ả à ma tộc này sâu không lường được, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi mà không dám nhìn thẳng, chính là một gã đại thừa kỳ. Nhưng Hàn Lập vừa thấy người con gái trước mặt có chút quen thuộc, thần sắc không khỏi biến đổi, không tự chủ được nói một câu. "Là ngươi, ngươi làm cách nào mà đã đem bản thể tới linh giới rồi?" Cô gái mặc chiến giáp màu xanh lục vừa nghe xong câu hỏi của Hàn Lập, miệng liền mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng như ngọc, lạnh lùng nói: bổn tỏa cũng không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi một lần nữa sớm như vậy. Ngươi đã từng chọc giận bổn tỏa vài lần, nhưng lần này đụng phải bản thể ta, tất nhiên là ta sẽ không có bỏ qua. Nếu ngươi nhanh chóng thức thời, đưa tay chịu trói thì ta có thể tha chết cho ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn cùng bổn tỏa động thủ, thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán. Nguyên sát, ngươi thật sự cho rằng dựa vào bản thể của ngươi có thể giữ ta lại sao? Trong khoảng thời gian này, ta đã gặp thánh tổ của quý tộc cũng không phải là chỉ một hai lần. Ngươi thấy bọn họ thật sự có thể làm gì được ta sao? Hàn lập trầm ngâm trong chốc lát sau, mới ngáp một cái nói. Ma nữ mặc áo giáp màu xanh lá kia chính là kẻ đã từng có ân oán với Hàn lập, nguyên sát thánh tổ. Mà lần này là bản thể đích thân đến, mặc dù Hàn lập lần đầu tiên gặp bản thể của ả, nhưng là bởi vì trước kia từng bị một cỗ hóa thân đuổi giết một thời gian đài cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra được, trong lòng không ngừng âm thầm cười khổ tuy nhiên bởi vì thu ví của hắn tăng tiến nhanh mà bên cạnh còn có giải đạo nhân nên cũng không kinh hoàng nhiều lắm suy nghĩ đảo qua nhanh trong đầu am thầm tự vạch ra đối sách nguyên sát vừa nghe hàn lập nói như vậy đuôi lông mày dựng lên trên mặt hiện lên một tia sát ý nhưng miệng vẫn không có chút cảm tình nào nói ngươi đã gặp những thánh tổ khác nói như vậy kẻ vài ngày trước từ trong thông đạo xông ra chính là ngươi như vậy là có chút ý tứ rồi ta thật sự tò mò là làm sao một gã tu sĩ hợp thể kỳ có thể từ trong tay thánh tổ mà thoát được tính mạng ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như thế từ hợp thể trung kỳ tu luyện tới hợp thể hậu kỳ cũng coi như là tu luyện kỳ tài vạn năm khó gặp đáng tiếc rằng hôm nay nếu bị bổn tọa đụng phải thì con đường tu luyện của ngươi đành chấm dứt tại đây thôi vừa dứt lời nguyên sát cũng không đợi hàn lập nói lời nào một cái tay bỗng nhiên nhấc lên hướng vào hư không phía ba người hàn lập đánh một chảo oanh một tiếng Nước phía dưới hồ phóng lên như thác rồi ngưng tụ lại trong không gian, một lần nữa biến ảo thành một bàn tay khổng lồ mau xanh biếc. Bàn tay lần này to hơn trước gấp bội, năm ngón tay tách ra, đem bầu trời che đi hơn phân nửa. Cuốn một cái liền hướng thẳng tới ba người Hàn Lập đè xuống. Thần thông thủy thuộc tính, Hàn Lập hai mắt nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm một câu, há mồm phun ra một quả cầu lửa màu bạc, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, quả cầu lửa màu bạc quay tít một vòng liền hóa thành một con chim lửa màu bạc lớn hơn một thước. Lúc này, Hàn Lập mỉm cười, dùng một ngón tay ở cánh tay khác điểm tới con chim lửa đi. Chim lửa hót lên một tiếng trong trẻo, thân thể lớn lên với tốc độ điên cuồng, trong nháy mắt biến thành một con chim to như một ngọn núi, hai cánh dương lên, xông về phía bàn tay khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, con chim lửa khổng lồ sau khi chấp động một cái liền trực tiếp đâm vào bàn tay khổng lồ, liền đó cả hai thứ đồng thời nổ tung. Trên không trung nước lửa đan vào nhau tạo thành một cây cột lớn phóng vút lên cao rồi hóa thành sương mù tản ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, bầu trời liền tràn ngập hơi nước trắng xóa. Thiếu nữ mặc áo giáp màu xanh lục đứng trong tòa điện thấy cảnh này, à liền cười khinh miệt, cũng không có hành động gì mà chỉ khẽ nói một chữ tụ. Ngay lúc đó, trên trời cao bỗng nhiên giấy lên vô số trận giao động, tiếp đó ngàn vạn điểm sáng màu lam hiện ra, chúng khẽ run lên rồi như những hạt mưa bay tới nhập vào trong làn hơi nước. Phanh, làn hơi nước tụ lại, biến ảo thành một ngọn núi màu trắng cao đến ngàn trượng nó hơi nhoáng lên bề mặt tràn ra vô số ký hiệu màu lam rồi từ từ hạ xuống cả tòa núi đang trôi bồng bềnh dường như nó không hề có trọng lượng vậy hàn lập bên dưới nhìn thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi hắn hét khẽ lên một tiếng rồi toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng trói mắt thân hình lớn bổng lên hóa thành một con cự viên lông vang sau đó giơ hai tay về phía ngọn núi điên cuồng đấm tới quyền ảnh vừa lóe lên đã hóa thành hai cơn lốc bay thẳng lên trời cao Âm âm âm, lớp ký hiệu màu lam bị cơn lốc quyền ảnh đánh cho nhộn nhạo, hình như lúc nào nó cũng có thể bị tán đi. Nhưng ngọn núi màu trắng vẫn đang tiếp tục hạ xuống, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Hàn lập đang biến thành cử viên thấy vậy liền giật mình, hai bàn tay to đột nhiên đồng thời trụm lại, rồi khẽ lật lên. Hào quang chợt lóe, hai ngọn núi một xanh một đen bỗng nhiên hiện ra trong không trung. Tiếp đó, hai tay của cử viên xoay tròn như hai bánh xe, trong miệng nó cũng giống một tiếng thật to mười ngón tay đồng loạt buông ra hai ngọn núi liền phát ra một tiếng nổ đinh tai rồi bay vút thẳng lên trời chỉ thấy hai đạo hào quang màu xanh và đen vừa lóe lên đã đâm thẳng vào đây ngọn núi trắng đang hạ xuống đầu tiên là ánh sáng trói mắt tỏa ra khắp nơi tiếp đó âm thanh kinh thiên động địa vang khắp trời đất đồng thời có một cỗ dao động như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ tỏa ra khắp bốn phía làm cho cả bầu trời vang lên từng trận ù ù cự viên thấy vậy liền không nói nhiều hào quang màu vàng quanh thân trượt lóe lên đem chu quả nhi bao bọc vào trong liền đó thân hình hắn khẽ động cả hai đều biến mất vào trong không chung quanh đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa còn khuôn mặt của giải đạo nhân đang ở bên cạnh không chút thay đổi thân hình của hắn hơi lóe lên đã hóa thành một ngọn gió màu xanh biến mất ngay sau đó cỗ dao động mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ kia cuốn qua làm cho không gian quanh đó trở nên vặn vẹo nhưng nguyên sát đang đứng ở phía bên kia khi thấy cơn dao động quét ngược tới hai mắt khẽ nhíu lại miệng ả bắt đầu niệm những chú ngữ khó hiểu, ngay lập tức ở xung quanh ả tỏa ra một mảng hào quang màu lam rất nhu hòa. Cỗ dao động vừa tiếp xúc lên tấm màn màu lam liền im hơi lặng tiếng tách thành hai nga mà bay qua, kể cả một chút ảnh hưởng cũng không hề có. Vầng hào quang trói mắt rốt cuộc cũng tản đi để lộ ra khung cảnh trên bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời hiện giờ có ba ngọn núi, một lớn hai nhỏ đang trồng lên nhau tạo thành hình tam giác không ngừng rằng có qua lại. Ngọn núi trắng tỏa hào quang màu lam lóng lánh, xung quanh là các đạo ký hiệu bay qua bay lại liên tục ngọn núi màu đen lại tỏa ra từng đạo khí xám chúng như sóng to gió lớn hướng lên phía trên hung hăng đánh tới không ngừng còn ngọn núi màu xanh lại tỏa ra ngàn vạn lưới kiếm khí đao khí tạo thành tiếng veo veo trải đầy khắp nơi đến lúc này ở một chỗ cách đó hơn trăm trượng bỗng nhiên giấy lên dao động thân hình của cử viên và giải đạo nhân lại một lần nữa hiện ra sự lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt của nguyên sắt ả chi ngón tay lên phía trời cao ở xa đồng thời trong miệng nói ra độc một chữ, phong. Rốt, ngọn núi trắng đang có vô số ký hiệu màu lam xoay tròn xung quanh bong nhiên vỡ vụn ra, tiếp đó mỗi mảnh vụn của nó liền giống như băng tuyết cực lạnh trong trời đất sáng xuống. Hào quang màu lam lóe lên, hai tòa núi một xanh một đen mới kịp sông lên đã bị đóng chặt trong một lớp băng màu lam. Cự viên đó hàn lập biến thành như hít phải một ngụm khí lạnh. Nó không chút lưỡng lự đưa các ngón tay lên phóng ra linh hỏa màu bạc, cánh tay khẽ động, nó nhìn về phía hai ngọn núi phía trước, ném tới nhưng đột nhiên vào lúc này trong không gian xung quanh hiện ra tám bóng người trong suốt khuôn mặt chúng rồng hệt như nguyên sát toàn thân như một pho tượng băng trong suốt chúng lao thẳng đến tấn công hàn lập pha giải đạo nhân còn chu quả nhi có lẽ vì nàng có tu vị quá thấp nên không bị xem là mục tiêu hàn lập hơi dùng mình hắn không dám trần trừ thêm nữa linh hỏa màu bạc trên tay của cử viên liền hóa thành hai sợi dây đánh tới hai bóng người phía trước đồng thời hào quang dưới sườn cử viên cũng lóe lên Pháp tướng ba đầu sáu tay phạm thánh kim thân cùng với linh khu xanh biếc cũng bất người hiện ra, rồi cả hai không chút lưỡng lự đánh tới hai bóng người trong suốt khác. Còn bốn bóng người đang đánh về phía giải đạo nhân, hắn chỉ bất ngờ há miệng thổi ra bốn đạo ánh sáng màu vàng, chúng chợt lóe lên rồi xuyên thủng qua bốn thân hình trong suốt đang bay tới. Trong chớp mắt, hai bóng người trong số đó đã bị hai sợi đây lửa quấn chặt lấy mấy vòng, ngọn lửa trên đó nhanh chóng bùng lên, đem cả hai người bao phủ vào trong đó. Nước lửa kỵ nhau, Hai bóng người bằng băng nhanh chóng tan biến thành hư vô. Về phần hai bóng người còn lại bên phía khác thì bị Kim Thân và Linh Khu chặn lại, bọn chúng đang đánh nhau đến long trời lở đất, từng trận khí lạnh tỏa ra bốn phía, uy thế kinh người. Coi bộ thực lực của chúng không hề thua kém đám ma tôn bình thường. Mà phía bên kia, không biết bốn đạo ánh sáng màu vàng mà Giải Đạo Nhan phun ra có uy lực huyền diệu gì trong đó. Chỉ thấy bốn bóng người sau khi bị nó xuyên thủng qua trong nháy mắt đã đứng im bất động ở một chỗ giải đạo nhân nhấc tay nhẹ nhàng chụp tới khắp nơi, bốn bóng người trong suốt này liền vỡ vụn phát ra những tiếng bang bang. Hàn lập thấy vậy liền mừng rỡ, hai cánh tay của cự viên cũng hướng tới bên kia sườn khua lên. Một thanh kiếm khí xanh biếc đài hơn một trượng hiện ra, thoáng chốc nó đã đem hai bóng người đang đấu với kim thân và linh khu đập nát. Đứng phía xa, nguyên sát nhìn thấy cảnh này chẳng những không giận mà còn cười rộ, ả đưa hai tay lên ngang ngực rồi bấm niệm thần chú. Trường 2145, khách đến bất ngờ đột nhiên trong hư không xuất hiện vô số đốm sáng màu lam, chúng bắt đầu ngưng kết với nhau tạo thành những bóng người y hệt như tám cái bóng trong suốt khi nãy. Xung quanh Hàn Lạp và giải đạo nhân lúc này bóng có thêm hơn trăm bóng người trong suốt đang bao vây bọn họ. Không thể nào, Hàn Lập thấy vậy liền trở nên kinh hoàng. Nếu những bóng người này có thực lực ngang với tám tên lúc trước, như vậy thì mình sẽ phải cùng một lúc đau với hơn trăm tên có cùng tu vi hợp thể kỳ hay sao? Cho dù nguyên sát có là thánh tổ của ma tộc đi nữa nhưng không thể nào có thần thông đi ngược với lẽ trời như vậy. Hàn lập hít sâu một hơi, ở giữa hai mắt của cử viên bỗng nhiên nứt thành một vết máu rồi phun ra làn khí màu đen, làn khí lập tức huyễn hóa thành một con mắt đen như mực. Đúng là phá diệt phá mục, con người yêu dị này mới vừa động đã tỏa ánh mắt lạnh băng nhìn khắp bốn phía. Ra là vậy, trong miệng cử viên phát ra tiếng ông ông như chuông kêu, nó đưa một cánh tay chụp tới hư không phía trước. Không gian liền giấy lên từng trận dao động, Cánh tay của cử viên vừa nhoáng lên đã liền mất tích vào trong hư không. Cùng lúc đó hào quang màu vàng léo lên trước ngực của một bóng người trong suốt vừa được ngưng tụ thành, một bàn tay lông lá sù xì từ trong hư không hiện ra, năm ngón tay cũng nhanh như tia chớp bổ đến. Một màn không thể tin nổi hiện ra, khuôn mặt của bóng người trong suốt vốn không hề có chút cảm tình nào nhưng bỗng chốc trở nên kinh hoàng. Hai tay hắn khoanh lên trước ngực, đột nhiên hào quang lóe lên ngưng kết thành một cái khiên băng màu lam quay tròn che chăn kín lấy toàn thân. Tiếp đó bàn chân khẽ giẫm, thân hình nó liền như một mũi tên bắn vọt về phía sau. Bóng người này hoàn toàn khác với tám cái bóng lúc trước, nó không hề dám đón đỡ bàn tay của cự viên. Nhưng đúng lúc này, cự viên đó hàn lập biến thành bổng hét lớn một tiếng làm cho không gian quanh đó cộng hưởng ông ông lên. Bàn tay của cự viên ở phía bên này cũng trở nên sắc bén như không gì không phá được, nằm ngón khẽ hé ra bắt lấy tấm khiên băng đem đập nát không còn một mảnh. Bàn tay lại rít lên một tiếng chói tai rồi bắn vọt đi bóng người trong suốt đang bỏ chạy kia chỉ kịp nhìn thấy trước ngực có một bàn tay lông lá màu vàng thật to nhoáng đến ngực hắn chợt nóng rát lên bàn tay đã xé rách lồng ngực hắn rồi truyền từng cơn đau đớn khủng khiếp vào tận sâu trong hồn phách bóng người không kìm chế được đành hét lên một tiếng thật thảm thiết khuôn mặt vốn rất giống nguyên sát của nó bỗng nhiên biến ảo thành bộ dáng của một ma vật có đôi tai khỉ đang rất giận dữ nó gượng gạo cúi đầu xuống nhìn lỗ thủng khổng lồ đó bàn tay lông vàng gây ra trước ngực phanh, một ngọn lửa bạc cháy bùng lên trên bàn tay lông vàng, liền đem ma vật bao trùm vào trong đó. Con ma vật này gào giống lên mấy tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng tắt nghẽn lại. Lúc này, bàn tay đầy lông vàng khẽ run lên rồi biến mất. Cự viên lông vàng chậm rãi thu bàn tay vừa rồi trở về. Mà cùng với lúc ma vật bỏ mạng, các bóng người khác đang phân tán khắp nơi trong không trung bỗng tự nhiên vỡ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng màu lam rồi tan biến giữa không trung. Nguyên sát đang đứng phía dưới nhìn thấy vậy, lần đầu tiên vẻ khó coi mới xuất hiện trên mặt ả ma vật trong suốt mà ả nuôi khi nãy là tinh tượng thú một loại ma thú cực kỳ hiếm hoi chẳng những nó có được thần thông cực kỳ băng lạnh mà còn có thiên phú một lúc hóa thành trăm ngàn tấm thân ở các trận chiến trước đây mỗi khi thả con thú này ra nếu đối thủ không thể tìm ra bản thể của nó thì chỉ nhờ vào những hóa thân nó có thể quét sạch đối thủ có tu vi dưới đại thừa kỳ mà nguyên sát cũng nhờ có nó mà tiêu diệt được không biết bao nhiêu cường địch nhưng vừa rồi mới chỉ thả nó ra được một chút đã bị Hàn Lập dễ dàng khám phá ra điểm yếu rồi đem giết luôn. Điều này nằm ngoài dự đoán của ả, sự khinh thường Hàn Lập lúc trước của ả cũng giảm đi hơn phân nửa. Tuy nhiên ma thạch bản mạng của con tinh tượng thú này đã được ả luyện hóa hòa làm một thể. Dù thân thể nó bị phá đi, nhưng chỉ cần sau này ả tế luyện lại một thời gian thì vẫn có thể làm cho nó sống lại. Chính vì vậy mà nguyên sát càng đề cao cảnh giác, nhưng ả cũng không mấy tức giận vì lần thua thiệt vừa rồi đúng là có chút bản lãnh thảo nào điệu bộ lại ngang tàng đến thế nhưng nếu người nghĩ rằng chỉ với một chút thần thông như vậy mà có thể đối chọi với thánh tổ thì đã sai hoàn toàn rồi ta không biết tên thánh tổ lúc trước ngươi nhìn thấy đang bị cái gì hay gặp phải hoàn cảnh phức tạp nào nhưng bây giờ bổn tỏa sẽ toàn lực ra tay ngươi sẽ tuyệt đối không có phần thắng đâu nguyên sát nói mấy câu lạnh lùng xong liền bấm niệm pháp quyết một đám mây màu lam sáng rực hiện ra sau lưng ả sau đó lại hóa thành một cột sáng phóng lên cao vút Tiếp đó, một cái bóng ảnh chó sói cao hơn 10 trượng bất ngờ xuất hiện trên không, toàn thân nó màu lam, hai hốc mắt có lửa cháy đỏ rực. Một làn khí tức đáng sợ làm người ta nghẹt thở từ thân hình con sói tỏa ra tràn ngập khắp trời đất, rồi hướng tới phía bên đám người Hàn Lập. Cự viên đó Hàn Lập biến thành bị luồng khí tức khủng khiếp này ập đến liền run lên, hai chân nó cũng loạn trọn lùi nhanh về sau vài bước. Cho dù Hàn Lập có là vô địch trong giới hợp thể kỳ đi nữa, nhưng khi hắn đối mặt với áp lực của một gã đại thừa kỳ cũng không tránh khỏi bị ép thụt lui lại. Giải đạo nhân ở bên này vẫn tỏ ra lạnh lùng như thường, một tay của gã khẽ vung lên, thả ra một vầng hào quang màu vàng đem toàn thân hắn và chu quả nhi cạnh đó bao bọc vào trong. Khi làn áp lực khủng khiếp tràn tới chỗ giải đạo nhân, quần sáng ở phía trước chỉ lóe lên vài cái rồi hoàn toàn không có chuyện, gì xảy ra tiếp. Chu quả nhi đứng bên cạnh cũng không hề tổn thương cọng tóc nào. Đây là bản mạng ma tướng của nguyên sát sao, quả đúng là vô cùng đáng sợ. Giải huynh, bây giờ ngươi đã khôi phục được mấy phần pháp lực rồi, có thể toàn lực đánh một trận không? Cự viên tỏ ra kiên kỵ nhìn về bóng ảnh của con sói màu lam phía xa, nó lại quay qua giải đạo nhân hỏi. Bây giờ ta vẫn còn thiếu một chút nữa mới khôi phục lại cảnh giới đại thừa, nếu chỉ một mình ta thì không thể đánh lui ả à được. Giải đạo nhân đờ đẫn trả lời, không phải chỉ một mình giải huynh, còn có hàn mộ ở đây. Nếu bây giờ không đánh lui ả, à, chỉ sợ ả à sẽ không để yên cho chúng ta đi. Đạo hữu hãy ra tay hết sức dị cự viên nói oang oang nếu ta và người phối hợp thì đúng là có thể thắng. Ánh mắt của giải đạo nhân chợt lóe, hắn gật đầu trả lời. Hàn lập nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cự viên đó hắn biến thành liền không hề do dự đấm thùm thuộc vào ngực, tiếp đó quanh thân nó bay ra vài quần sáng đủ loại màu sắc khác nhau. Sau khi quay một vòng, chúng liền biến thành các hình ảnh của các loại chân linh như thiên long, thải phượng, côn bằng. Mà Phạm Thánh Kim Thân đang ở một bên khác cũng quay về nhập vào thân hình của cự viên ngay sau đó thân hình của cử viên lông vàng nhanh chóng lớn lên gấp bội chẳng mấy chốc đã hóa thành một con quái vật to như quả núi đồng thời xung quanh thân thể nó tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ nó giống to một tiếng lập tức biến thành hình dáng ba đầu sáu tay con giải đạo nhân bước nhanh một bước về phía trước trong vầng hào quang màu vàng hắn liền trở về hình dáng vốn có là một con cua khổng lồ trên thân nó bỗng vang lên một tiếng sấm inh tai rồi tuôn ra vô số tia chớp màu bạc chúng đan chi chít vào nhau rồi tạo thành một cái võng bằng sấm chấp thật lớn che phủ toàn thân con cua bên dưới nguyên sát nhìn thấy hình dạng của cử viên và con cua khổng lồ thì đồng tử khẽ co lại ả à cũng không nói gì thêm mà đem bàn tay lật lên trong tay bỗng hiện ra một cây chùy nhỏ màu nửa xanh nửa trắng cây chùy dài khoảng ba thước mặt ngoài chi chít khoảng hơn trăm hoa văn hình con mắt màu vàng cổ tay của nguyên sát khẽ run lên cây chùy nhỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt hơn trăm con mắt trên thân nó cũng đồng thời mở ra để lộ bên trong là những con người màu vàng nhạt đang chấp chấp chuyển động không ngừng nếu nhìn vào cảnh này quả thật làm cho người ta sợ lạnh tóc gáy nguyên sát hừ lạnh cánh tay hơi động đem cây chùy nhỏ ném lên trên không trung một tiếng nổ vang lên giữa không trung đột nhiên hiện ra bóng một cây chùy thật lớn màu trắng nó hung hăng đập xuống từ trên bóng chùy truyền đến những tiếng sấm inh tai hai mắt của hàn lập lóe sáng hắn tỏ ra hơi ngạc nhiên Cây chùy màu trắng không đánh về phía Hàn Lập cùng với Hoàng Kim Cự Giải, mà nó lại bay tới một ngọn núi nhỏ ở bên dưới. Dựa vào uy thế khủng khiếp của cây chùy, chỉ sợ nếu đỉnh núi bên dưới bị đánh chúng chắc chắn sẽ bị đạp nát. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh núi lại vang lên một âm thanh lạnh nhạt của một nam tử nào đó. Nguyên đạo hữu quả không hổ thẹn là một thánh tổ của ma tộc, chỉ mới một lúc đã phát hiện ra lão phu rồi. Tiếng nói vừa dứt thì một đạo cầu vồng màu bạc từ trên đỉnh núi lóe lên, nó hơi chấp động một cái đã đụng vào bóng trụy đang đánh xuống. Một tiếng nổ long trời lở đất, hai làn hào quang màu bạc và trắng hòa vào nhau tạo thành một quả cầu thật lớn. Khối cầu ở giữa không gian nổ tung ra, hóa thành những cơn lốc dao động kịch liệt hướng về các nơi tràn đi. Các đỉnh núi, rừng cây ở xung quanh đó liền biến thành cho bụi, cả một vùng rộng lớn cũng bị san phẳng. Sau khi cơn lốc của vụ nổ tan đi, không trung phía trên đỉnh núi lúc nãy bóng hiện ra thêm hai bóng người. Hàn lập cúi xuống, ánh mắt vừa nhìn thấy họ, trong lòng hắn bỗng như trời nhiên đất ngả. Hai người kia là một nam một nữ, nam mặc chiếc áo bào màu bạc, hai bên có sọc đen thui chạy đài đến tận hông, khuôn mặt trẻ trung, hắn đang thản nhiên cười. Nữ có đáng vẻ thướt tha, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đài óng ánh như bạc nguyên chất thẳng tắp sau lưng. Càng nhìn càng thấy thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp trong trắng cực kỳ, làm cho người ta có cảm giác như được thoát tục vậy. Nàng vừa hiện ra đã dùng đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp ngóng về cự viên đó Hàn Lập biến thành, vẻ mặt của nàng có chút kích động. Nguyên sát vừa thấy gã nam tử kia thì trở nên cao có, trên mặt liền như được phủ thêm một tảng băng, ả nói. Ngao khiếu, lão gia hỏa như ngươi cũng dám một mình lẻn tới đây sao? Chẳng nhẽ người không biết sợ chết ư, nam tử kia đúng là tu sĩ đại thừa duy nhất của yêu tộc, hắn xuất thân từ tộc Ngân Nguyệt Lang, chính là Ngao khiếu lão tổ. Thiếu nữ tóc màu bạc ở bên cạnh hắn chính là người mà năm đó hàn lập từ biệt ở Côn Ngô Sơn đến tận mãi sau này ở linh giới vẫn chưa gặp lại, linh lung tiên tử. Hàn lập vừa gặp lại được Ngân Nguyệt liền tỏ ra ngẩn ngơ, sau khi cơn giật mình qua đi hắn lại tỏ ra mừng như điên. Nhưng không đợi hắn kịp hỏi thăm lời nào thì Ngao Khiếu đã cười ha hả nói trước. Nguyên sát, nếu đúng là người thật sự có bản lãnh giữ lại tấm xương già nua này thì ta cũng không xuất hiện ở đây đâu. Nhưng bây giờ ngươi hay xem lại đi, Ngoài lão phu còn thêm hai vị đạo hữu này nữa thì ngươi có thể nắm được bao nhiêu phần thắng đây? Đừng nói là bắt ta nắm lại, mà chính ngươi đang gặp phiền toái mới đúng. Chương 2146, Ngao Khiếu và Ngân Nguyệt. Vẻ mặt của Nguyên Sát không khỏi trầm xuống khi nghe Ngao Khiếu nói vậy. Ả à đưa ánh mắt nhìn tới chỗ Hàn Lập đang biến thành cự viên cùng với Hoàng Kim cự giải, nhíu mày suy tính một lúc rồi bật cười lạnh lùng. Bàn tay của ả à khẽ phất vào hư không cái tiểu trùy màu trắng chợt hiện ra rồi lóe lên một vầng hào quang màu vàng, sau đó nó lại quỷ dị biến mất. Cái bóng của con sói khổng lồ cũng lao đến nhập vào trong tòa điện không thấy tăm hơi. Tiếp đó cả tòa điện lớn tỏa ra vô số ký hiệu màu lam, nó run lên rồi hóa thành một đoàn hào quang màu lam phá không bay đi. Chỉ mới chấp động một cái, mà bóng dáng của nó đã biến mất ở cuối chân trời. Mãi tận lúc này, từ xa văng vẳng truyền đến giọng nói của nguyên sát. Ngao khiếu, nếu ngươi đã nhúng tay việc này thì ta sẽ rút lui nhưng may mắn sẽ không thường xuyên đến với ngươi như vậy đâu lần tới nếu để ta bắt gặp các ngươi đi một mình ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha các ngươi vừa dứt lời lam quang ở phía chân trời lại chợt lóe lên vài cái rồi biến mất tuy nguyên sát là phụ nữ nhưng phong cách làm việc của ả à lại rất quyết đoán vừa thấy ngao khiếu xuất hiện thì biết hôm nay không thể thoải mái đánh chết hàn lập mà ngược lại có thể bản thân sẽ lâm vào nguy hiểm vì vậy ả à, dứt khoát bỏ đi, không hề trần trừ do dự. Hàn lập thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hắn gọi giải đạo nhân một tiếng rồi toàn thân hai người tỏa ra hào quang chấp động, cả hai liền khôi phục hình dáng con người. Còn khối băng đang giam giữ hai tòa cực sơn thì bị Hàn lập nâng tay thả ra hai ngọn lửa màu bạc làm tan chảy mặt ngoài khối băng. Hai ngọn núi một lần nữa hạ xuống, liền bị Hàn lập đưa tay áo ra thu lấy. Ngao khiếu xoay người lại đưa hai mắt hướng về phía Hàn lập rồi giơ một cánh tay lên một đạo ánh sáng trắng bắn ra xoay tròn một cái rồi tỏa ra hào quang chói mắt, lập tức phía trước hiện ra một cái thuyền lớn xung quanh lấp lánh ánh sáng bạc. Chiếc thuyền chia làm 5 tầng, dài hơn trăm trượng, mặt trên có mấy vệ sĩ mặc áo giáp đứng yên cầm trong tay những chiếc thương màu bạc. Các ngươi cũng đi lên đi, ngao khiếu lão tổ thản nhiên phân phó, sau đó lão mang theo ngân nguyệt cùng bay lên thuyền, tiến thẳng lên căn phòng trên tầng cao nhất. Những vệ sĩ yên lặng chỉ khẽ như người, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn. Khôi lỗi, hàn lập liếc mắt một cái liền nhận ra ngay thân phận của những vệ sĩ mặc chiến giáp kia sau khi trầm ngâm một hồi hắn liền quyết định mang theo giải đạo nhân cùng chu quả nhi từ từ bay lên thuyền những con khôi lỗi màu bạc đã được ngao khiếu ra lệnh chúng thấy ba người hàn lập lên thuyền nhưng chỉ lẳng lặng đứng ở chỗ cũ không hề muốn cản lại chút nào mãi khi đi đến trước cửa giường như hàn lập sực nhớ tới điều gì hắn liền quay lại dặn dò chu quả nhi tạm thời đợi hắn ở bên ngoài rồi mang theo giải đạo nhân cùng tiến vào căn phòng Bái kiến Ngao Khiếu tiền bối." Hàn Lập vừa tiến vào phòng, lập tức nhìn lên Ngao Khiếu lão tổ đang ngồi ở một chiếc ghế màu vàng, sau đó hơi thi lễ nói. Ngao Khiếu lão tổ không lập tức mở miệng nói chuyện, mà là thầm đánh giá Hàn Lập một phen, lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Ngân Nguyệt cúi đầu đứng sau lưng của Ngao Khiếu lão tổ. Dường như nàng không có dũng khí để nhìn Hàn Lập, người là Hàn Lập mà người ta đồn rằng chỉ mất hơn ngàn năm đã từ hóa thần kỳ trở thành hợp thể kỳ sao? Vừa nãy Lao Phu được chính mắt nhìn thấy mới phát hiện ra là lời đồn đại còn hơi xem nhẹ ngươi. Hiện tại ngươi đã là hợp thể hậu kỳ rồi a à. Cuối cùng Ngao Khiếu Lão Tổ cũng chịu mở miệng, giọng nói lại có vẻ hiền hòa. Vãn bối chính xác đã tu luyện đến hậu kỳ, tiền bối đã biết vãn bối từ trước sao. Vẻ mặt của Hàn Lập rất bình tĩnh, nhưng sau khi nói xong lại nhịn không được, liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái. Cô gái tóc trắng vẫn cúi đầu không nói. Tên của hàn đạo Hữu lão phu đã biết qua lời kể của nha đầu ngân nguyệt khi nó mới trở về từ nhân giới. Nhưng sau khi đạo Hữu tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ thì lão phu mới thực sự chú ý. Dù sao mỗi một tu sĩ hợp thể đều là người có sức chiến đấu rất cao trong hải tộc, vì vậy sẽ được lão phu để tâm nhiều hơn một phần. Ngân Nguyệt, còn không lại đây chào hỏi người ta một tiếng đi. Lúc trước nếu không phải hàn đạo Hữu ra tay cứu giúp thì làm sao hai đạo hồn của người có thể hợp lại làm một rồi trở về linh giới được. Ngao khiếu lão tổ mỉm cười trả lời, bỗng nhiên lão quay lại nói với Ngân Nguyệt ở phía sau. Ngân Nguyệt xin chào Hàn Huynh, ngày đó sau khi chia tay ở nhân giới, thiếp thân chưa từng gặp lại đạo hiếu. Nhưng đại ân năm đó thiếp thân vẫn ghi nhớ trong lòng. Ngân Nguyệt ngẳng đáo lên, khuôn mặt hết sức bình thản. Nếu như so với cái sự kích động của nàng lúc mới gặp Hàn Lập thì quả thật đây đúng là hai người khác nhau. Vẻ mặt của Hàn Lập khẽ động, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc hắn ngắm nhìn ngân nguyệt một lúc mới thấy nàng hoàn toàn không có vẻ gì là dáng làm bộ lúc này mới đắn đo một lúc rồi cười ha hả năm xưa vãn bối không biết thân phận của tiên tử nên đã có chút mạo phạm mong rằng linh lung đạo hữu không vì vậy mà phiền lòng còn lần trợ giúp tiên tử khi đó cũng chỉ là việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi xin tiên tử chớ để ý làm chi ha ha hai người các người đã nhiều năm không gặp nên có chút e thẹn cũng không có gì đáng lạ nhưng dù thế nào thì việc hàn đạo hữu có ân cứu mạng với nhà đầu này vẫn là sự thật sau này khi lão phu trở về nhất định sẽ cảm tạ trong mắt của ngao khiếu tỏ ra hơi khác lạ sau đó lão cười ha hả nói nơi này đã bị thế lực của ma tộc khống chế chẳng lẽ tiền bối tới đây để dò la tin tức của chúng sao không biết trong lòng hàn lập đang nghĩ gì hắn vội chuyển đề tài cũng không hẳn như vậy thật nằm ngoài phán đoán của hàn lập ngao khiếu lão tổ hơi trầm ngâm một chút rồi ỡm ở trả lời tiền bối muốn nói là hàn lập ngẩn người mấy tháng trước từ liên quân báo tin về nói là ba gã thánh tổ của ma tộc phụ trách khu vực này được thay đổi. Ngoài ra ma tộc còn muốn khuếch trương điện tích bị ma hóa trong khu vực chúng chiếm đóng. Lão Phu được người khác nhờ vả đến đây để xác định xem tin tức này có phải là thật hay không, nhận tiện nếu có thể thì đem vài cái ma hóa mẫu trận hủy luôn đi. Vẻ mặt của Ngao khiếu tỏ ra nghiêm nghị, sự thay đổi về các thánh tổ của ma tộc cũng là điều để giải thích. Nhưng thưa tiền bối, ma hóa mẫu trận là thứ gì vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, trong khu vực của nhân tộc từng có vài nơi xuất hiện dấu hiệu của sự ma hóa, chẳng nhẽ nơi này cũng xảy ra chuyện giống như vậy sao?" Hàn Lập trừng mắt hoài nghi hỏi, khi ma tộc muốn định cư lâu dài ở linh giới, nhất định phải ma hóa một khu vực nào đó, đem linh khí ở nơi đó hoàn toàn chuyển hóa thành ma khí mới được. Mà muốn làm được chuyện này phải dùng một loại ma trận đặc biệt, dựa vào các một loại cây cối tự nhiên từ từ thực hiện việc chuyển hóa. Lúc trước ma tộc đã thử làm việc này ở địa bàn của hai tộc nhân yêu chúng ta, nhưng mới vừa tiến hành đã bị người của chúng ta phát hiện ra, rồi đem hầu hết các bộ phận quan trọng của trận pháp phá hủy sạch sẽ, cuối cùng kế hoạch này của chúng đã bị thất bại. Nhưng tình hình của một tộc nơi đây còn phiền phức hơn, chẳng những hơn một nửa lãnh thổ đều đã bị bố trí loại trận pháp này, mà mấy năm trước đây chúng còn bắt đầu xây dựng một cái mẫu trận. Nếu cái mẫu trận này được xây dựng thành công, nó có thể liên kết mấy trăm ngàn tòa trận pháp nhỏ với nhau. Con muốn phá hủy được tòa mẫu trận, chỉ e là việc vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể hủy diệt được vài tòa như vậy, đương nhiên có thể làm quá trình ma hóa bị chậm lại. Ngao khiếu lão tổ nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó tỏ vẻ cười mà như không cười đột nhiên hỏi một câu làm hàn lập giật mình. Mấy năm nay hoàn toàn không nghe được tin tức gì về hàn đạo hiếu, có phải ngươi đã cùng đám người các chân linh thế ra tiến vào ma giới? Sao tiền bối lại biết chuyện này? Đúng là trước đây ta đã cùng lũng đạo hiếu, điệp tiên tử và một vài người của linh tộc hợp tác với nhau để lẻn vào ma giới hàn lập phân vân trong chốc lát cuối cùng đành ngượng gạo cười chuyện này cũng không có gì lạ lắm cùng một lúc các ngươi đều mai danh ẩn tích hết mà việc liên quan đến tẩy linh trì và tịnh linh liên cũng không phải là thứ gì đó quá bí mật mỗi lần ma giới khai thông với linh giới đều có một vài người ở các tộc khác nhau âm thầm tổ chức lẻn vào ma giới để tìm cơ duyên này nhưng để thực sự thành công thì quả thực vô cùng ít ỏi chỉ có vài người thôi giờ đây chỉ gặp được một mình ngươi như vậy chắc những người khác đã chết cả rồi ngao khiếu lão tổ thong dong nói tiền bối thật trí tuệ hơn người vãn bối và những người kia tiến vào ma giới chính là vì cơ duyên này nhưng trong ma giới có vô vàn nguy hiểm các đạo hữu khác đều lần lượt gặp rủi ro cả dối chỉ có mỗi mình vãn bối còn may mắn trở về linh giới thôi hàn lập sợ run lên một lúc sau mới thở dài trả lời hắn thực không ngờ được rằng so với chuyến đi ma giới của hắn thì trước đây đã có rất nhiều người làm như vậy rồi nhưng trong số những người bọn họ đã có đến 89 phần còn chưa đặt chân đến được ma nguyên hải chứ đừng nói là có thể trở về. Với tu vi của các ngươi mà muốn tiến vào ma giới thật chẳng khác nào làm chuyện 10 phần sống, một phần chết. Tuy vậy nhưng những thứ các ngươi thú hoạch được lại càng không thể tưởng tượng được. Cái khác không nói, bản thể của người sau lưng ngươi chắc là Hoàng Kim Thánh Giải ở ma nguyên hải A. Nhưng tu vi của hắn sao lại thấp đến bậc này, chật chật. Một khi khối ngụy tiên bảo này toàn lực ra tay, chỉ sợ ngay cả ta cũng không đỡ nổi thật không thể tin được, người đã làm cách nào mà lừa nó đi ra ngoài thế. Ngao khiếu nhìn về giải đạo nhân cười hắc hắc, trong mắt hắn cũng không đấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Xem ra trước đây tiên bối đã gặp được giải huynh, giải đạo hữu đã có trí khôn rồi, tại hạ cũng không lừa lọc gì cả. Ta cùng giải đạo hữu thực hiện một mối giao dịch nên hắn mới tạm thời đi cùng ta một thời gian thôi. Hàn lập đằng hắn rồi trả lời, thì ra là thế, ngao khiếp lão tổ ngáp dài, lão tỏ vẻ không tin tưởng lắm con cua vàng này đã ở ma nguyên hải đã hàng trăm vạn năm rồi nếu đúng là dễ dàng như lời nói của hàn lập chỉ e là đã có không biết bao nhiêu tên có tu vi kinh người từ các giới diện khác nhau đến dụ nó đi tuy ngao khiếu vô cùng hâm mộ khối ngụy tiên khôi lỗi này nhưng hắn cũng không hề muốn cướp đoạt nó dù sao thì những kẻ có tu vi như hắn cũng không dễ dàng bị các vật ngoài thân lung lay huống hồ gì lúc vừa mới gặp hàn lập hắn đã phát hiện ra lúc này chẳng những hàn lập có tu vi hợp thể hậu kỳ mà còn mơ hồ muốn đột phá vào cảnh giới đại thừa vì vậy trong lòng hắn đang dấy lên từng trận sóng to gió lớn sự việc xưa nay hắn đang canh cánh trong lòng mãi cho đến bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một cơ hội xoay chuyển ngao khiêu suy tư đến đây hắn liền quay lại liếc nhìn ngân nguyệt chỉ thấy trên khuôn mắt thiếu nữ này vẫn nhẹ như gió bạc như mây thấy vậy trong lòng hắn hơi trầm xuống hắn lại hỏi hàn lập lão phu cũng không quan tâm những việc ngươi đã làm ở ma giới nhưng cuối cùng ta muốn hỏi ngươi một điều cho rõ ràng mong rằng ngươi sẽ trả lời thành thật cho ta Hàn Đạo Hiếu, lúc ngươi chui vào tẩy linh trì ở Ma Nguyên Hải, ngươi có ăn gốc tịnh linh liên nào không? chương 2147, Vong Tình Quyết. Hàn Lập vừa nghe Ngao Khiếu Lão Tổ hỏi như vậy, vẻ mặt khẽ đổi, hai mắt của hắn cũng híp lại nhìn thẳng vào đối phương. Tiền bối cho rằng vãn bối có thể thành công sao? Một lúc lâu sau, cuối cùng Hàn Lập cũng đã khôi phục được vẻ mặt bình thường, hắn hỏi lại. Tuy rằng tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên kia có danh tiếng vô cùng to lớn, thậm chí ở giới diện nào cũng có rất nhiều kẻ mạnh chú ý tới nó. nhưng lão phu lại chưa từng nghe nói qua có mấy người có thể đạt được điều mong muốn. theo lý thuyết thì ngươi cho dù có thể bình yên trở về từ ma giới nhưng thật sự vẫn khó có thể có được cơ duyên này. nhưng không biết tại sao, lão phu sau khi vừa thấy ngươi, bỗng nhiên lại mơ hồ thấy cơ hội của ngươi cũng không nhỏ giống như ta tưởng tượng lúc ban đầu. chắc hẳn là người đã thành công rồi a. À. ngao khiếu lão tổ do dự một chút rồi nghiêm trang nói nếu tiền bối cảm thấy vãn bối chắc hẳn là đã thành công. Vậy cứ cho là vãn bối đã tiến được vào tẩy linh chỉ đi. Hàn lập suy đi tính lại một lúc mới cười gượng gạo trả lời. Nếu là trước kia thì tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng để lộ tin tức quan trọng bậc này ở trước mặt một gã có tu vi đại thừa như ngao khiếu. Nhưng hiện tại hắn đã đem niết bàn thánh thể tu luyện đến tầng thứ hai, có thể vận dụng huyền thiên kiếm, lại còn có giải đạo nhân ở bên cạnh. Dù đối mặt với tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phải lo lắng quá nhiều cho nên cũng không có điều gì phải kiêng rè hơn nữa trong lòng hàn lập cũng muốn biết vị tu sĩ đại thừa của yêu tộc này sau khi biết được câu trả lời của hắn sẽ tỏ ra như thế nào tốt tốt lắm nếu ngươi đã vào được tẩy linh trì và ăn tịnh linh liên thì sau này có thể nắm chắc vài phần khả năng tiến bước lên đại thừa nhưng chính vì lẽ đó mà những suy tính của lão phu dành cho ngân nguyệt khi trước đều là vẽ rắn thêm chân rồi thật là không đúng nếu sớm biết như thế ta đã không nên ngăn cản nàng sớm đến gặp ngươi cũng làm cho nàng không phải tu luyện cái pháp quyết vớ vẩn kia. Ngao Khiếu lão tổ vừa nghe Hàn Lập nói, sắc mặt liền trở nên quái dị, trong miệng cũng có một tia hối hận trả lời. Vẽ rắn thêm chân, môn pháp quyết kia, Hàn Lập nghe vậy khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua khuôn mặt lạnh nhạt của Ngân Nguyệt, trong lòng đã mơ hồ đoán được một chút gì đó liền không khỏi trầm xuống. Tu luyện vong tình quyết là do chính ta lựa chọn thì sao lại có thể oán trách tổ phụ được? Hơn nữa nếu không có pháp quyết này, làm sao ta có thể nào lấp lại những vết thương trong lòng tiến lên cảnh giới hợp thể mà sau khi tu luyện pháp quyết này linh nhi mới biết được thế gian hết thảy yêu hận cũng đều không cần thiết chỉ có con đường tu luyện mới là thứ ta cần lưu tâm tới sau này chỉ cần ta gia tăng khổ tu thì bình cảnh trước mắt có thể tăng khả năng đột phá ngân nguyệt nói hết sức bình tĩnh phong tình quyết bình cảnh tiền bối rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay là công pháp mà ngân nguyệt tu luyện xảy ra vấn đề sao hàn lập rốt cục không giữ được kiên nhẫn ngươi không hỏi lão phu cũng sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi nhưng nơi đây không phải chỗ có thể ở lâu mà chuyến đi vào khu vực ma tộc đang chiếm đóng này của ta cũng có thể xem như hoàn thành rồi ngươi cùng giải đạo hữu trước tiên đi sẽ theo lão phu trở về đại doanh của liên quân đi ở trên đường lão phu sẽ giải thích thêm cho hai người ngao khiếu lão tổ chậm rãi nói nếu như tiền bối có lời như vậy tất nhiên vãn bối sẽ tuân theo hàn lập kiềm chế lại nghi vấn trong lòng cân nhắc kỹ càng rồi cuối cùng cũng đáp ứng. Ánh mắt của Ngân Nguyệt chấp động vài cái, nhưng vẫn không nói lời nào. Tốt lắm, người đâu, mau mang trà lên đây, hơn nữa lập tức truyền lệnh quay về Mộc Nguyên Thành cho ta. Nhị vị đạo hiếu, ngồi xuống tiếp tục nói chuyện đi. Ngao khiếu lão tổ quay ra ngoài nói với đám môn hạ. Vâng, chủ nhân, ở ngoài lập tức truyền đến vài thanh âm cứng nhắc. Chiếc thuyền như tàu lâu đài màu bạc khẽ run lên rồi phát ra một tiếng vù vù phá không bay đi. Hàn lập cùng giải đạo nhân thấy vậy, cũng theo lời mà mỗi người ngồi xuống một chỗ. Gần như trong cùng một lúc, ngoài cửa có mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, vài thị nữ mặc váy màu bạc tay cầm khay trà đi đến. Kính cần đem dâng lên mỗi người một ly trà xanh biếc. Hàn Lập đang nghĩ đến việc của Ngân Nguyệt, tự nhiên không có tâm tư nhấm nháp thứ linh trà không tầm thường này. Nhưng vì giữ phép lịch sự nên khẽ nhấp môi lấy lệ rồi đem chén trà đặt ra tới một góc bàn. Sau đó yên lặng mà chờ ngao khiếu lão tổ nói. Nhưng thật không ngờ rằng, giải đạo nhân cầm ngang chén trà bình tĩnh đánh giá sau đó lại một hơi uống hết vào trong bụng còn lắc lư cái đầu đờ đẫn nói quả là vậy trong nước trà này có linh lực đặc thù tựa hồ đối với ta có một chút lợi ích ngao đạo hữu còn có thứ này không ha ha giải huynh thật sự là người ngay thẳng yên tâm bích long trà này tuy rằng rất hiếm có nhưng lão phu còn thêm một ít giải huynh đã nói thích thì lão phu sẽ đem tặng ngao khiếu lão tổ hai mắt sáng ngời không lưỡng lự trả lời xem ra lão cũng muốn tạo quan hệ tốt với hoàng kim cự giải ta cảm ơn dù sao giải đạo nhân cũng là khách hắn cũng không nói thêm điều gì biết rõ đối phương có thân phận là ngụy tiên khôi lỗi ngao khiếu lão tổ cũng không mấy để ý rồi quay qua nhìn ngân nguyệt trong mắt hiện lên một tia yêu thương nói linh nhi người mới tu luyện vong tình quyết không lâu tâm tình còn chưa vững chắc nên về trước an dưỡng đi đừng để xảy ra cái gì ngoài ý muốn bây giờ chỉ cần hai vị đạo hữu này ở lại với lão phu thôi nếu là mệnh lệnh của tổ phụ, Linh Nhi tất nhiên sẽ tuân mệnh. Ngân Nguyệt suy nghĩ xong, liền lập tức lui xuống, nàng hướng hàn lập cùng giải đạo nhân thi lễ xong liền thong rong rời khỏi căn phòng. Vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt, dường như nàng coi hàn lập ở trước mắt chỉ như một gã bằng hữu tầm thường vậy. Hàn lập nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xoay bước đi, môi khẽ nhúc nhích vài, nhưng vẫn là im lặng không có gì lời để nói ra. Biểu tình của hai người đều bị ngao khiếu lão tổ nhìn thấy hết, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khổ chờ sau khi Ngân Nguyệt thật sự biến mất căn phòng lão mới nói. Hàn Đạo Hữu người đã biết đến xuất thân trước kia của Linh Lung. Nói vậy chắc người đã thông qua những người khác mà tìm hiểu một ít. Chính xác là ta có nghe qua một ít, tuy nhiên sau khi nàng trở về Linh Giới thì hình như liền bị tiền bối giữ lại bên cạnh. Hàn Lập hỏi lại, chính xác là như thế, ngày đó, lúc nó mới trở về từ nhân giới. Nó vẫn chưa trở về trong tộc mà là trực tiếp tìm được chỗ lão phu bế quan Quỳ ở ngoài cửa tận 7 ngày đêm lão phu còn nhớ rõ ràng lúc đó mãi đến khi ta không nhịn được bèn mở cấm chế ra đưa nó vào lúc này mới thấy vóc dáng của nó thật xác sơ tiêu tùy ngao khiếu lão tổ thở dài rồi thì thào nói rất nhỏ như tự nhủ với bản thân mình vậy hàn lập im lặng nghe hết thảy trong mắt dần trở nên nhạt nhòa một chút thời gian đi qua ngao khiếu lão tổ mới chậm rãi nói tiếp ngao khiếu chậm rãi kể ra những việc thoạt nghe như rất bình thường của ngân nguyệt hàn lập chăm chú lắng nghe hắn cũng nhận ra những ẩn ý sâu lắng Từng trận bùi ngùi xúc động liên tiếp trào dâng trong lòng, nhưng trên vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên không biểu lộ ra điều gì. Mãi đến khi ta nhận ra sự bất ổn trong đó thì mọi việc đã lỡ rồi. Linh Nhi đã tu luyện vong tình quyết được một ít thành quả, tuy chưa thể đoạn tuyệt được hết tất cả những tình cảm nhưng ta cũng không dám để nó rời xa ta. Chính vì vậy dù chuyến xâm nhập vào lãnh thổ của một tộc này đầy nguy hiểm nhưng ta vẫn phải mang nha đầu này bên cạnh mới an tâm được. Mà cũng thật chẳng ngờ, ngay đúng dịp này lão phu lại gặp được hàn đạo hữu đang trên đường trở về từ ma giới đúng là ông trời có mắt trong cõi hư vô luôn tìm được một tia sáng phải mất gần một canh giờ sau ngao khiếu mới đem mọi chuyện kể hết ra sau đó lão ngồi im lặng suy tư vẻ mặt của hàn lập trầm lại hắn cũng ngồi suy tư một lúc rồi hỏi như vậy có nghĩa là linh lung lãnh đạm với ta như vậy bởi vì vong tình quyết kia nàng nhờ vào nó để tu luyện đến hợp thể sơ kỳ mà mãi đến tận lúc đó tiền bối mới nhận ra thể chất của linh lung hoàn toàn không thích hợp đối với việc tu luyện pháp quyết này. Một khi đem vong tình quyết tu luyện đến mức cao nhất thì nó sẽ phản phệ, tất cả tu vi cũng theo đó mà tan biến hết. Nhưng nếu đình chỉ tu luyện giữa chừng thì tu vi chẳng những không tiến lên được mà cũng dần dần thụt lùi xuống. Cho dù Ngân Nguyệt có dừng việc tu luyện vong tình quyết lại nhưng vẫn gặp rất nhiều hiểm họa, ngoài ra từ nay trở đi pháp lực của nàng vẫn chỉ trệ tại một điểm. Không chỉ như vậy, bởi vì thể chất nó tương khắc với pháp quyết này nên hiệu quả của mấy tầng đầu đối với linh lung khác xa những gì ta dự liệu. Hiện giờ mỗi ngày linh lung chỉ có thể duy trì được bản tính thật của mình trong một phần ba thời gian, những lúc khác nó phải chịu ảnh hưởng của vong tình quyết mà biến thành dáng vẻ lạnh lùng như ngươi vừa gặp vậy. Mà càng về lâu về dài, do tác dụng của pháp quyết này, thời gian mà nó có thể tỉnh táo càng lúc càng ít đi, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Ngao khiếu im lặng một lúc rồi giảng giải mọi chuyện cho Hàn Lập. Cái gì, nếu đúng như lời của tiền bối thì mỗi ngày Ngân Nguyệt có thể tỉnh táo được một lúc. Vậy khi ta và Nguyên Sát đang rằng co, cũng là lúc nàng mới xuất hiện, biểu tình của nàng khi đó thật khác lạ, chắc đây là lúc nàng tỉnh táo. Hàn Lập trở nên vui vẻ. Hàn Đạo Hữu nghĩ một người có tâm tình biến đổi liên tục như vậy là chuyện tốt sao? Đối với những người có tâm trí không kiên định, chỉ sợ vừa ngồi xuống tu luyện không được bao lâu đã khiến tâm hồn phân liệt mà phát điên. Hiện giờ cứ mấy ngày ta lại phải thi triển chấn thần thuật mới có thể làm giảm bớt tổn thương về thần thức của nó. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta không thể để nó rời xa ta. Ngao khiếu lão tổ ngao ngán lắc đầu, pháp quyết của vong tình quyết mà tiền bối đã cho linh lung thật sự không có cách nào giải trừ sao. Hơn nữa, dù sao người cũng là tu sĩ đại thừa, với thần thông to lớn như vậy chắc việc này không thể làm khó được người mới phải. Vẻ mặt của Hàn Lập bỗng cao có, hắn vội vàng hỏi. Linh Lung đúng là cháu ruột của ta, nếu có biện pháp thì ta đã thực sự làm rồi. Nhưng nói đi còn phải nói lại, nếu thiên phú thất tinh nguyệt thể của nó không trỗi dậy thì cho dù có tu luyện hoàn toàn vong tình quyết nhưng ta vẫn có cách giải trừ. Mà giờ đây, hai thứ này tương khắc lẫn nhau, chúng đã quấn lấy nhau làm một rồi. Nếu ta có thần thông ngang với trời thì cũng đành bó tay thôi. Mi mắt của Ngao khiếu nhíu lại, lão do dự một lúc rồi nói ra bí mật mà trước giờ lão vẫn che giấu mới hầu hết mọi người chương 2148, chuyện trò, Hàn Lập nghe xong liền trầm ngâm không nói gì, thất tinh nguyệt thể, bỗng nhiên giải đạo nhân ngạc nhiên thốt lên, chẳng nhẽ giải đạo hữu đã nghe về loại thể chất này. Ngao khiếu lão tổ ngẩn ngơ hỏi, ta từng nghe tiên chủ nhắc đến nó một lần, loại thể chất này rất đặc biệt, cho dù ở chân tiên giới cũng rất hiếm gặp. Giải đạo nhân khôi phục lại vẻ đờ đấn trên khuôn mặt rồi trả lời. Có thể luyện chế được ngụy tiên bảo, chắc hẳn chủ nhân của giải đạo hữu cũng là người không tầm thường ở tiên giới nên lời nói đó tuyệt đối không sai. Mà ở linh giới, tuy số người biết về thất tinh nguyệt thể không nhiều nhưng đối với một số kẻ cường đại thì đây cũng không tính là bí mật. Nhưng chính vì vậy mà Lão Phu rất quan tâm đến Linh Lung, dù sau khi có được thân thể đặc biệt này, dù không được vào tẩy linh trì hay tịnh linh liên cũng vẫn có một chút hy vọng tu luyện đến đại thừa kỳ. Ngao khiếu Lão Tổ thở dài ảo não đúng là người mang thất tinh nguyệt thể có nhiều khả năng tiến vào đại thừa hơn so với người bình thường giải đạo nhân nói thêm một câu rồi im lặng trở lại lúc này vẻ trầm ngâm của hàn lập cũng mất đi hắn nhìn về ngao khiếu hỏi theo như lời của tiền bối thì ngay cả người cũng không thể giúp được linh lung nhưng xem lại thì ý của tiền bối không phải vậy tại hạ có thể làm được gì cho nàng hay không hay lắm ta biết hàn đạo hữu không phải loại người bạc tình bạc nghĩa lão phu biết phong tình quyết thực sự không thích hợp cho nha đầu linh nhi ta phải đắn đó suy tính rất lâu sau đó mới đưa ra một phương pháp. Hy vọng rằng phương pháp này sẽ làm những ảnh hưởng của vong tình quyết giảm xuống mức thấp nhất, nếu may mắn còn có thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng chỉ có điều việc này sẽ khiến hàn đạo hữu bận tâm nhiều. Ngao khiếu lão tổ nghe vậy liền rất phấn khởi, lão vội vàng nói. Xin tiền bối cứ việc nói thẳng ra, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không từ chối. Những ký ức về khoảng thời gian sống cùng Ngân Nguyệt ở nhân giới năm xưa ảo về trong lòng Hàn Lập, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói. Giải huynh, tiếp theo ta có đôi lời muốn bàn bạc với hàn đạo hiếu, mong rằng ngươi lánh đi một khoảng thời gian được không? Ngao khiếu vẫn chưa nói thẳng với hàn lập mà quay qua gượng gạo nói với giải đạo nhân. Giải đạo nhân nghe vậy khuôn mặt vốn đang đờ đẫn bỗng khẽ động, hắn thản nhiên nhìn về phía hàn lập. Tuy rằng khế ước giữa hai người trước đây không hề có khoản hắn phải hoàn toàn nghe lời của hàn lập nhưng cứ vài ngày hàn lập lại cho hắn một giọt lục dịch rất đậm đặc nên gần đây khối ngụy tiên khôi lỗi này dần dần theo một cách vô thức đã coi hàn lập là chủ của hắn giải huynh người cứ tạm thời lánh mặt một chút cũng tốt hàn lập hơi đắn đo rồi quay về phía giải đạo nhân nói dựa vào giọng điệu của ngao khiếu thì có thể thấy lão không muốn đem những điều bí mật quan trọng của ngân nguyệt cho nhiều người biết kể cả việc người đó có là một con rối đi nữa giải đạo nhân khẽ gật đầu hắn không nói gì chỉ khẽ đứng lên rồi lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng khi bóng dáng hắn vừa khuất đi khung cửa bỗng nhiên léo lên hào quang màu trắng rồi tự động đóng kín lại giải đạo nhận chậm rãi bước đi hắn đảo mắt nhím chăm chú một con khôi lỗi gần đó rồi tiến về cùng đứng chờ đợi với chu quả nhi nghe tiếng bước chân khiến chu quả nhi ngoái đầu lại khi nàng thấy bóng người đi đến là giải đạo nhân thì không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt mấy canh giờ sau cửa phòng cuối cùng cũng mở ra một thân người hiện lên hàn lập đang chậm rãi bước ra hai chân mày hắn nhíu lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Đi thôi, ngao khiếu tiền bối đã sắp sẵn cho chúng ta một gian phòng yên tĩnh, chúng ta cứ tạm thời ở đó rồi trực tiếp về doanh trại của liên quân đã. Hàn Lập nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nhìn qua hai người chu quả nhi và giải đạo nhan rồi nói. Tiếp đó hắn quay người lại rồi bước thẳng xuống cầu thang tầng dưới. Giải đạo nhân cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Nhưng chu quả nhi lại chớp chớp đôi mắt to tròn đen lấy, trong lòng nàng rất muốn biết hàn lập đã cùng ngao khiếu lão tổ bàn bạc những gì nhưng tất nhiên nàng không dám đi hỏi trực tiếp mà chỉ có thể âm thầm phỏng đoán nàng nhanh chóng bước theo hai người xuống dưới hơn nửa ngày sau tại một gian phòng chống bí ẩn trên tầng thứ hai của con thuyền lúc này hàn lập đang ngồi không nhúc nhích trên một tấm bồ đoàn hai tay bấm những pháp quyết kỳ quái trên người cũng liên tục chấp động từng đạo hao quang màu vàng hiển nhiên là hắn đang vận hành pháp lực đột nhiên hai mắt hắn mở ra hào quang trên người cũng tản đi, hai tay chậm rãi thu pháp quyết lại rồi nói. Linh lung đạo hiếu, nếu nàng đã tới cửa rồi còn phải đợi ta mời mới vào sao? Đã hơn ngàn năm không gặp, nhìn Hàn Huynh thật khác khi xưa. Nhưng muội mong rằng Huynh vẫn coi ta là ngân nguyệt của năm đó. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thở dài, tiếp đó một giọng nói thánh thoát vang lên. Nếu đúng là ngân nguyệt ngập tràn các sắc thái tình cảm của năm xưa, kẻ làm sư Huynh nay tất nhiên sẽ nghe theo lời nàng. Vẻ mặt của Hàn Lập khẽ đổi, hắn nhẹ nhàng đáp lời rồi phất tay về khung cửa phía xa. Hào quang chợt lóe trên khung cửa, những cấm chế được bày bố trong phòng cũng được giải trừ, cánh cửa chậm chậm tự động mở ra. Ở bậc thang bên ngoài ngưỡng cửa có một bóng người đang đứng đó, đúng là Ngân Nguyệt. Có điều lúc này nhìn nàng so với khi trong căn phòng của Ngao Khiếu lại khác hoàn toàn, mắt nàng như làn thu ba, ngón tay như búp ngọc hồng hào, lọn tóc màu bạc dài đến tận ngang eo, thân hình xinh đẹp yêu kiều khiến cho Hàn Lập nhìn nàng mà trở nên ngẩn ngơ khi ngân nguyệt đi vào vẻ mặt nàng hơi động gót ngọc nhanh chóng bước lại gần phía hàn lập nàng cẩn thận nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khúc khích lúc trước bởi vì công pháp của tiểu muội có vấn đề nên cử chỉ cùng lời lẽ có chút thất lễ mong rằng hàn huynh chớ để trong lòng nói xong tay ngọc của nàng khẽ phất đem chiếc bồ đoàn ở gần đó lại ngồi đối điện với hàn lập hàn lập cũng chăm chú ngắm nhìn thân hình người đẹp phía trước hắn mỉm cười ôn tồn nói không sao đã biết đó là do công pháp của nàng thì sao ta lại để ý chứ? Nhưng nàng mới vừa thoát khỏi tác động của công pháp mà đã vội tới đây rồi, sao không ở lại tính tâm điều dưỡng cho thật tốt đã? Không sao đâu, một khi qua thời gian phát tác thì tác động của vong tình quyết đối với tiểu muội thật ra rất nhỏ bé. Hơn nữa nếu như vì chậm chạp mà chưa kịp trò chuyện cùng Hàn Huynh đã trở về dáng vẻ ngốc nghếch thì thật mất hứng lắm. Ngân Nguyệt cười gượng gạo, mấy năm rồi không gặp mà tính tình của nàng chả thay đổi chút nào, có chuyện gì trong lòng nàng cứ nói thẳng ra đi. Trong lòng Hàn Lập nao nao, nhưng vẻ ngoài lại cười trừ nói. Hứ, Hàn Huynh dám nói vậy sao? Tính tình của ta ư, không phải năm đó Huynh khinh rẻ ta, bắt ta làm nô dịch các kiểu. Cũng may nhờ có vị chủ nhân trước đây còn thỉnh thoảng lo lắng cho ta, nếu không con linh thú nhỏ bé như ta đã bị bỏ rơi rồi. Ngân Nguyệt liếc mắt nguyết dài Hàn Lập rồi che miệng khúc khích cười. Khổ, những việc năm đó, nàng nhắc lại làm gì? Lúc đó ta cũng không biết nàng thực sự là ai, cứ tưởng nàng chỉ là một con yêu hồ mà thôi. Hàn lập ho nhẹ, trên mặt cũng hiện lên vẻ xấu hổ. Có thật là thế không? Mấy năm đầu có thể Hàn Huynh còn thực sự tin tưởng như vậy, nhưng về sau chắc chắn có nghi ngờ đối với tiểu muội chứ. Mà lúc đó, Huynh cũng sai bảo ta phải làm này làm nọ luôn chân luôn tay a. À. Ngân Nguyệt khẽ nhếch miệng như cười mà không cười. Khi đó tu vi của ta còn thấp, hơn nữa ta còn liên tiếp gặp nạn, may mà có nàng nhiều lần tương trợ mới có thể vượt qua. Nếu không thì cho dù phi thăng lên linh giới này cũng không thể chứ nói gì đi được đến ngày hôm nay. Vẻ mặt của Hàn Lập bỗng nhiên trở nên thành khẩn, lần này tiểu muội tới không phải để đòi nợ Hàn huynh đâu. Nói thật, lúc muội nhận được tin tức mà huynh vụng trộm truyền đến còn kinh hãi mất mấy ngày. Thật sự muội không thể ngờ được huynh lại có thể tiến vào linh giới thành công. Dù sao linh khí ở nhân giới cũng quá loáng, cho dù muốn tu luyện đến hóa thần kỳ cũng đã là rất khó chứ chưa nói gì muốn phi thăng lên linh giới hay không. Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày trả lời, huynh chỉ gặp may mắn thôi, nhưng nhắc lại chuyện này, ta thật muốn cảm ơn Ngân Nguyệt thật nhiều. Nếu năm đó nàng không bí mật đưa tin tức cho ta thì ta không thể tìm được vị trí của tiết điểm rồi tiến vào linh giới thuận lợi như vậy được. Hàn Lập vừa ngắm nhìn dung mạo của Ngân Nguyệt vừa chậm rãi nói. Lúc đó hai hồn của tiểu muội vừa mới hợp nhất nên trong lòng chỉ muốn quay về linh giới thôi. Việc năm đó cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, so với việc Hàn Huynh cứu mạng ta thì nó không đáng là gì. Ngân Nguyệt tỏ vẻ ngẩn ngơ, nàng bâng quơ nói. Nàng chớ nên khiêm tốn như vậy. Hàn Lập khẽ lắc đầu. Đúng rồi, lúc Hàn Huynh thoát khỏi côn ngô sơn có bị đám người kia đuổi giết tiếp không? Huynh làm cách nào mà tiến dai lên hóa thần kỳ thành công vậy? Có thể kể cho muội nghe một chút được không? Ngân Nguyệt nhớ lại chuyện của ở nhân giới năm đó, nàng hào hứng chuyển đề tài. Ha ha, chuyện dài lắm, lúc đó ta được tinh bàn của nàng giúp thoát ra khỏi phong ấn sau đó lại lưu lạc đến một nơi gọi là bắc minh đảo hàn lập mỉm cười hắn bắt đầu kể về mọi việc đã xảy ra ở nhân giới năm xưa hơn nửa canh giờ sau chẳng những hàn lập kể hết lại mọi việc sau sự kiện côn ngô sơn mà còn cả việc mình tiến vào linh giới như thế nào tất cả đều được hắn kể ra sạch sẽ so với những tu sĩ bình thường thì những gì hàn lập đã trải qua thật kinh động hồn phách mang vài nét sắc thái thần kỳ Ngân Nguyệt ngồi một bên say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng nàng lại chật chật than lên sợ hãi. Chờ cho Hàn Lập nói xong, lúc này Ngân Nguyệt mới thuận miệng kể lại những việc xảy ra trước khi mình bị nhốt ở nhân giới, cả chuyện sau này khi trở về linh giới bên cạnh lão tổ ngao khiếu. Làm cho Hàn Lập giật mình chính là việc Ngân Nguyệt không chút kiêng rè mắng mỏ lão năm xưa đem nàng gả cho thiên khuê lang vương và cho nàng tu luyện vong tình quyết để giải trừ ma tâm, hơn nữa nàng mắng mà không hề kiêng rè che giấu chút nào. Khuôn mặt của Hàn Lập có gắng duy trì vẻ mỉm cười trước mặt nàng, nhưng trong lòng đang quay cuồng hoảng hốt liên tục. Chương 2149, Thành Mộc Nguyên. Hàn huynh, muội nghe tổ phụ nói là huynh có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng của vong tính quyết, nhưng muốn vậy thì muội phải đi theo bên cạnh huynh hoài đúng không? Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Ngân Nguyệt tắt đi, nàng nghiêm chỉnh hỏi. Ngao Khiếu Tiền Bối đã nói chuyện này cho muội nghe sao? Ừm, đúng là như vậy thật, tiền bối đưa cho ta một bộ bí thuật vận dụng thần niệm để giúp nàng bất phải chịu những ảnh hưởng của vong tình quyết như vậy nàng lại có thể tiếp tục tu luyện nhưng ngặt nỗi chỉ có ta mới thích hợp để tu luyện loại bí thuật này cho nên sau ngày nàng cứ theo bên cạnh ta một thời gian đi hàn lập cũng không tỏ ra ngạc nhiên hắn mỉm cười ôn tồn giải thích tổ phụ của ta có loại bí thuật này ư trước giờ muội chưa bao giờ nghe ông nói về nó mà tại sao chỉ có mỗi hàn huynh mới có thể tu luyện được nó vậy ngân nguyệt nhíu mày hỏi chuyện này thực ra nàng cũng có thể đoán được mà trước khi cho nàng tu luyện vong tình quyết ngao khiếu tiền bối đã dành hơn trăm năm nghiên cứu ra bộ pháp quyết này để phòng ngừa những việc chẳng may theo lời của tiến bối hiệu quả của việc giải trừ bất ảnh hưởng của vô tình quyết còn phụ thuộc vào người hóa giải mà tâm trong lòng nàng do ta gây nên vì vậy để ta tu luyện pháp quyết này giúp nàng sẽ càng thêm hiệu quả chờ sau khi ta tu luyện nó xong chỉ cần lúc nào nàng cũng bên cạnh ta thì bí thuật này sẽ tác động nên tâm thần của nàng một cách vô thức Hàn Lập trầm ngâm rồi thở dài nói một hơi, thật sự mọi chuyện đơn giản như thế sao? Nếu tiếp tục tu luyện vong tình quyết, những ảnh hưởng của nó sẽ càng mãnh liệt. Bí thuật sử dụng thần niệm này chỉ được sáng lập ra trong lúc nhất thời cũng có thể trấn áp được nó sao? Ngân Nguyệt cảm thấy không tin được, thực ra ta còn chưa tu luyện bí thuật này nên chưa thể khẳng định với nàng được. Nhưng nếu đã đó ngao khiếu tiền bối khổ tâm sáng tạo ra cho nàng thì sao có thể là giả được? Hơn nữa, nếu những ảnh hưởng của vong tinh quyết tăng lên thì sự áp chế của bí thuật này cũng tăng lên theo. Hàn Lập suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời, được rồi, cho dù nó không có tác dụng đi nữa thì tiểu muội sẽ phải ở bên cạnh huynh bao lâu đây? Chẳng lẽ ngày nào còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của vong tinh quyết thì ngày đó muội cứ phải lẽo đẽo theo huynh sao? Vẻ mặt của Ngân Nguyệt hiện lên một tia kỳ quái, việc này cũng không hẳn, theo như Ngao Khiếu Tiền Bối nói, chỉ cần nàng tiến lên được đại thừa kỳ là sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của vong tinh quyết hàn lập không lưỡng lự nói trở thành tu sĩ đại thừa chuyện này thật xa xôi quá xem ra sau này ta được ở bên cạnh huynh rất lâu đây a à. khuôn mặt của ngân nguyệt trở nên kỳ bí môi nàng khẽ nhếch cười nàng có thất tinh nguyệt thể cơ hội để tiến vào đại thừa kỳ cao hơn người bình thường rất nhiều cũng không cần phải giận dỗi như vậy huống hồ trong khoảng thời gian này biết đâu ta và ngao khiếu tiền bối kiếm được phương pháp khác thì sao lúc đó cũng không cần nàng phải tu luyện đến đại thừa kỳ mà những ảnh hưởng của vong tình quyết vẫn có thể hóa giải được hàn lập mỉm cười ồn tồn an ủi điều này cũng đúng dù sao thì mấy trăm năm nữa ta cũng được ở cạnh hàn huynh ngân nguyệt cười khúc khích tiếp đó hai người lại bắt đầu hàn huyên trò chuyện thậm chí còn trao đổi một vài điều tâm đắc trong tu luyện thời gian nhanh chóng trôi qua thôi giờ này đã không còn sớm nữa vong tình quyết cũng đang chuẩn bị phát tác nên tiểu muội phải về sớm để điều dưỡng đã nếu trong lúc muội đang phải chịu ảnh hưởng của pháp quyết mà có điều gì thất lễ, xin huynh thứ lỗi cho. Ngẫn Nguyệt liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy nói lời cáo từ. Tất nhiên rồi, làm sao ta lại để bụng mấy chuyện đó cơ chứ? Hàn Lập cũng mỉm cười đứng lên, Ngân Nguyệt chỉnh đốn trang phục thi lễ xong, nàng lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Hào quang màu trắng lóe lên, cánh cửa lại từ từ khép kín. Hàn Lập khoanh trần ngồi xuống bổ đoàn, vẻ tươi cười trên khuôn mặt mất đi, hắn dần dần trở nên trầm ngâm trong lúc đó ngân nguyệt đã rời xa khỏi căn phòng sau khi vòng phải quẹo trái mấy lần đen một góc khá yên tĩnh gót ngọc của nàng dừng lại rồi nhẹ nhàng nói lão ảnh người ra đây đi ta có vài lời muốn hỏi lời còn chưa đứt thì không gian gần đó giao động một bóng người gần như trong suốt hiện ra rồi dần dần ngưng tụ liền đó một thiếu nữ mặc áo đen vóc người thon thả bước ra nàng đeo một chiếc mặt nạ sói bằng đồng hai tay được bọc kín bởi một đôi bao tay màu đen toàn thân không hề lộ ra chút da thịt nào hai chân nàng cách mặt đất khoảng một thước, cứ vậy mà lơ lửng trong không trung. Tiểu thư có gì sai bảo ta không? Thiếu nữ đeo mặt nạ dùng một âm thanh lạnh lẽo hỏi. Lão ảnh, ta biết rằng lúc Hàn Huynh cùng bí mật bàn bạc với tổ phụ thì ngươi vẫn ở trong đại sảnh. Lúc đó ngoài việc tổ phụ truyền bí thuật thần niệm cho Hàn Huynh còn nói gì khác không? Ngươi đừng giấu giếm ta điều gì? Ngân Nguyệt nhìn thẳng vào thiếu nữ đeo mặt nạ, nghiêm túc hỏi. Thiếu nữ nghe vậy hai mắt hơi chớp động, nàng cười gượng gạo nói vì ngao khiếu đại nhân đã đem giao kèo của ta chuyển cho tiểu thư nên hiện giờ ta chính là ảnh vệ của ngươi, tất nhiên sẽ không giấu giếm điều gì. Ban đầu ngao khiếu đại nhân không nói về bí thuật vận động thần niệm mà muốn gả tiểu thư cho hàn đạo hiếu. Đại nhân cam đoan rằng, chỉ cần hàn đạo hiếu đồng ý mối hôn sự này, chẳng những sẽ được đại nhận truyền cho kinh nghiệm tiến vào đại thừa mà còn nguyện đem hơn phân nửa số bảo vật tích cóp cả đời để lại làm của hồi môn. Tuy nhiên hàn đạo hiếu vẫn từ chối, hắn chỉ đáp ứng dùng bí thuật thần niệm để giúp cho tiểu thư thôi. Tổ phụ nghĩ rằng chỉ cần ta cưới Hàn Huynh là thỏa được ước nguyện, nên những sơ hở trong lòng sẽ bù lại được không ít. Nhưng ông nghĩ vậy là sai rồi. Với tính tình của Hàn Huynh, hắn sẽ không thể đáp ứng chuyện này. Nếu hắn đồng ý mới làm ta thất vọng, nhưng tổ phụ bị người ta từ chối như vậy chắc chắn vẻ mặt rất khó coi a. À. Ngan Nguyệt thì thào nói, sau khi ngao khiếu đại nhân bị từ chối, tuy trong lòng có chút không vui nhưng đại nhân chẳng nói gì thêm. Dù sao Hàn Đạo Hiếu cũng không phải loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường điều này cũng phải thôi lúc này đừng tưởng hàn huynh phải xưng hô tiền bối với tổ phụ mà khinh thường sau này hắn có rất nhiều khả năng tiến vào đại thừa kỳ là hy vọng rất lớn của hai tộc nhân và yêu vì vậy dù có hậm hực gì nhưng tổ phục sẽ không thể gây bất lợi cho hàn huynh được thôi vậy cũng tốt rồi lão ảnh người nghỉ ngơi đi ngân nguyệt lo lắng một lúc rồi quay sang ảnh vệ phân phó vâng lão ảnh xin cáo lui thiếu nữ đeo mặt nạ hơi khom người thân hình cũng dần mờ nhạt đi rồi biến mất giữa không trung còn ngân nguyệt cũng trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng từ từ rời đi phong tình quyết sắp phát tác nên nàng cũng không dám chỉ hoãn thêm chồng trên danh nghĩa của ngân nguyệt là thiên khuê lang vương của yêu tộc hơn chục năm trước trong một trận đại chiến giữa yêu tộc và ma tộc đã bất ngờ bị vài tên ma tôn đồng loạt đánh lén rồi ngã xuống kể từ đó tia cố kỵ còn sót lại trong lòng ngao khiếu cũng tan đi nên vừa rồi mới gặp hàn lập lão đã muốn trực tiếp bàn đến chuyện hôn nhân của ngân nguyệt tất nhiên là hàn lập lựa lời từ chối ở trong lòng hắn đối với Ngân Nguyệt có đến bốn phần tình cảm theo kiểu bạn bè, bốn phần giống như huynh muội còn chuyện yêu đương nam nữ chỉ chiếm có hai phần mà thôi. Chính vì thế mà hắn không ngại ngùng từ chối lời đề nghị của Ngao Khiếu. Nhưng thâm tâm hắn cũng đã quyết định, nếu bí thuật sử dụng thần niệm của Ngao Khiếu không thể nào chữa trị hoàn toàn cho Ngân Nguyệt thì hắn sẽ tìm cách khác để giải quyết vấn đề này. Khi đã có quyết định trong lòng nên cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, hai mắt dần khép lại, hắn bắt đầu ngồi tu luyện. Cứ như vậy mấy ngày sau đó Hàn Lập một mạch ở trong gian phòng bí mật tu luyện bí quyết mà Ngao Khiếu Lão Tổ truyền cho. Theo lời của Ngao Khiếu Lão Tổ, chỉ cần đem pháp quyết này tu luyện đến thành tựu nhất định, khi đó cơ thể sẽ tự phát ra một loại năng lực có khả năng khắc chế các dao động thần niệm của vô tình quyết. Đương nhiên là pháp quyết này chẳng phải chỉ có vậy, nó đổi với người tu luyện cũng có không ít điểm tốt, so với các loại pháp quyết chuyên môn tăng cường thần niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa sau khi tu luyện pháp quyết này Hàn Lập phát hiện ra một điều rất đáng vui mừng, theo như Ngao Khiếu Lão Tổ nói việc luyện tập pháp quyết này rất gian nan, nhưng đối với hắn lại thoải mái vô cùng, cứ một mạch như suối đổ thành sông cực kỳ thuận lợi. Sau khi nghiền ngấm kỹ, cuối cùng hắn cũng hiểu được việc này có liên quan đến luyện thần thuật của hắn. Dù sao hắn cũng tu luyện thành công luyện thần thuật phức tạp của tiên giới, các loại bí thuật tu luyện thần niệm bình thường này thực sự không đáng để trong lòng. Ngắn ngủi trong hai tháng trời hắn đã đem mấy tầng đầu của bí thuật sử dụng thần niệm nay tu luyện sạch sẽ. Trong đoạn thời gian này, mỗi khi Ngân Nguyệt thoát khỏi tác dụng của vong tinh quyết lại tìm đến hắn để chuyện trò, cả hai đều nói trời nói biển Hàn Nguyên vô cùng cao hứng. Cứ như vậy suốt nửa tháng sau, chiếc thuyền đã bình yên vô sự tiến vào khu vực liên quân khống chế ở lãnh thổ của mộc tộc. Chiếc thuyền như một tòa lâu các của Ngao Khiếu không hề dừng lại, hắn cho thuyền lao thẳng về tổng bộ của liên quân, đóng ở thành Mộc Nguyên. Trên đường thỉnh thoảng gặp vài đội tuần tra, nhưng tất nhiên là bọn chúng nhận ra chiếc thuyền đặc biệt này là bảo vật phi hành của ai vì vậy chỉ đứng từ xa hành lễ cung kính, một chút ý muốn chạy tới ngăn cản cũng không có. Mười ngày tiếp theo trôi qua, phía trước chiến thuyền lớn hiện ra hơn 10 gốc cây khổng lồ cao đến tận chân mây. Mỗi gốc cây đều cao đến 5 sáu nghìn trượng, lớn khoảng 3 bốn mươi trượng, toàn thân xanh biếc, xung quanh, còn như ẩn như hiện một tầng hào quang lóng lánh chấp động liên tục. Dựa vào những gốc cây lớn này làm cột trụ, bên trên là một tòa thành chia làm 10 tầng được làm từ các loại cây cối, rõ ràng cả toàn thành được gác lên những gốc cây khổng lồ này, ngay đến cả một vệt bùn đất nhỏ cũng không cách nào tìm ra được. Mà trên bức tường thành cao lớn được làm từ các loại gỗ khác nhau có thể mơ hồ thấy được các đội vệ binh đang tuần tra qua lại. Đây đúng là đại doanh liên quân, Mộc Nguyên Thành, ngoài ra nơi đây cũng là trọng điểm thứ hai của một tộc năm xưa. chương 2150, Mạc Giản Ly, chiếc thuyền màu bạc vẫn còn cách xa tòa thành hơn trăm dặm đã bị các vệ sĩ trên tường phát hiện. Trên tường thành liền nổi lên một trận giao động, tiếp đó có một đám vệ sĩ yêu tộc bay tới đón đầu chiếc thuyền xin cung kính nghênh đón lão tổ trở về những vệ sĩ này mặc các loại chiến giáp màu sắc khác nhau tu vi bọn họ cũng chỉ đạt tới kim đan hoặc nguyên anh kỳ khi còn cách mũi thuyền hơn một dặm họ liền dừng lại rồi cung kính làm lễ tham kiếm tất nhiên chỉ có bọn họ là người của yêu tộc vốn đã rất quen thuộc ngao khiếu lão tổ cho nên mới có biểu hiện như thế đứng lên đi ta phải trở về động phủ của đã các người hãy đi làm công việc của trinh mình đi từ trong thuyền truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của ngao khiếu lão tổ âm thanh vừa giản dị vừa nghiêm trang khiến người ta nghe được đều không có ý tứ phản kháng. Vâng, xin vâng lời lão tổ. Ngao khiếu lão tổ lãnh đạo yêu tộc đã mấy vạn năm, hầu hết mọi người ở đó đã tôn lão lên làm thần trong lòng, vì thế những người đang quỳ phía trước đều không đám cãi lời của lão. Lúc này họ liền tách ra hai bên. Chiếc thuyền giết lên từng tiếng vù vù rồi hóa thành một đoàn hào quang màu bạc phóng thẳng đến thành mộc nguyên. Một lát sau, không gian phía trước giấy lên một trận giao động đủ các loại hào quang tầng cấm chế bên ngoài tự động tách ra, chiếc thuyền bay thẳng vào trong đỉnh tòa thành rồi hạ xuống trên một quảng trường được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Gần như cùng lúc với chiếc thuyền hạ xuống, ở một góc khác của quảng trường bỗng nhiên hào quang của pháp trận lóe lên, một ông lão tóc trắng tinh bỗng nhiên xuất hiện, đưa ánh mắt nhìn về chiếc thuyền rồi cười ha hả đi tới. Ông lão có dáng vẻ rất hiền từ, hai tai to dài, thoạt nhìn như rất thong dong nhưng mỗi bước của lão đều vượt qua cả mấy chục trường. Chỉ cần vài bước, một chút sau ông lão đã xuất hiện ngay cạnh chiếc thuyền. Lúc này các vệ sĩ ở quanh đó mới kịp phản ứng, tất cả đều không người cúi chào, họ rất cung kính đối với ông lão tóc bạc. Ha ha, ngao khiếu, cuối cùng thì ngươi cũng tha xác trở về. Chuyến này ngươi đi thật lâu, nếu còn chưa về thì ta đã nghĩ ngươi đem xương cốt tặng cho đám ma tộc kia rồi chứ. Ông lão tóc bạc đừng bước rồi cười sang sảng nói, hừ, mấy tên nhai nhép của ma tộc thì làm được gì ta. Nhưng nếu thật sự là ta không về được chỉ sợ lão quỷ nhà ngươi buồn bực mà mắng chửi không thôi a. À trong chiếc thuyền truyền ra tiếng hử lạnh lùng cùng giọng nói của ngao khiếu tiếp đó chiếc thuyền tỏa ra hào quang màu bạc sáng loá nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại sau khi làn hào quang tắt đi chiếc thuyền cũng biến mất không thấy đâu nữa nơi đó cũng chỉ còn lại vài bóng người đứng đầu là một trung niên có khuôn mặt khôi mô tuấn tú đôi mắt trong trẻo lạnh lùng người này đúng là ngao khiếu lão tổ ở phía sau lão có hai nam hai nữ là ngân nguyệt và nhóm hàn lập ổng lão tóc bạch vừa thấy phía trước xuất hiện nhiều người như vậy liền tỏ ra khó hiểu nhưng vẻ mặt vẫn không có chút biến đổi gì cười nói với ngao khiếu lão tổ ngao khiếu huynh hai tộc chúng ta từ xưa tới nay đều cùng tiến cùng lui trong tình hình này mà yêu tộc các ngươi thiếu người lãnh đạo ta thật sự cảm thấy đơn lẻ a à? ngươi nói lời này ta rất tin nhưng cũng đừng quá lo lắng ngay cả khí tuổi thọ của ta không còn nhiều lắm nhưng ta cũng không thể lập tức tỏa hóa được đúng rồi hàn đạo hiếu ngươi lại đây gặp lão quỷ này đi, tên hắn chắc người không xa lạ gì, chính là lão tiền bối của nhân tộc các ngươi đó. Ngao khiếu lão to thản nhiên trả lời rồi quay qua nói với Hàn Lập. Đại đanh mạc giản ly của tiền bối làm vãn bối nghe như sấm nổ bên tai. Vãn bối là Hàn Lập, xin được ra mắt tiền bối. Hàn Lập chấp lên một cái liền bước đến, vẻ mặt kính trọng hướng tới ông lão tóc bạc thi lễ. Tuy Ngao khiếu không có nói tên tuổi của ông lão, những người có họ mạc của nhân tộc, lại có tu vi đại thừa kỳ chỉ có thể là vị mạc giản ly kia mà thôi. Hàn Lập, có phải là người mới hơn ngàn năm đã tu luyện đến hợp thể sơ kỳ? Nghe nói người cùng mấy tên tiểu tử họ lũng lẻn vào ma giới, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, chắc là mới từ ma giới trở về hả? Mạc giản ly nghe Hàn Lập nói liền ngẩn ngơ, nhưng sau đó vẻ mặt hắn lại tỏ ra vui mừng, chỉ nói trả lời có vài câu đã đem hành tung của Hàn Lập nói ra hết. Hiển nhiên vị đại thừa của nhân tộc này đã sớm chú ý đến nhân tài của tộc mình. Hàn Lập cũng tỏ ra ngẩn ngơ, hắn cười gượng gạo đáp lời. Ánh mắt của Mạc Tiền Bối thật là tinh tường, đúng là vẫn bối vừa trở về từ ma giới, lúc mới vừa về đến một tộc thì may mắn gặp được ngao khiếu tiền bối. Ha ha, có thể trốn vào nơi nguy hiểm như ma giới nhiều năm như vậy rồi bình yên trở về, quả đúng là kỳ tài ngút trời mấy vạn năm mới gặp của nhân tộc chúng ta. Mạc Giản Ly cười ha hả, trong giọng nói còn pha kèm vẻ khen ngợi. Mạc Lão Quỷ, người đừng vội cao hứng như vậy. Ngươi thử nhìn xem vị đạo hữu bên này là ai?" Ngao Khiếu lão tổ bĩu môi nói. "Bên cạnh, a, à, khí tức của người này có chút quen thuộc, dường như ta đã gặp ở nơi nào rồi." Mạc Gian Ly quan sát toàn thân giải đạo nhân, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc. "Hắc hắc, Mạc lão quỷ, người cứ nhìn thật kỹ đi." Ngao Khiếu cười bấn cợt. "Ồ, Khiếu huynh nói vậy chắc chắn còn ý khác. Ủa, không phải thân thể bằng xương bằng thịt, vậy ra ngươi là thánh giai ở ma giới a?" Mạc Giản Ly nghe ngao khiếu lão tổ nói liền nổi lên tính hiếu kỳ, hào quang màu vàng chợt lóe lên trong mắt, sau đó lão như hít phải một hơi khí lạnh, thất thanh hô lên: "Ta nhận ra ngươi, mấy vạn năm trước ngươi cùng vài tên linh giới khác cũng tới Ma Nguyên Hải để lẻn vào trong Khổ Linh Đảo. Nhưng các ngươi không vượt qua được Lôi Hải, đành mang trọng thương rút lui." Khuôn mặt của giải đạo nhân vẫn không chút thay đổi, vậy mà hắn lại nhận ra Mạc Giản Ly. Thì ra đúng là giải huynh, mà sao đạo hữu lại rời bỏ Ma Nguyên Hải vậy? hơn nữa sao Tu Vi chỉ còn lại hợp thể kỳ. Mạc Giản Ly nghe vậy liền tỏ vẻ xấu hổ, liền hỏi làng qua chuyện khác. Mạc Lão Quỷ, là người không biết đó thôi, Giai Huynh mới thấy Hàn Đạo Hữu đã cảm thấy hợp ý, hắn liền ký khí ước đi theo Hàn Đạo Hữu một thời gian. Ánh mắt của Ngao khiếu lão tổ chợt lóe sáng, hắn thâm ý nói trước. Có chuyện này sao, Hàn, Hàn Đạo Hữu việc này là thật sao? Mạc Giản Ly kinh ngạc giật nảy mình, khẩu khí cũng biến đổi, ngay lập tức đã xem hắn lập như ngang hàng với mình. Mặc dù có nguyên do khác nữa, nhưng chuyện này đúng là thật. Còn tu vi của giải huynh giảm xuống vì lúc trước phải thi triển một loại thần thông đặc biệt, chỉ cần vài hôm nữa sẽ khôi phục lại như thường thôi. Hàn lập mỉm cười, hắn vẫn khiêm tốn trả lời. Tuyệt quá, giải đạo hữu ở ma giới không biết bao nhiêu vạn năm rồi, đã có vô số kẻ mạnh khủng khiếp từ các giới khác tìm đến nhờ giải huynh giúp đỡ, ngay cả nhưng lão quái đại thừa kỳ cũng không thành công. Vậy mà hàn đạo hữu lại làm được, như vậy thì hai tộc nhân và yêu chúng ta có người kế nghiệp rồi vừa nghe hàn lập làm được việc này, mạc giản ly trở nên mừng như điên. mạc lão quỷ nếu nói cho người nghe việc khác chỉ sợ người càng cao hứng hơn nữa. nhưng chỗ này không phải nơi để chuyện trò, đi về động phủ trước đã. ngao khiếu lão tổ thấy vậy liền chừng mắt nói, chẳng nhẽ còn tin tốt khác sao? nếu vậy ta cũng muốn nghe cho đã. đi động phủ tạm thời của lão phu còn hai bình tiên diệp từ đó người mộc tộc tặng, đúng dịp này đem ra cho các vị thưởng thức chung luôn. hai mắt của mạc giản ly sáng ngời hắn không chút lưỡng lựa nói nhóm người hàn lập tự nhiên cũng không có ý kiến gì thêm cứ vậy cả đám đi về truyền tống trận ở gốc của quảng trường nửa canh giờ sau trong một căn phòng được làm từ linh mục màu tím mạc giản ly ngồi ở ghế dành cho chủ ngao khiếu hàn lập cùng giải đạo nhân ngồi ở một bên còn ngân nguyệt và chu quả nhi thì nghiêm chỉnh đứng phía sau lưng bọn họ chẳng qua hai nàng thiếu nữ này một người vẻ mặt đầy lạnh nhạt một người thì hưng phấn tò mò lúc này Hàn Lập đang nâng một ly linh rượu khá đậm đặc lên nhấp một ngụm. Giọt rượu vừa vào đến cổ họng đã hóa thành một làn năng lượng tinh thuần tản ra khắp nơi trong cơ thể, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái. Rượu ngon, vẻ mặt của Hàn Lập hơi ngạc nhiên, hắn bất giác thốt lên khen ngợi. Loại rượu tiên diệp này được ủ thành từ những dịch thể được nhỏ xuống từ thánh thụ của Mộc tộc, phải mất trăm năm cả Mộc tộc cũng chỉ có thể ủ được khoảng trăm bình thôi lúc này nếu không phải vì muốn cho hàn đạo hữu và giải huynh thưởng thức thì đừng mơ mạc mỗ lấy ra. Mạc giản ly cũng nâng một ly rượu trên tay nhấm nháp rồi mỉm cười nói. Chỉ tiếc là, gốc thánh thụ này vốn được trông trong cấm địa của mộc tộc, nhưng chuyến này bị ma giới xâm lấn với quy mô lớn, họ cũng chỉ đành mang bản thể của thánh thụ rời bỏ nơi đó đến thành mộc nguyên, làm cho thánh thụ bị tổn thương không ít nguyên khí. Ngao khiếu lão tổ ngồi ở một bên thản nhiên giải thích. Không chỉ có vậy, đại trưởng lão của mục tộc hiện giờ vẫn đang bế quan nghỉ ngơi bên gốc thánh thụ. Hy vọng nhờ vào linh khí của nó mà có thể khôi phục lại tu vi đại thừa. Nhưng theo ta thấy thì việc này rất khó, ngay cả nó có xảy ra thì cũng là chuyện của không biết bao lâu về sau, trong trận chiến với ma tộc của chúng ta lúc này cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mạc Giản Ly thở dài rồi chậm rãi nói, lúc này những chiến lược mạnh nhất của mục tộc đã tổn thương rất nhiều trong một trận chiến với ma tộc, Họ phải dựa vào sự viện trợ của mấy tộc chúng ta mới có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện như bây giờ. Vì vậy chúng ta cũng chẳng thể trông cậy ở họ điều gì." Ngao Khiếu lão tổ cười lạnh, "Một tộc bị thê thảm đến mức này, về sau có thể tồn tại độc lập ở linh giới nữa hay không còn là chuyện khó nói trước. Tuy nhiên cho dù việc này có thực sự xảy ra đi nữa, chỉ cần ma tộc rút đi thì nó đối với chúng ta chẳng có chút liên quan nào." "Nhưng này Ngao Khiếu, hồi nãy ngươi nói là còn tin tức tốt khác, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mau kể ra đi." Mạc Giản Ly thở dài, lão vội đổi đề tài. "Hắc hắc, nếu đã ở trong động phủ của ngươi nên khỏi lo việc bị người khác nghe trộm, vì vậy có thể thoải mái nói ra rồi." "Mạc lão quỷ, nói cho ngươi biết, Hàn Đạo Hữu đã làm được chuyện mà năm đó ta với ngươi chưa làm được. Hắn đã lẻn vào ma giới, vào được tẩy linh trì và ăn tinh linh liên." Ngao Khiếu thở phào một cái, hai mắt sáng như sao, lão nghiêm túc nói. "Cái gì? Có chuyện này sao?" Ông lão tóc trắng đang ngồi trên ghế nghe được như vậy liền thẳng thốt nhảy cẫng lên,